Vợ Phùng Húc Quang là Vương Phượng Minh, nhìn qua là một người nội trợ hiền lành. Cô rất nhiệt tình với Hạ Tưởng, mở miệng ra là nói chú em, cậu em nghe rất thân thiết. Có thể thấy được, Phùng Húc Quang đã tuyên truyền không ít về những sự tích anh dũng của Hạ Tưởng trước mặt vợ. Cho nên trong mắt Vương Phượng Minh, chẳng những Hạ Tưởng thành thật tin cậy mà còn không làm Phùng Húc Quang hư hỏng như đám bạn bè làm ăn kinh doanh của y. Ở Phùng gia nửa ngày, coi như tiến thêm một bước làm sâu sắc quan hệ. Hạ Tưởng thành khẩn và khiêm tốn khiến Vương Phượng Minh càng có ấn tượng tốt về hắn, liên tục khen Phùng Húc Quang lăn lộn bao nhiêu năm, rốt cục cũng kết giao được với một bằng hữu chân chính. Phùng Húc Quang vui vẻ ra mặt, nói với Hạ Tưởng. Chị dâu chú hay bắt bẻ, nói anh chẳng có bạn bè nào khiến cô ấy vừa lòng. Chú em xem như người đầu tiên được cô ấy ưng ý đấy. Vương Phượng Minh trách Phùng Húc Quang. Anh còn không biết xấu hổ mà nói vậy à? Trước kia đám bạn bè của anh toàn là người như thế nào? Ngoại trừ sống phóng túng thì có thể làm gì chứ? Một đám đàn ông xấu xa tụ tập với nhau một chỗ, chẳng làm được chuyện gì tốt đẹp cả. Tiểu Hạ thì khác, Tiểu Hạ còn trẻ như vậy đã lên làm phó chủ tịch huyện, về sau sẽ là người làm đại sự, sẽ không sa đọa như đám người kia. Không ngờ Vương Phượng Minh này cũng rất biết cách ăn nói. Hạ Tưởng cũng đành phải cười theo. Thấy Phùng Húc Quang vẻ mặt xấu hổ đứng xoa tay thì nghĩ thầm rằng, hóa ra ông anh này bị vợ quản lý nghiêm ngặt thật. Buổi tối, Hạ Tưởng không ở lại thành phố Yến mà quay thẳng về huyện An. Từ thứ hai đến thứ tư vẫn không hề có sự tình gì, hết thảy gió êm sóng lặng. Cường Giang Hải cùng đi với chuyên gia Bắc Kinh tới xã Đán Bảo để khảo sát, tạm thời vẫn chưa truyền ra tin tức quan trọng nào. Có lẽ sau khi chuyên gia khảo sát xong, thí nghiệm cụ thể xong mới có thêm luận chứng. Lúc đó mới có thể đưa ra kết luận được. Tới thứ sáu, đột nhiên truyền ra một đại sự, trên hội nghị thường vụ, Mai Hiểu Lâm và Lệ Triều Sinh ầm ĩ với nhau. Việc Mai Hiểu Lâm và Lệ Triều Sinh cãi nhau là do Phương Cách thông báo đầu tiên cho Hạ Tưởng. Có Phương Cách, bất cứ gió thổi cỏ lay gì ở hội nghị thường vụ, không cần Lý Đinh Sơn thông báo, Hạ Tưởng cũng sẽ biết được ngay lập tức, bởi vì Phương Cách luôn khẩn cấp chủ động nói cho hắn. Huống chi lần này lại là sự tình liên quan tới Mai Hiểu Lâm. Phương Cách lòng nóng như lửa đốt đi vào phòng làm việc của Hạ Tưởng, kể lại rõ ràng đầu đuôi chân tướng sự việc. Hóa ra ở hội nghị thường vụ, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Nghe Chính Phương đột nhiên đề xuất, gần đây không ít dân chúng đều phản ánh vấn đề cây ăn quả ở xã Đán Bảo, thậm chí có người còn tố cáo Lệ Triều Sinh có hành vi tham ô, hy vọng bí thư Lệ có lời giải thích, thuyết minh trên hội nghị thường vụ. Hiển nhiên Lệ Triều Sinh đã có chuẩn bị. Thao thao bất tiệt kể lại đầu đuôi sự kiện cây ăn quả. Theo y nói, ăn đó là công ty An Lợi chủ động tìm y, muốn cung cấp giống cây có chất lượng tốt cho xã Đán Bảo, hơn nữa giá cả cũng vô cùng ưu đãi. Y cũng là căn cứ trên ý tưởng muốn dân chúng có được lợi ích thực tế, sau khi tìm hiểu kỹ về tài chính và kỹ thuật của công ty An Lợi mới ký kết hiệp nghị với công ty An Lợi, cuối cùng mở rộng gieo trồng cây ăn quả trên toàn bộ xã. Nhưng bởi vì nông dân địa phương không có kinh nghiệm trồng cây ăn quả, nhân viên kỹ thuật phái tới hướng dân thì không ai chịu nghe, kết quả là cây táo đều sinh trưởng kém hoặc biến dị. Vốn là loại táo đỏ phú sĩ rất ngon lại bị nông dân địa phương tự trồng loạn theo phương pháp của mình, cuối cùng khiến cây táo biến chất biến dị, tuy rằng vẫn có quả nhưng cực kỳ khó ăn. Lệ Triều Sinh cũng thành khẩn thừa nhận sai lầm của mình. Tôi thừa nhận cũng có sai lầm trong công tác, thứ nhất là không suy xét đến trình độ chỉnh thể của nông dân địa phương, khả năng tiếp thu sự vật mới của họ khá chậm. Cũng không nghiêm túc thực hiện quy trình gieo trồng và chiết cây. Thứ hai là bọn họ bằng lòng với tình trạng hiện tại, cho rằng chỉ cần trồng lên là có thu hoạch. Cây ăn quả khác với hoa màu, cần phải cắt, chiết cây, phun thuốc phù hợp. Đối với nông dân vẫn quen với các phương pháp trồng hoa màu trước đây thì hiển nhiên là họ không thể tiếp thu được. Thứ ba là nhân viên kỹ thuật phái đi còn rất trẻ, không đủ sức thuyết phục. Dân chúng không tin tưởng được rằng những người trẻ tuổi như vậy cũng có kinh nghiệm trồng trọt. Tóm lại, đủ các loại nguyên nhân gây ra cục diện hiện tại. Tôi xin khắc sâu kiểm điểm đối với hội nghị thường vụ, là tôi công tác bất lực mới gây ra cục diện hiện tại. Mai Hiểu Lâm nghe Lệ Triều Sinh đưa ra những lý do trốn tránh, thoái thác trách nhiệm, còn tránh nặng tìm nhẹ với cái gọi là khắc sâu kiểm điểm, cô không kìm nổi, đập bàn đứng lên. Bí thư Lệ, nói năng nhẹ nhàng khéo léo nhỉ, trong quá trình mở rộng gieo trồng cây ăn quả, anh thật sự một lòng vì dân, không có chút tư tâm nào sao? Đối mặt với chỉ trích của Mai Hiểu Lâm, Lệ Triều Sinh không hề e ngại. Phó Bí Thư Mai nói chuyện cần có chứng cớ,
đừng mở mồm ra là nói với giọng điệu chỉ trích. Tôi làm công tác cơ sở nhiều năm, vẫn luôn công tâm vì phúc lợi của dân chúng, chưa từng thay đổi. Từ khi tôi đảm nhiệm chủ tịch xã, tôi đã luôn vắt óc vì sự phát triển kinh tế xã Đán Bảo. Hiện tại làm bí thư đảng ủy xã, tuy rằng cũng là ủy viên thường vụ huyện ủy nhưng tôi vẫn một lòng, toàn tâm toàn ý vì xã Đán Bảo, để dân chúng xã Đán Bảo có thể kiếm thêm mấy ngàn tệ, thậm chí mấy trăm tệ, ngay cả ngày lễ, ngày nghỉ cũng chưa bao giờ nghỉ ngơi. Điểm này Phó Chủ tịch huyện Cường có thể làm chứng. Khi ông ấy đưa chuyên gia tới khảo sát xã Đán Bảo, công tác chiêu đãi của tôi có cẩn thận, chu đáo hay không thì ánh mắt của Phó Chủ tịch huyện Cường cũng là sáng như đuốc. Tôi có thể nhận mọi người phê bình tôi công tác sai lầm, nhưng tôi tuyệt đối không chịu nhận phê bình là tôi công tác không nhiệt tình. Chương 244, bố trí lâu dài cho Tiếu Giai. Lời nói của Lệ Triều Sinh không để lại chút thể diện nào cho Mai Hiểu Lâm. Ý tứ là y công tác từ cơ sở từng chút một lên mới đi tới hôm nay, không phải giống như Mai Hiểu Lâm mày nhà có người quyền thế, không có chút kinh nghiệm công tác cơ sở nào, mới chỉ làm phó bí thư huyện ủy đã chỉ trích người lung tung. Mày làm như vậy là không đúng. Cả huyện An này gần như không ai biết quan hệ giữa Mai Hiểu Lâm và Khâu Tự Phong. Cường Giang Hải cũng không ngoại lệ, y cảm thấy không ngờ khi Mai Hiểu Lâm đột nhiên chỉ trích Lệ Triều Sinh. Nghe Lệ Triều Sinh đưa mình ra làm lá chắn, y cũng phụ họa. Phó bí thư Mai cũng xuất phá từ hảo tâm, cũng có thể lý giải tâm tình bức thiết của cô. Tuy nhiên cũng xin phó bí thư Mai hiểu nỗi khó xử của cán bộ cơ sở. Giao tiếp với dân chúng ở cơ sở không hề dễ dàng. Dân chúng nhìn như trung thực nhưng thật ra cũng có một mặt giảo hoạt. Có đôi khi sự giải hoạt của nông dân khiến người ta khó lòng phòng bị. Hơn nữa có một số nông dân, tôi nó là chỉ một bộ phận nhỏ nông dân, hết ăn lại nằm, chỉ muốn được huyện cứu tế, xã trợ cấp, không hề muốn vất vả cần cù lao động, không cần vất vả làm giàu. Có đôi khi cán bộ cơ sở chúng ta triển khai công tác cực kỳ khó khăn, vì mở rộng một hạng mục tốt, tận tình khuyên bảo người ta nửa ngày, kết quả người ta đáp trả một câu, mệt quá rồi mặc kệ. Chỉ nghe thôi cũng có thể khiến chúng ta tức chết. Mấy người đều mỉm cười. Đúng là lý luận trốn tránh trách nhiệm. Nếu bàn về kinh nghiệm đấu tranh phong phú thì Mai Hiểu Lâm làm sao có thể là đối thủ của Lệ Triều Sinh chứ? Cô tức giận đỏ mặt. Bí thư Lệ, cho dù anh công tác sai lầm tạo thành tổn thất lớn, chẳng lẽ anh không hề có chút cảm giác hổ thẹn với lương tâm sao? Anh không hề nghĩ tới việc chịu trách nhiệm sao? Cô suýt nữa thì nói, tự nhận lỗi từ chức, may mắn là lời khuyên giải, an ủi của Hạ Tưởng lúc trước đã phát huy tác dụng vào thời khắc mấu chốt. Cô cố nén cơn tức giận trong lòng, cuối cùng cũng không nói ra lời quá nặng. Lệ Triều Sinh nói với vẻ mặt hổ thẹn. Phó Bí Thư Mai phê bình rất đúng. Tôi chính là vì căn cứ vào tinh thần chịu trách nhiệm cho sai lầm của mình nên mới càng thêm cố gắng công tác hơn gấp bội, tranh thủ làm ra nhiều cống hiến mới để phát triển kinh tế cho xã Đán Bảo. Thái độ của tôi rất thành khẩn, cũng rất đoan chính, sẵn lòng nhận huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện giám sát, cũng mời Phó Bí Thư Mai đúng lúc phát hiện và vạch ra sai lầm của tôi. Tôi nhất định sửa sai ngay. Lý Đình Sơn cũng không cảm thấy bất ngờ đối với việc Mai Hiểu Lâm đột nhiên công kích Lệ Triều Sinh. Ông vẫn không nói gì, chỉ âm thầm quan sát sự phát triển của tình thế. Khâu Tự Phong thì nhấp nháy mắt, ra vẻ suy nghĩ. Những ủy viên thường vụ khác đều vẻ mặt kinh ngạc, chỉ có Thịnh Đại lại cầm bút viết viết, vẽ vẽ trên giấy, như thể đang rất bận rộn. Mai Hiểu Lâm cũng dần bình ổn trở lại, lạnh lùng nói. Nếu Bí Thư Lệ đã có thái độ thành khẩn như vậy, tôi cũng không còn gì để nói nữa. Còn nữa, có kinh nghiệm công tác cơ sở hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là phải xem anh có thật tâm đối xử với dân chúng hay không. Đừng tưởng rằng dân chúng dễ bị lừa, ánh mắt của họ cũng đều sáng như tuyết. Nếu Bí Thư Lệ đã đề xuất huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện giám sát công tác của anh ta, tôi đề nghị huyện ủy phái tổ công tác thường trú tới xã Đán Bảo. Xin Bí Thư Lý phát biểu ý kiến. Lý Đình Sơn trầm ngâm một lát, ông không đoán được dụng ý thực sự của Mai Hiểu Lâm, nhưng phái tổ công tác thường trú hiển nhiên là hơi qua loa, liền nói. Chúng ta không thể dễ dàng liền phủ định lòng nhiệt tình công tác của một cán bộ. Việc tổ công tác thì tôi thấy để nói sau đi. Vấn đề cây ăn quả thì Bí Thư Lệ viết một bản báo cáo kể lại tỉ mỉ, sau đó gửi cho từng ủy viên thường vụ để mọi người hiểu biết cụ thể tình huống. Cậu thấy sao, Chủ tịch huyện Khâu? Khâu Tự Phong cũng hơi cảm thấy ngạc nhiên vì Lý Đinh Sơn không tiếp tục truy cứu, tuy nhiên ý tưởng của Lý Đinh Sơn cũng chính là kết quả mà y muốn, liền thuận thế nói.
đề nghị của bí thư Lý rất tốt, tôi tán thành. Nhân vật số 1 và số 2 đều đã gật đầu, những người khác tự nhiên là không thể nói gì khác, đều tán thành. Tuy nhiên sau khi tan họp, có thể thấy rất rõ là sắc mặt Mai Hiểu Lâm không tốt. Mặc dù cô đã cố gắng giả vờ nhưng vẫn có thể nhìn ra sự tức giận trên mặt cô. Hạ ca, anh thấy Lệ Triều Sinh có đáng giận không? Thật sự làm phó bí thư Mai tức giận không nhẹ, em thật sự là muốn xử lý hắn. Anh có thấy mặt hắn vênh lên không, cứ như thể đắc ý lắm vậy. Phương Cách nói đầy vẻ căm phẫn, tâm tư muốn bảo vệ Mai Hiểu Lâm của y có lẽ còn mạnh hơn cả Khâu Tự Phong. Hạ Tưởng mỉm cười. Được rồi, đừng kích động. Trên hội nghị thường vụ không tránh được tranh luận, hơn nữa phó bí thư Mai cũng không cãi nhau với bí thư Lệ. Trong quan trường, vốn chính là việc tôi qua anh lại, cho dù phó bí thư Mai và bí thư Lệ có ầm ĩ với nhau một chút cũng không có gì, cũng không gây trở ngại việc bọn họ đạt thành nhất trí trong những vấn đề khác. Hạ Tưởng không hề kinh ngạc việc Mai Hiểu Lâm kích động như vậy, bởi vì cô đã sớm nói sẽ gây khó dễ Lệ Triều Sinh trên hội nghị thường vụ. Chỉ có điều hắn không ngờ là Mai Hiểu Lâm lại khuyết thiếu kinh nghiệm đấu tranh chính trị như thế, chỉ nói mấy câu đã bị Lệ Triều Sinh bắn ngược trở về. Việc này cũng chứng minh, Lệ Triều Sinh không hề đơn giản, không chỉ rửa sạch sẽ tay chân trong sự kiện công ty An Lợi mà cho dù là bất cứ chi tiết bình thường nào, y cũng không để cho người khác nắm lấy nhược điểm. Lệ Triều Sinh này quả là khó đối phó. Hạ Tưởng nghĩ thầm, so với Lưu Thế Hiên ở huyện Bá thì trình độ của Lệ Triều Sinh này phải cao hơn mấy bậc. Bởi vậy có thể thấy được, huyện Bá là trời cao hoàng đế xa, không ai chú ý tới một huyện nghèo khó xa xôi như vậy cho nên Lưu Thế Hiên muốn làm gì thì làm cũng không ai quản. Nhưng huyện An lại rất gần thành phố Yến, bởi vì gần thủ phủ của tỉnh nên cùng là cán bộ cấp huyện nhưng cán bộ của huyện An có ý thức phòng bị cao hơn rất nhiều. Cuối cùng Phương Cách phẫn nộ đi ra, trước khi đi còn nói. Em không chịu được khi nhìn thấy phó bí thư Mai bị người khác bắt nạt. Hạ ca, anh có thể giúp đỡ chị ấy một chút không? Em cảm thấy chị ấy đối nhân xử thế chính trực, là một người rất tốt. Khiến Hạ Tưởng thật không ngờ chính là Phương Cách vừa đi thì Mai Hiểu Lâm liền tự mình đi tới phòng làm việc của hắn để tố khổ với hắn. Phó Chủ tịch huyện Hạ, Lệ Triều Sinh quá kiêu ngạo. Anh không biết bộ dạng y đắc ý rào rạt, mở mồm ra là nói cán bộ cơ sở không dễ dàng, công tác khó khăn, vân vân. Rõ ràng là nói tôi không có kinh nghiệm công tác cơ sở, là chỉ đạo mù quáng. Cuối cùng Mai Hiểu Lâm cũng tìm được nơi giải phóng cơn giận ở chỗ Hạ Tưởng, biến hắn thành đối tượng để cô kể lể. Một sự kiện gây hại rõ ràng như vậy cho nông dân, toàn bộ huyện An này có ai không biết chứ? Vậy sao không có ai điều tra y? Lạ thật. Lệ Triều Sinh này có thể một tay che trời ở huyện An sao? Không phải một tay che trời mà là không có chứng cứ. Hạ Tưởng biết rất rõ, có nhiều vụ án lớn bề ngoài biết rõ đối phương có vấn đề nhưng vẫn chậm chạp không tìm thấy cửa khẩu đột phá chính là vì không tìm thấy chứng cứ vô cùng xác thực. Nhất là loại ủy viên thường vụ huyện ủy như Lệ Triều Sinh, trừ khi có chứng cứ xác thực khiến y không thể trở mình, nếu không sẽ không ai dám động vào y. Ủy viên thường vụ huyện ủy là do thành phố bổ nhiệm. Đều có chỗ dựa, đều có mạng lưới quan hệ của chính mình. Nếu không thể một đòn quật ngã Lệ Triều Sinh thì chẳng khác nào tự đắc tội với chỗ dựa của Lệ Triều Sinh. Trong quan trường, ai có thể biết được tương lai sẽ như thế nào chứ? Ai chẳng cần có dự phòng đường lui, cho nên không dễ phân ra thắng bại. Hạ Tưởng liền khuyên Mai Hiểu Lâm. Phó Bí Thư Mai không nên gấp gáp, nếu Bí Thư Lệ có thể thuận buồm xuôi gió ở huyện An, từ chủ tịch xã lên làm Bí Thư. Thậm chí còn là ủy viên thường vụ huyện ủy, khẳng định rằng y có chỗ hơn người. Bí thư Lý và cả chủ tịch huyện Khâu đều biết rõ những gì y đã làm, nhưng đều không hề động tới y, là vì sao? Chính là vì không tìm thấy nhược điểm của y. Bồi dưỡng một cán bộ không hề dễ dàng, cho nên không ai dễ dàng đắc tội người khác cả. Mai Hiểu Lâm nói với vẻ bất đắc dĩ. Tôi cũng không tra ra được thứ gì có ích cả. Chẳng lẽ cứ như vậy buông tha Lệ Triều Sinh sao? Tôi không cam lòng, cứ nghĩ tới những người nông dân vất vả cả năm trời mà không bán được quả táo nào, khóc ròng bên vườn cây, tôi lại không thể nào chịu nổi. Hạ Tưởng đang cho Tiêu Ngũ âm thầm điều tra Lệ Triều Sinh. Hắn không tin một người lại thật sự có thể không lưu lại chút dấu vết nào. Cho dù y có thể che giấu được nhưng dù sao cũng vẫn phải sống trong xã hội, cho nên vẫn phải lưu lại dấu vết. Chỉ có điều tra tới mức độ nào thì hiện tại trong lòng hắn vẫn thiếu tự tin. Nghe tới chuyện cây táo, hắn liền giật mình, nghĩ thầm rằng tìm hiểu chuyện này cứ để Mai Hiểu Lâm làm là tốt nhất,
đỡ khiến cô quá mức khó chịu, nếu chẳng may gây ra sự tình gì quá mức kích động thì không ổn. Tôi có một ý tưởng, không biết Phó Bí Thư Mai có hứng thú giúp đỡ dân chúng một phen hay không? Giúp như thế nào? Hai mắt Mai Hiểu Lâm sáng lên. Tìm một nhà máy gia công thực phẩm, thu mua táo trong tay dân chúng. Cho dù giá cả thấp một chút vẫn còn tốt hơn là vứt bỏ. Có những nhà máy gia công thực phẩm không yêu cầu táo có độ ngọt cao. Tuy rằng hiện tại táo vẫn còn chưa chín nhưng chuẩn bị sớm thì vẫn hơn. Nếu Phó Bí Thư Mai có thể tìm được một nhà máy thu mua thực phẩm, vậy có thể nói là đã giải quyết một đại sự cho người dân. Mai Hiểu Lâm suy nghĩ trong chốc lát, cao hứng cười nói. Đúng vậy, không thể chỉ luôn nghĩ tới đấu tranh chính trị, làm việc cho dân chúng mới là điều khó đối với người làm quan. Tuy nhiên dường như phương diện này không trong phạm vi quản lý của tôi. Hạ Tưởng đáp, Phó Bí Thư Mai toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân, không chỉ hoàn thành chức trách công việc được giao mà còn lợi dụng các loại quan hệ để giải quyết vấn đề nguồn tiêu thụ táo huyện An, đáng được huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện mạnh mẽ khen ngợi. Đúng thế, tôi lợi dụng quan hệ cá nhân của tôi, chỉ là vì giải quyết vấn đề đầu ra của nhà vườn, là chuyện tốt. Người khác có thể nói gì được tôi chứ? Mai Hiểu Lâm nghĩ thông suốt, liền nói. Hơn nữa, nếu bọn họ muốn nói thì cứ để họ nói đi, có thể làm gì được tôi? Chẳng lẽ tôi làm việc tốt cũng phải chịu phê bình sao? Nếu thật sự vì vậy mà phê bình tôi, cùng lắm thì tôi mặc kệ. Lại tái phát tật nói nhiều rồi. Hạ Tưởng bất đắc dĩ cười cười. Phó Bí Thư Mai, về sau cố gắng bớt nói những câu cường điệu cuối cùng đi. Giữ lại trong lòng, tự mình biết là được, không cần thiết phải nói ra. Mai Hiểu Lâm bất mãn lườm Hạ Tưởng. Không, tôi vẫn cứ nói. Ai không thích nghe thì thôi. Cô còn hơi bĩu môi, khiến hình tượng phó bí thư của cô hoàn toàn bị vứt bỏ không còn chút ngụy trang nào trước mặt Hạ Tưởng. Thời gian trôi rất nhanh, đã tới tháng 7, bắt đầu thời kỳ hoàng kim của du lịch. Danh tiếng của bộ phim, Ngọa Hổ Tàng Long, càng vang dội, bởi vậy cũng mang đến cho khu du lịch Tam Thạch một lượng khách du lịch rất khả quan. Khu du lịch Tam Thủy đầu tư 1 triệu tài chính nhưng hiệu quả không quá rõ ràng, hoàn toàn bị dòng suối từ trên núi xuống và mượn thế quảng cáo của khu du lịch Tam Thạch lấn át. Lãnh đạo huyện ủy huyện cảnh rất bất mãn, miễn chức trưởng phòng du lịch huyện ngay tại chỗ, đưa một trưởng phòng mới trẻ trung hơn lên, ý đồ mở ra cửa khẩu đột phá mới, để chèn ép khu du lịch Tam Thạch. Tin tức truyền tới huyện An, Khâu Tự Phong tìm Hạ Tưởng nói chuyện, đầu tiên là khẳng định công tác giai đoạn trước của hắn có hiệu quả rõ ràng, rất có thu hoạch, đồng thời còn uyển chuyển phê bình hắn, nói là phát triển kinh tế thì hết thảy lấy thu hút đầu tư là điều kiện tiên quyết. Nếu không có tài chính rót vào, sự phát triển của khu du lịch chỉ là cành cây không gốc, không phải là kế lâu dài. Ngụ ý của y là muốn Hạ Tưởng kéo tài chính đến, mở rộng quy mô khu du lịch. Mặc kệ có phải Khâu Tự Phong có ý định làm khó dễ hay không, Hạ Tưởng cũng đang có ý tưởng mở rộng quy mô, hơn nữa trên cơ bản hắn đã nghĩ rất kỹ. Hắn quyết định để Tiếu Giai phân một bộ phận tài chính đến đầu tư ở khu du lịch Tam Thạch. Bởi vì sau này xe ô tô riêng càng ngày càng nhiều, dân cư thành phố ra ngoài du lịch cũng sẽ ngày càng tăng, nếu hiện tại xây dựng khu du lịch Tam Thạch thành một khu du lịch lớn gồm cả thư giãn và ngắm cảnh, sau này khẳng định là sẽ rất thu hút khách du lịch. Việc kinh doanh rau quả của Tiếu Giai đã phát triển tới ngưỡng, muốn tiến thêm về phía trước sẽ rất khó phát triển thêm, trừ khi muốn tiến công thị trường Bắc Kinh. Nhưng Hạ Tưởng lại không muốn để Tiếu Giai đi Bắc Kinh. Cô không ở trong phạm vi thế lực của hắn, hắn sẽ luôn luôn lo lắng. Hơn nữa ở Bắc Kinh vàng thau lẫn lộn, dù là đám thái tử đảng hay đám nhà giàu mới nổi, khẳng định là sẽ có không ít kẻ yêu thích vẻ đẹp của Tiếu Giai. Nếu thật sự gặp phải chuyện đó thì cũng không dễ xử lý. Hạ Tưởng đáp ứng nhưng hắn vẫn thông minh chỉ điểm ra. Vừa lúc Bí Thư Lý cũng rất coi trọng việc phát triển du lịch huyện An. Ông ấy cũng tìm tôi nói là tốt nhất nên kéo đầu tư tới. Nếu cả Bí Thư Lý và Chủ tịch huyện Khâu đều mạnh mẽ ủng hộ phát triển khu du lịch, tôi nhất định sẽ không phụ lòng hy vọng của huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện, tranh thủ làm ra thành tích lớn hơn nữa. Hạ Tưởng nói vậy là có ý ngầm, tôi kéo đầu tư tới không phải là kéo xuông mà có thể coi là một phần chiến tích. Hơn nữa Bí Thư Lý cũng đã chú ý chuyện này, anh là chủ tịch huyện cũng không thể ăn mảnh, cuối cùng chiếm lấy công lao này làm của riêng. Khâu Tự Phong cười ha hả. Chỉ cần có thể kéo đầu tư tới, trăm ngàn tính là công lao trăm ngàn, mấy triệu tính là công lao mấy triệu, đều ghi vào lý lịch của cậu.
Tuy việc dẫn nước suối từ trên núi xuống và dựa thế tuyên truyền đã được Khâu Tự Phong đưa ra khen ngợi ở hội nghị ủy ban nhân dân, nhưng Hạ Tưởng không quá tin tưởng Khâu Tự Phong, luôn có tâm lý đề phòng y. Cho nên, mỗi lần nói chuyện, hắn đều phải rào trước, chính là muốn y có một lời hứa hẹn. Hơn nữa trước đó hắn còn dùng di động ghi âm lại lời nói của y, chính là đề phòng lúc đó y thay đổi, không chịu thừa nhận. Hạ Tưởng vội vàng cười khiêm tốn. Chỉ sợ với năng lực của tôi, kéo đến mấy triệu tài chính còn có chút chắc chắn, nếu nhiều hơn nữa sợ rằng không dám nói. Có bao nhiêu tiền thì làm bấy nhiêu việc, càng nhiều càng tốt, không có nhiều mà có mấy triệu cũng được, ít nhất cũng có thể xây dựng thêm mấy điểm thắng cảnh cho khu du lịch. Có vẻ như tâm tình Khâu Tự Phong khá tốt, y còn không quên cổ vũ Hạ Tưởng. Phó chủ tịch huyện Tiểu Hạ có thể kéo đầu tư tới huyện An, chẳng những chấn hưng khí thế của chúng ta mà còn có thể đề cao trên diện rộng hình tượng của khu du lịch. Thành bại chính là ở lúc này đây. Khâu Tự Phong nói với vẻ tràn đầy tin tưởng, nếu Hạ Tưởng không biết rằng lòng dạ của y rất sâu, chắc chắn sẽ cảm thấy sẽ rất có tiền đồ khi đi theo vị chủ tịch huyện Khâu đầy lòng nhiệt tình này. Đáng tiếc là từ việc Mai Hiểu Lâm và Lệ Triều Sinh cãi nhau có thể thấy được, Khâu Tự Phong là một kẻ cực kỳ có nguyên tắc và vô cùng lạnh lùng. Mai Hiểu Lâm và y là cùng phe nhưng y vẫn có thể nhẫn nhịn không hề tỏ thái độ ủng hộ cô, chứng tỏ y rất có khả năng kiềm chế và tính kiên nhẫn, biết phân biệt nặng nhẹ, không vì chuyện nhỏ mà hỏng chuyện lớn. Mặc kệ y có biết rõ sự việc Lệ Triều Sinh hay không, dù sao y cũng biết rõ một điều, ở huyện An này, sự ủng hộ của Lệ Triều Sinh là mạnh mẽ hơn nhiều so với Mai Hiểu Lâm. Ý nghĩ chính trị của Mai Hiểu Lâm rất đơn giản, thủ đoạn chính trị nông cạn. Cô chỉ là xuống dưới này đánh bóng lý lịch, nếu muốn thật sự làm gì trong chính trị thì còn kém quá xa. Còn y, nếu muốn thi hành lý tưởng chính trị của mình tại huyện An thì không thể thiếu sự ủng hộ của Lệ Triều Sinh. Đối diện với chính trị, có khi quan hệ hôn nhân cũng phải nhượng bộ. Huống chi y và Mai Hiểu Lâm chỉ là ràng buộc lẫn nhau do hai gia tộc muốn tăng mạnh liên hệ, không hề có chút cơ sở tình cảm nào, mặc dù có khi hắn cũng hiểu rằng Mai Hiểu Lâm coi như rất khá, cưới cô cũng là một sự lựa chọn đáng giá thử một lần. Hạ Tưởng trở lại phòng làm việc, nghĩ ngợi một lát rồi gọi điện thoại cho Tiếu Giai. Hiện tại Tiếu Giai đã chiếm hơn 1/3, gần đạt tới một nửa thị trường rau quả thành phố Yến, lãi dòng hàng năm gần 3 triệu tệ. Tiếu Giai tính toán một chút. Nếu chuyển đại bộ phận kinh doanh cho em trai Tiếu Côn của cô, tiếp tục tăng cường định mức kinh doanh thì có thể xuất ra 5 triệu tệ đi đầu tư. Tuy nhiên cô không đủ tin tưởng vào tiềm năng của khu du lịch này, liền hỏi. Em tin tưởng ánh mắt của anh, nhưng em chưa bao giờ làm mảng du lịch, không biết có thể làm tốt hay không. Hơn nữa anh lại đang ở huyện An, nếu em ra mặt đầu tư chỉ sợ là không được tốt lắm. Anh không sợ bị bạn gái của anh phát hiện ra điều gì đó đấy chứ. Hạ Tưởng cười ha hả. Anh là phó chủ tịch huyện An, em là nhà đầu tư thành phố Yến. Chúng ta tiếp xúc với nhau quang minh chính đại, không sợ người khác nói này nói nọ. Tiếu Giai không tin. Sao em nghe như anh có tính toán khác ấy? Nếu em đoán không nhầm thì khẳng định là anh đã sớm nghĩ xong biện pháp, đúng không? Bị Tiếu Giai nói chúng tâm sự, Hạ Tưởng cũng không xấu hổ, cười nói. Kỳ thật anh cũng đã suy xét toàn diện. Cho em tiếp xúc trực tiếp với bí thư Lý, giao chiến tích thu hút đầu tư này cho bí thư Lý, cũng tốt để ông ấy thuận lý thành trương lên làm chủ tịch quận. Đương nhiên, anh còn có thể đứng sau lưng em đưa ra kế sách, đảm bảo em có thể kiếm được tiền. Em kiếm tiền còn không phải của anh sao? Tiếu Giai bất mãn nói. Bí thư Lý có ấn tượng không tốt về em không muốn gặp ông ấy. Trước kia là trước kia, hiện tại là hiện tại, ấn tượng chẳng là gì cả. Đối diện với đầu tư, hết thảy đều phải nhượng bộ vì chính trị. Tin anh đi, bí thư Lý cũng không phải người tính toán chi ly. Năm đó ông ấy có ấn tượng không tốt về em chính là lo lắng em quyến rũ anh, hủy tiền đồ của anh. Hiện tại em đã quyến rũ được anh rồi, tiền đồ của anh vẫn rất tốt, cho nên bí thư Lý cũng yên tâm về em. Nói hưu nói vượn, Tiếu Giai cười khanh khách không ngừng. Ai quyến rũ anh chứ? Là anh dậu đổ bìm leo. Nhân cơ hội chiếm lấy em. Trời đất chứng giám, oan uổng quá. Hạ Tưởng kêu lên sau đó lại cười đắc ý. Lòng dạ con gái không biết thế nào mà lường, quả nhiên là danh ngôn chí lý. Hai người còn cười nói vài câu. Vì muốn thận trọng, Hạ Tưởng muốn Tiếu Giai đến huyện An một chuyến để thảo luận kỹ trước rồi nói sau. Tiếu Giai hỏi. Có phải muốn thảo luận trên giường hay không? Là em nói nhé, đến lúc đó xem ai sợ ai.
Hạ Tưởng bị Tiếu Giai nóng bỏng khiêu khích không kìm nổi ngọn lửa lòng. Em không hề sợ anh đâu. Tiếu Giai đúng là nói thật, hiện tại cô đã được Hạ Tưởng khai phá thành người con gái thành thục, trình độ ngày càng tăng. Buổi chiều cùng ngày, Tiếu Giai tới huyện An, ở trong một căn phòng ở nhà khách tốt nhất của thị trấn. Hạ Tưởng lén tới, hai người vừa thấy mặt, còn chưa kịp thương lượng sự tình đã lập tức dùng thân thể để bàn luận một số vấn đề sâu sắc. Sau khi thảo luận vấn đề xong, một tay Hạ Tưởng vuốt ve sau lưng, tay kia vuốt ve trên ngực Tiếu Giai, nói. Tìm một người tín nhiệm đảm nhiệm đại biểu pháp nhân của công ty, đăng ký một công ty mới. Em không ra mặt, chỉ làm cổ đông đứng sau màn. Công ty mới đến huyện An đầu tư khu du lịch Tam Thạch, có lẽ chỉ trong vòng 2, 3 năm, đầu tư sẽ tăng trưởng. Tay hắn không hề thành thật, bị Tiếu Giai đánh cho một cái. Hắn liền thay đổi vị trí, vẫn tiếp tục sờ mó không ngừng. Còn nữa, em cũng thay đổi đại biểu pháp nhân của công ty rau quả, chỉ làm cổ đông sau màn, ít nhất có thể giấu được mọi người bề ngoài. Về sau phát triển càng lúc càng lớn, em cũng không tiện lúc nào cũng xuất đầu lộ diện, tránh ở sau màn vẫn tốt hơn. Sợ em bị người ta cướp đi à? Tiếu Giai nằm đó không hề mặc quần áo, da thịt tươi mát đầy gợi cả. Anh thật sự quan tâm tới em sao? Đương nhiên là quan tâm chứ. Địa bàn anh đã vất vả khai phá, không thể để tiện nghi cho người khác được. Hạ Tưởng véo một cái ở chỗ nhạy cảm của cô khiến Tiếu Giai hét lên kinh hãi. Hắn cười ha hả nói. Tránh ở phía sau màn mới có thể làm lớn hơn nữa được, cũng tốt để tránh người khác hoài nghi. Về sau nếu có kẻ xấu muốn kiểm chứng cái gì cũng khiến chúng không thể tra được chứng cứ gì. Hạ Tưởng là bị sự việc Lệ Triều Sinh dẫn dắt mới có ý nghĩ như vậy. Cho dù quan hệ giữa hắn và Tiếu Giai có bí mật hơn nữa, tự nhận là kín mít không chút kẽ hở nhưng cũng không thể đảm bảo không bị đối thủ nhìn chằm chằm. Chỉ cần đối phương kiên quyết không tha, theo đuổi không từ bỏ, vậy rất có thể sẽ điều tra được manh mối nào đó. Xét về lâu về dài, Hạ Tưởng phải đề phòng hậu hoạn từ khi còn chưa xảy ra. Đúng rồi, có thời gian thì đến Bắc Kinh xem một chút, mua một căn nhà ở Bắc Kinh đi. Trong đầu Hạ Tưởng hiện lên một ý tưởng. Muốn Tiếu Giai trước hết rời xa thành phố Yến, bước đầu tiên là lấy được hộ khẩu Bắc Kinh. Hiện tại có chính sách mua nhà được nhập hộ khẩu, trước hết em cứ nhập hộ khẩu Bắc Kinh đi, sau này sẽ xuất hiện với thân phận của người Bắc Kinh. Vừa nghe Hạ Tưởng nói chuyện, Tiếu Giai ngẩn người, hơi suy nghĩ một chút liền hiểu ý tưởng của Hạ Tưởng. Nghe anh nói vậy, mặc dù em hơi nghi ngờ là anh muốn đuổi em đi, tuy nhiên em vẫn tin tưởng anh xuất phát từ tấm lòng tốt là chính. Có phải bước tiếp theo em sẽ xuất ngoại hay không? Chưa chắc đã cần xuất ngoại nhưng nên lấy quốc tịch nước ngoài hợp pháp là rất cần thiết. Kế hoạch lâu dài của Hạ Tưởng là chờ sau khi tài sản của Tiếu Giai đạt tới một trình độ nhất định, lúc đó có thể lấy quốc tịch nước ngoài, ít nhất cũng có thể thêm một tầng bảo vệ. Tiếu Giai không có dị nghị đối với sự bố trí của Hạ Tưởng, tuy nhiên về phương diện kinh tế thì hiển nhiên cô còn cao thủ hơn cả Hạ Tưởng. Về sau thành lập một công ty đầu tư nắm cổ phần khống chế, cho các công ty con phân tán ra ngoài, công ty mẹ nắm cổ phần khống chế sẽ quản lý kinh doanh. Như vậy chẳng những vừa có thêm một tầng bảo hộ, lại tránh ở nhiều tầng sau màn, không cho người khác điều tra được sâu bên trong. Tốt, đúng là em thông minh. Hạ Tưởng quay người lên ngựa, hình tượng gớm cười ha hả mấy tiếng. Chúng ta lại thi đấu, xem thử ai lợi hại hơn được không? Câu nói, không được. Của Tiếu Giai còn chưa kịp thốt ra thì đã bị mồm Hạ Tưởng bịt lấy môi. Cô đành phải ầm ừ bắt đầu vặn vẹo vòng eo, ra sức hưởng ứng. Tiếu Giai tìm một người con gái của bà con xa, tên là Lý Phi Phi, sau khi tốt nghiệp đại học vẫn đi làm thuê, tính cách khá thành thật, giữ bổn phận, cũng có ý nghĩ kinh tế. Tiếu Giai cho cô làm đại biểu pháp nhân, thành lập công ty đầu tư Sơn Thủy. Được Hạ Tưởng dẫn dắt, Lý Phi Phi ra mặt tiếp xúc với Lý Đình Sơn. Đưa ra ý đồ đầu tư vào khu du lịch Tam Thạch, kim ngạch đầu tư 800.000 tệ. Trải qua một loạt đàm phán, Lý Đình Sơn tự mình can thiệp, Ủy ban Nhân dân huyện mạnh mẽ ủng hộ, Phó Chủ tịch huyện Hạ Tưởng một tay xử lý, công ty đầu tư Sơn Thủy và Ủy ban Nhân dân huyện chính thức ký kết hiệp nghị đầu tư. Điều kiện tiên quyết là đảm bảo công ty đầu tư Sơn Thủy làm ăn có lãi, cũng sẽ cam đoan lợi ích cho toàn thể huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện An, có thể nói là một hiệp nghị hai bên cùng thắng. Trong nghi thức ký tên, Lý Đình Sơn phát biểu, tỏ vẻ hoan nghênh công ty đầu tư Sơn Thủy tới đầu tư tại huyện An,
đồng thời chỉ ra công lao của Phó Chủ tịch huyện Hạ là rất lớn trong việc thành công ký kết đầu tư này. Lý Đình Sơn đại biểu cho huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện An đề xuất khen ngợi công tác của Phó Chủ tịch huyện Hạ. Tiếp đó ông ta cũng trịnh trọng tuyên bố quyết định của công ty đầu tư Sơn Thủy, công ty sẽ nỗ lực tạo ra khu du lịch cấp quốc gia làm mục tiêu chính, nhất định không phụ lòng tin tưởng của huyện ủy và Ủy ban Nhân dân huyện An. Tiếp đó là Khâu Tự Phong nói chuyện. Đầu tiên là y cảm tạ Bí thư Lý và Phó Chủ tịch huyện Hạ đã kéo đầu tư tới, rót một nguồn nước mát lành kéo kinh tế huyện An bay lên, lại cảm tạ công ty đầu tư Sơn Thủy đã tới huyện An đầu tư. Tỏ vẻ tán thưởng quyết định của công ty đầu tư Sơn Thủy, cuối cùng là cao giọng khen ngợi công tác của Hạ Tưởng, nói rõ từ khi Hạ Tưởng được phân công quản lý du lịch tới nay, du lịch của huyện An đã liên tiếp tăng trưởng, hình thành một hoàn cảnh rất tốt. Sau khi nghi thức ký tên chấm dứt, Hạ Tưởng trở lại phòng làm việc. Hắn vừa mới ngồi xuống thì Mai Hiểu Lâm liền đẩy cửa tiến vào. Hạ Tưởng không kìm nổi lắc đầu cười khổ. Phó Bí thư Mai, ngài là Phó Bí thư, là lãnh đạo huyện ủy, hơi một tí lại chạy đến phòng làm việc của tôi, ảnh hưởng không tốt lắm đâu. Kỳ thật Hạ Tưởng lo lắng phản ứng của Khâu Tự Phong. Phòng làm việc của hắn ở tầng 3, Khâu Tự Phong ở tầng 2, khó tránh khỏi có người lắm mồm. Bề ngoài Khâu Tự Phong có thể ngụy trang nhưng sẽ không thể chịu nổi vị hôn thê của y thường xuyên đi vào phòng của Phó Chủ tịch huyện. Hơn nữa quan trọng là mọi người đều là thanh niên chưa lập gia đình. Miệng lưỡi con người rất đáng sợ. Mai Hiểu Lâm không cho là đúng, phất tay nói. Cổ nhân còn chiêu hiền đãi sĩ, tôi tới tìm anh nói chuyện công tác, có vấn đề gì không thể chứ? Sao anh cứ luôn sợ trước sợ sau như vậy, chẳng có quyết đoán gì cả. Hạ Tưởng nghĩ thầm rằng, nếu tôi không biết cô là vị hôn thê của Khâu Tự Phong thì không hề gì, vì dù sao tôi cũng không hề có ý tưởng đối với cô, có lẽ cô cũng đối với tôi như vậy. Nhưng bởi vì có Khâu Tự Phong tồn tại nên sự tình trở nên phức tạp. Đàn ông đều không hy vọng thấy bà xã tương lai của mình cứ lui tới thân thiết với người đàn ông khác. Hạ Tưởng đành phải thiện ý nhắc nhở Mai Hiểu Lâm. Phó Bí thư Mai, đến nói chuyện công tác thì không có vấn đề gì. Nhưng như ngài vừa rồi, không gõ cửa đã đi vào, dường như có vẻ quan hệ của chúng ta hơi quá thân thiết nhỉ. Thân thiết thì thân thiết đi, làm sao nào? Ở huyện An này, tôi tin tưởng anh nhiều hơn một chút thì có gì không đúng chứ? Mai Hiểu Lâm bỗng nhiên nghĩ kỹ lại, mỉm cười. Anh lo lắng có người nói năng linh tinh về chúng ta phải không? Mặc kệ họ nói gì thì nói, dù sao cũng chẳng có chuyện gì. Tôi nói tôi là con gái còn không sợ, anh là đàn ông còn sợ cái gì? Hạ Tưởng thấy Mai Hiểu Lâm hiểu ra, liền cố ý nói. Tôi sợ chủ tịch huyện Khâu. Mai Hiểu Lâm lập tức sửng sốt. Sợ anh ta cái gì? Anh biết cái gì chứ? Bị lừa rồi, từ vẻ mặt của Mai Hiểu Lâm, Hạ Tưởng có thể thấy được, quả thật cô và Khâu Tự Phong có quan hệ. Hắn rót cho Mai Hiểu Lâm một cốc nước, đưa cho cô, nói. Mời Phó Bí thư Mai uống nước. Ý tứ của tôi là, trong tòa nhà huyện ủy huyện An này, trong số các cán bộ cấp phó huyện thì chỉ có ba chúng ta là chưa lập gia đình. Ba chúng ta cần phải chú ý tới ảnh hưởng trong quan hệ nam nữ mới đúng. Mai Hiểu Lâm rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm một hơi, uống một ngụm nước rồi nói. Thôi đi, đừng nghĩ nhiều chuyện như vậy. Tôi sẽ không kết hôn tại huyện An, cho nên cũng không có ý tưởng trong phương diện này. Cô lại khoát tay nói. Không nói chuyện này nữa, nói chuyện Lệ Triều Sinh đi. Tôi lại tra thêm được một ít tình huống của hắn. Chương 245, bị đoạt thành quả thắng lợi. Tình huống gì? Hạ Tưởng không khỏi kinh ngạc. Mai Hiểu Lâm quyết tâm khá lớn. Hắn đã nghĩ rằng cô đã buông tha nhưng không ngờ cô vẫn âm thầm điều tra Lệ Triều Sinh. Lập tức hắn lại nhớ tới lần trước đã giao cho Tiêu Ngũ đi điều tra Lệ Triều Sinh, cũng đã hơn nửa tháng mà Tiêu Ngũ vẫn không hề có chút tin tức nào. Hạ Tưởng nghĩ thầm, cần phải bớt thời gian tới quán Thường Sơn, xem Tiêu Ngũ điều tra tới mức nào rồi. Cha mẹ Lệ Triều Sinh có một căn nhà rất xa xỉ ở tiểu khu Bảo Hưng, một khu đô thị xa hoa ở thành phố Yến. Thu nhập của y không thể mua được căn nhà này, liệu có thể điều tra theo manh mối này hay không? Mai Hiểu Lâm nhìn Hạ Tưởng với vẻ mặt chờ mong. Hiện tại, ngay cả chính cô cũng không biết rằng cô đã tín nhiệm Hạ Tưởng tới mức độ gần như ỷ lại. Bất cứ có tình huống mới nào về Lệ Triều Sinh, cô lại nghĩ tới hắn đầu tiên. Hạ Tưởng chậm rãi lắc đầu. Lệ Triều Sinh có một người chỉ kinh doanh trang phục, khá có tiền, có lẽ nhà là do cô ta bỏ tiền ra mua. Mai Hiểu Lâm có vẻ suy tư.
Tôi cũng biết Lệ Triều Sinh có một bà chị có tiền, nhưng chị hắn đã lập gia đình, hơn nữa cũng không tính là rất giàu có, lập tức bỏ ra mấy trăm ngàn mua một căn nhà xa hoa, về tình về lý đều không thể nào nói nổi. Chúng ta không cần suy xét vấn đề tình lý, chúng ta chỉ cần chứng cứ rõ ràng. Mặc dù biết nói như vậy sẽ đả kích lòng tin của Mai Hiểu Lâm nhưng Hạ Tưởng vẫn phải nói. Trước khi có căn cứ chính xác đủ mạnh, việc chỉ trích một ủy viên thường vụ huyện ủy sẽ mang tới hậu quả rất nghiêm trọng. Quả nhiên Mai Hiểu Lâm rất bất mãn nói. Hạ Tưởng, hình như anh không hề để tâm tới chuyện này thì phải. Rốt cục trong lòng anh có dân chúng hay không? Có nghĩ rằng vì dân chúng cần phải lật đổ Lệ Triều Sinh hay không? Hiện tại Hạ Tưởng cũng không cách nào hình dung được quan hệ giữa mình và Mai Hiểu Lâm rốt cục là thế nào. Nói là cấp trên cấp dưới nhưng lại hơi có chút tùy ý. Nói là bạn bè thì giữa hai người lại không có bao nhiêu phần tín nhiệm và ăn ý. Hắn cũng không hoàn toàn tín nhiệm Mai Hiểu Lâm, bởi vì Mai Hiểu Lâm nhìn như đơn giản nhưng kỳ thật cũng rất có tâm kế, có rất nhiều bí mật cũng giấu rất sâu. Hắn cũng biết Mai Hiểu Lâm không phải tín nhiệm mình vô điều kiện. Trong việc muốn lật đổ Lệ Triều Sinh, trên cơ bản hắn vẫn bị vây trong bị động. Bởi vậy có lẽ trong mắt Mai Hiểu Lâm, thái độ của hắn là không đủ chủ động, tích cực, nhưng cũng không trốn tránh, không từ chối, cho nên Mai Hiểu Lâm vẫn giữ thái độ bán tín bán nghi đối với hắn. Chẳng qua có thể là bởi vì chính mình và cô tuổi xấp xỉ, cô lại không thể nói chuyện được với đám quan chức già cả, cũng không muốn ở quá gần Khâu Tự Phong, cho nên rơi vào đường cùng đành phải lựa chọn hắn. Hạ Tưởng cũng rất tò mò. Nếu Mai Hiểu Lâm và Khâu Tự Phong có quan hệ gần như vậy, vì sao hai người bọn họ vẫn giữ quan hệ như gần như xa? Cho dù là giả vờ trước mặt người khác thì cũng giả vờ quá giống đi. Đương nhiên là tôi muốn, tuy nhiên muốn là một chuyện còn làm là chuyện khác. Một người có rất nhiều mong muốn nhưng rất ít việc có thể thành công. Vì sao? Hạ Tưởng tự hỏi tự đáp. Bởi vì nếu không có sự chuẩn bị đầy đủ đã mạo muội đi làm việc. Vậy chính là thực hiện một cuộc chiến tranh mà không có chuẩn bị. Tuy cuối cùng không thể thuyết phục được Mai Hiểu Lâm nhưng Hạ Tưởng cũng tin rằng Mai Hiểu Lâm nghe được ý kiến của mình, cứ tiếp tục điều tra kỹ, không buông tha bất cứ cơ hội nào, tin tưởng rằng nhất định sẽ có một ngày điều tra được chân tướng. Hạ Tưởng đã đoán đúng, việc Mai Hiểu Lâm đến phòng làm việc của hắn gần như ngay lập tức rơi vào trong tai Khâu Tự Phong. Người mật báo không phải ai khác, chính là Chánh Văn Phòng Ủy ban Nhân dân Hứa Lương. Hứa Lương vừa đi, Khâu Tự Phong liền nhíu mày, mấy lần cầm lấy điện thoại rồi lại đặt xuống. Rốt cục y vẫn hạ quyết tâm, gọi điện thoại cho Mai Hiểu Lâm. Hiểu Lâm, giữa cô và Hạ Tưởng rốt cục là xảy ra chuyện gì? Trong điện thoại truyền đến giọng nói nhẹ nhàng thản nhiên của Mai Hiểu Lâm. Có chuyện gì cơ, có phải có người mách lẻo với anh rằng tôi tới phòng làm việc của Hạ Tưởng hả? Tôi tìm anh ta thương lượng một việc, có vấn đề gì không? Có việc gì? Trong lòng Khâu Tự Phong rất không vui. Việc cá nhân, anh không cần phải quan tâm rộng như vậy. Cái gì cũng phải nói với anh sao? Mai Hiểu Lâm cũng hơi tức giận. Giọng điệu hoài nghi của Khâu Tự Phong khiến cô cảm giác rất không thoải mái, liền cố ý nói. Không ai quy định Phó Bí Thư và Phó Chủ tịch huyện không thể có quan hệ cá nhân cả nhỉ. Cô! Khâu Tự Phong tức giận uất nghẹn trong ngực, lửa giận trong lòng lập tức bùng lên. Cô phải chú ý tới thân phận của mình. Cô là vị hôn thê của tôi. Hạ Tưởng là đàn ông độc thân, phải chú ý ảnh hưởng. Tôi đúng là vị hôn thê của anh, nhưng vẫn chưa chính thức là vợ của anh. Cho nên hiện tại anh không thể quản được tôi. Mai Hiểu Lâm cũng tức giận phản ứng lại. Giữa tôi và Hạ Tưởng là quan hệ trong sạch, không hề phát sinh sự việc gì. Anh đừng dùng ý nghĩ không sạch sẽ của mình để suy đoán. Còn nữa, quan hệ giữa tôi và anh chỉ là tạm thời. Chỉ cần giữa hai gia tộc không cần đám cưới chính trị thì hai chúng ta liền mỗi người một đường, không còn có chút quan hệ nào nữa. Được, tôi sẽ chờ một ngày mai ra các cô chủ động đề xuất giải trừ hôn ước. Khâu Tự Phong không thể kìm chế nổi lửa giận trong lòng, gầm lên một tiếng, sau đó đột nhiên dập mạnh điện thoại xuống. Qua nửa ngày, y mới khôi phục lại bình tĩnh, lại âm thầm tự trách mình thất thố. Sao lại vì một người đàn bà mà mình lại nóng nảy như vậy? Nếu cứ tiếp tục như thế làm sao có thể làm được đại sự, làm sao có thể hoàn thành sự phó thác của gia tộc. Hiện tại Khâu gia còn nhiều việc cần cầu Mai gia, trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ còn phải hơi có thái độ tự hạ thấp mình trước Mai Hiểu Lâm. Sau khi nghĩ thông suốt, y lại cầm lấy điện thoại, gọi cho Mai Hiểu Lâm. Hiểu Lâm, vừa rồi tôi hơi kích động,
rất xin lỗi. Mai Hiểu Lâm như thể chưa hề có sự tình gì phát sinh, đáp. Không vấn đề, còn chuyện gì nữa không? Lại buông điện thoại xuống, Khâu Tự Phong bảo thư ký thông báo cho Cường Giang Hải đến phòng làm việc của mình. Cường Giang Hải tiến vào, mặt mày tươi cười nói. Chủ tịch huyện Khâu, tin tức tốt, trên cơ bản có thể xác định huyện An có rất nhiều mỏ đá vôi, có thể xây dựng nhà máy xi măng cỡ lớn. Khâu Tự Phong không hề có vẻ gì vui mừng, giơ tay chỉ ghế sofa. Trước hết cứ ngồi đi, chuyện mỏ đá vôi nói sau. Trước tiên nói về chuyện Phó Chủ tịch huyện Dương đã. Phó Chủ tịch huyện Dương làm sao ạ? Không phải ông ta bị bệnh sao? Cường Giang Hải rất hiểu tính cách của Khâu Tự Phong, thấy vẻ mặt y âm trầm, trong lòng giật mình, ngay lập tức đoán được ý tưởng của Chủ tịch huyện Khâu. Ý của ngài là, hiện tại khu du lịch đã đi vào quỹ đạo, tài chính cũng đã có, Phó Chủ tịch huyện Dương cũng nên trở lại cương vị công tác. Khâu Tự Phong không nói gì, chỉ hơi gật đầu thật khẽ, gần như không thể quan sát được. Hạ Tưởng còn chưa kịp đi tìm Tiêu Ngũ tìm hiểu tình huống, lại nghe thấy một tin tức cực kỳ giật mình. Phó Chủ tịch huyện Dương lại trở về đi làm, hơn nữa còn quay về với việc phân công quản lý du lịch của hắn. Hạ Tưởng đã thành thục hơn so với khi ở huyện Bá nhưng vẫn không kìm nổi nóng giận. Đã gặp nhiều kẻ vô sỉ nhưng chưa bao giờ thấy kẻ nào vô sỉ như vậy. Thấy tình hình đã ổn định lại muốn trở về hái đào ăn, chiếm đoạt thành quả thắng lợi. Quả thật là vô cùng xấu xa. Trong hội nghị Ủy ban Nhân dân huyện, Khâu Tự Phong đại biểu huyện ủy. Ủy ban Nhân dân huyện tỏ vẻ hoan nghênh đối với việc Phó Chủ tịch huyện Dương lại quay trở về công tác, sau đó y hỏi với vẻ mặt ôn hòa. Đối với công tác sau này, Phó Chủ tịch huyện Dương có ý tưởng gì không? Phó Chủ tịch huyện Dương thoạt nhìn hơi kích động, đầu tiên là y liếc Hạ Tưởng một cái, ánh mắt trốn tránh, lại liếc Khâu Tự Phong một cái, thấy ánh mắt Chủ tịch huyện Khâu rất kiên định, liền đánh bạo nói. Trước kia tôi vẫn được phân công quản lý du lịch. Hiện giờ trở lại vẫn muốn nhất quán quản lý du lịch. Phó Chủ tịch huyện Tiểu Hạ phân công quản lý văn hóa, giáo dục và vệ sinh, lại thêm cả du lịch nữa cũng quá mệt mỏi. Phó Chủ tịch huyện Dương đúng là một người thú vị. Nhớ lại ngày đó y bị Khâu Tự Phong và Cường Giang Hải liên hợp chèn ép, tức giận tới râu tóc đều dựng đứng, hiện tại rõ ràng là bị Khâu Tự Phong mang ra làm súng, vậy mà vẫn nghĩ rằng hôm nay mình nhặt được đại tiện nghi. Hạ Tưởng ngồi đó, vẻ mặt bình tĩnh không nói lời nào. Cường Giang Hải âm thầm đắc ý, trên mặt toát ra vẻ thắng lợi. Thịnh Đại thì hai mắt nhấp nháy không ngừng, trầm tư không nói. Mấy vị phó chủ tịch huyện khác cũng bộ dạng khoanh tay ngồi nhìn trò vui. Ý tứ của phó chủ tịch huyện Tiểu Hạ là gì? Khâu Tự Phong giả vờ trưng cầu ý kiến của Hạ Tưởng, trên mặt nở một nụ cười thân thiện nhưng trong lòng lại hận không thể dẫm nát Hạ Tưởng dưới chân. Vốn phó chủ tịch huyện Tiểu Hạ được phân công quản lý du lịch một thời gian, công tác làm cũng rất được. Đáng giá khen ngợi, nhưng dù sao du lịch cũng là mảng vốn được phân công cho Lão Dương. Hiện tại ông ấy khỏi bệnh trở về, cũng có thể trả lại cho ông ấy. Phải chiếu cố tính tích cực công tác của các đồng chí kỳ cựu chứ nhỉ. Lời này của Khâu Tự Phong có thể nói là hợp tình hợp lý, khiến Hạ Tưởng không chọn được ra điểm gì để phản bác, mà hắn cũng không nghĩ ra được lý do gì để phản bác, trừ khi hắn cố tình gây sự. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Hạ Tưởng mỉm cười, gật đầu nói. Tôi nhận sự an bài của tổ chức. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nghĩ thầm, Hạ Tưởng dễ nói chuyện vậy sao? Cứ để mặc kẻ khác bắt nạt như vậy, không hề có chút phản ứng nào vậy à? Đây là ý nghĩ chính trị của hắn đơn giản hay là sợ quyền uy của Khâu Tự Phong, nên không dám nói không? Khâu Tự Phong vốn chờ Hạ Tưởng cãi lộn, không thuận theo mình, cãi vã một hồi, cuối cùng y sẽ khiến Cường Giang Hải ra mặt, nghiêm khắc phê bình tư tưởng cá nhân chủ nghĩa của Hạ Tưởng. Làm cho Hạ Tưởng vừa phải nhận sai vừa phải giao mảng quản lý du lịch ra. Như vậy y mới cảm thấy khoan khoái khi đánh được Hạ Tưởng. Không ngờ Hạ Tưởng không hề tranh cãi ầm ĩ, thậm chí một câu phản đối cũng không hề nói ra, cứ như thể thứ mà hắn chắp tay giao ra chỉ là một tờ giấy trắng mà không phải một thành quả thắng lợi nặng trịch. Khâu Tự Phong có cảm giác thất bại như thể có sức mạnh mà không có chỗ phát ra. Trường hợp chờ mong đã không xuất hiện, y bỗng nhiên cảm thấy mất hết hứng thú. Không hề có chút cảm giác thắng lợi nào. Khoái cảm thắng lợi lớn nhất không phải ở thành quả thắng lợi nhiều hay ít mà là ở việc đối thủ tổn thất nhiều hay ít. Thái độ như thể không hề có việc gì của Hạ Tưởng, tuyệt đối không để ý tới việc thành quả thắng lợi bị người khác lấy đi, khiến Khâu Tự Phong cảm giác một đấm của mình tung ra nhưng đối thủ không hề tiếp chiêu,
khiến một đấm của y nện vào không khí, cảm giác vô cùng khó chịu. Ngay cả Thịnh Đại cũng nhìn Hạ Tưởng với ánh mắt rất khó hiểu, vẻ mặt phức tạp, ý tứ là không nên như vậy, ít nhất cũng phải đưa ra một điều kiện gì đó mới nhượng bộ. Cứ như vậy chắp tay đưa ra, kể cũng hơi oan ức. Hạ Tưởng lại như thể không hề có việc gì, còn cười nói với Phó Chủ tịch huyện Dương. Phó Chủ tịch huyện Dương có thể tới văn phòng tôi để làm thủ tục bàn giao công việc bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, hắn hơi trêu chọc. Có một số quan hệ cá nhân và ý tưởng thì không thể bàn giao được. Trong lòng Khâu Tự Phong trầm xuống, những lời này của Hạ Tưởng không giống như nói đùa, dường như là ám chỉ cái gì đó. Tuy nhiên y cũng không nghĩ lại, bởi vì từ khi Lý Ninh Sơn nhậm chức tới nay vẫn khá ôn hòa, không hề biểu hiện ra sức mạnh hay kỹ xảo gì. Mà mặc dù Hạ Tưởng được Lý Ninh Sơn bảo vệ nhưng vẫn khá nghe lời mình. Ngoại trừ việc không ngờ hắn đánh ngã một trưởng phòng vệ sinh thì chỉ có một việc duy nhất khiến y phiền lòng chính là hắn đi lại với Mai Hiểu Lâm quá gần. Sau khi tan họp, Thịnh Đại cố ý đi cạnh Hạ Tưởng, vừa đi vừa nói chuyện. Cứ để người ta bắt nạt như vậy sao? Hạ Tưởng cười thoải mái. Công tác cần thôi, cá nhân phải phục tùng tập thể. Thịnh Đại cười kỳ quái. Còn không nói thật với tôi à? Đừng có biến báo, có phải có ý tưởng khác hay không? Không có, thực sự là không có. Hạ Tưởng đi tới trước cửa phòng làm việc của mình, vừa mở cửa vừa nói. Cũng may gần đây tôi đang có mấy chuyện bận, giao lại mảng du lịch này xem như bớt được không ít tinh lực. Thịnh Đại muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại lắc đầu quay người đi luôn. Trong lòng Hạ Tưởng thật ra cũng không chịu nổi, bị người cướp thành quả thắng lợi ngay trước mặt, đương nhiên không hề dễ chịu. Tuy nhiên hắn cũng không thèm để ý trong nhất thời. Hơn nữa hắn cũng nhân cơ hội thoát thân. Trong giai đoạn triển khai tài chính ban đầu của công ty Sơn Thủy, hắn nhảy sang một bên, tránh ở sau màn để đưa ra một số chú ý cho Tiếu Giai, hoàn toàn có thể cắt đứt hết các mối liên hệ giữa hắn và Tiếu Giai. Để không lưu lại nhược điểm, vì chút việc bên ngoài mà bị người hái mất thành quả, nhưng dù sao hiện tại vẫn còn có Lý Ninh Sơn bảo vệ. Cuối cùng hắn nghĩ biện pháp tính toàn bộ chiến tích lên đầu Lý Ninh Sơn là được. Nếu hắn không còn được phân công quản lý du lịch nữa, vậy lại có thêm thời gian tìm Lệ Triều Sinh gây phiền toái. Lý Ninh Sơn biết việc phân công quản lý du lịch của Hạ Tưởng lại bị Dương Đức Hoa thu về, chỉ cười an ủi Hạ Tưởng. Không vấn đề gì, chẳng phải là bọn họ muốn thành quả thắng lợi sao? Tôi có biện pháp làm cho bọn họ phải nghe lời. Cậu cứ an tâm quản lý tốt mảng văn hóa, giáo dục và vệ sinh của mình đi. Dù sao chiến tích lúc trước vẫn có một phần của cậu. Không chạy đâu cho thoát. Tâm tư Hạ Tưởng cũng được thả lỏng. Chỉ cần Lý Ninh Sơn ở đây, ông ta có thể nắm toàn cục trong tay. Hơn nữa, cho dù Lý Ninh Sơn bị điều đi, hắn cũng có đủ năng lực tự bảo vệ mình, cũng có thể ứng phó được với sự chèn ép của Khâu Tự Phong. Hiện tại Dương Đức Hoa được phân công quản lý du lịch, bề ngoài là chuyện tốt nhưng trên thực tế y sẽ phải có quyết định lựa chọn dựa vào Khâu Tự Phong hay đi theo Lý Ninh Sơn. Lý Ninh Sơn quả nhiên ra tay. Sau khi lấy lại mảng quản lý du lịch, Dương Đức Hoa tiếp xúc với công ty đầu tư Sơn Thủy. Y nhận thấy rất rõ công ty đối xử với mình không nóng không lạnh, thậm chí có tâm lý mâu thuẫn. Y tự cao mình là phó chủ tịch huyện, cảm thấy giận dữ liền khoa tay múa chân vào một hạng mục, tìm mọi cách làm khó dễ. Kết quả là công ty Sơn Thủy không nói hai lời liền rút lại tài chính của giai đoạn trước, tiếp theo còn tiếp xúc với huyện Hoàng, đề xuất ý đồ đầu tư khu du lịch Trương Nham của huyện Hoàng. Trong hội nghị thường vụ, Lý Ninh Sơn đập bàn, chỉ trích một số lãnh đạo không biết gì về kinh tế thị trường, tư tưởng sơ cứng, vẫn còn trình độ như ở những năm đầu 90, không ngờ còn muốn ăn chặn nhà đầu tư, quả thực là sự sỉ nhục của huyện An. Nếu Ủy ban Nhân dân huyện không đủ coi trọng công ty đầu tư Sơn Thủy, ông ta quyết định tự mình nắm giữ ấn soái, đại diện cho huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện trực tiếp phụ trách dự án đầu tư của công ty đầu tư Sơn Thủy. Chỉ cần là sự tình liên quan tới công ty đầu tư Sơn Thủy, mặc kệ việc lớn hay nhỏ đều phải báo cáo ông ta. Khâu Tự Phong hiểu rằng Lý Ninh Sơn chỉ là mượn gió bẻ măng, mượn cơ hội chiếm quyền mà thôi. Tuy nhiên y cũng có nỗi khổ không nói nên lời. Dương Đức Hoa quả thật làm quá kém, không hề có chút đầu óc nào, chẳng trách mà mấy lần trước đầu tư đều bị huyện cảnh cướp mất. Có một phó chủ tịch huyện phân công quản lý du lịch như vậy, có thể kéo được đầu tư tới mới là lạ. Dương Đức Hoa kinh sợ, y cũng biết rõ vị trí của mình. Nếu tất cả các công việc liên quan tới công ty đầu tư Sơn Thủy đều cần phải báo cáo bí thư Lý, ông ta mà gật đầu thì hết thảy thuận lợi,
nhưng ông ta mà không gật đầu thì các hạng mục công tác đều khó có thể triển khai. Không có biện pháp, y đành phải sửa từ mọi việc đều báo cáo chủ tịch huyện Khâu Thành, mọi việc đều xin chỉ thị của bí thư Lý. Điều này khiến Khâu Tự Phong rất căm tức, mắng thẳng y là loại sói mắt trắng. Khâu Tự Phong tức giận như vậy nhưng không thể thu quyền quản lý du lịch từ tay Dương Đức Hoa. Quyết định của Ủy ban Nhân dân huyện đâu phải là trò trẻ con. Hôm nay thế này, mai lại nói thế khác, còn gì là uy tín của chính phủ nữa. Khâu Tự Phong bỗng nhiên tỉnh ngộ, chẳng trách Hạ Tưởng vẫn bộ dạng như không hề có việc gì. Hóa ra ngay từ đầu hắn đã không tính toán kể công, đã nghĩ tặng chiến tích cho Lý Đinh Sơn. Nếu Hạ Tưởng còn phân công quản lý, Lý Đinh Sơn cũng ngượng ngùng không trực tiếp giơ tay. Hiện tại thì bởi vì có Dương Đức Hoa, Lý Đinh Sơn ngược lại còn lộ liễu nhúng tay vào từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ. Khâu Tự Phong xé tan tờ công văn trước mặt thành từng mảnh nhỏ, trong lòng rất giận dữ. Lý Đinh Sơn và Hạ Tưởng thật đúng là phối hợp kín mít, không chút kẽ hở. Kỳ thật đây là lần đầu tiên y bị hai người liên kết chơi một vố. Ngược lại với cơn giận dữ của Khâu Tự Phong, Hạ Tưởng chẳng những không hề nổi giận mà còn vui mừng ra mặt. Bởi vì qua một đoạn thời gian âm thầm điều tra, rốt cục Tiêu Mũ đã có thu hoạch. Phó Chủ tịch huyện Hạ, Lệ Triều Sinh có một tình nhân tên là Du Lệ. Cô ta mở một cửa hàng quần áo ở thị trấn, kinh doanh coi như không tồi. Chồng cô ta làm ở phòng thuế vụ. Tiêu Mũ nói với vẻ hưng phấn, trên khuôn mặt rõ ràng toát lên một tia vui mừng thắng lợi. Trong một gian phòng ở quán Thường Sơn, Hạ Tưởng và Tiêu Mũ ngồi đối diện nhau. Từ từ, Hạ Tưởng ngắt lời y. Cậu xác định Du Lệ là tình nhân của Lệ Triều Sinh à? Khẩu vị của Lệ Triều Sinh độc đáo nhỉ, tìm tình nhân có chồng rồi cơ à? Không sai được, trước khi kết hôn, Du Lệ đã quen Lệ Triều Sinh và vẫn là nhân tình bí mật của y. Sau đó chị của Lệ Triều Sinh giới thiệu, cô ta mới gả cho ông chồng hiện nay. Sau khi kết hôn, cô ta vẫn không ngừng lui tới với Lệ Triều Sinh. Tuy nhiên bọn họ chưa bao giờ qua đêm tại huyện An, có đôi khi thậm chí lái xe đi dã ngoại, hoặc tới thành phố Yến, tóm lại là không hề có một địa điểm cố định. Vì thế bọn tôi theo dõi một tháng mới có một cơ hội tận mắt thấy hai người lái xe đi dã ngoại, sau đó liền làm việc ngay trong xe. Ha ha! Tiêu Ngũ cười ha hả. Chương 246, rốt cục phát hiện. Lệ Triều Sinh quả nhiên là người lợi hại, hẹn hò với tình nhân còn để ý như vậy, lại còn cho tình nhân kết hôn, chính là muốn giấu giếm tai mắt của mọi người. Bội phục, thật sự là khiến người ta phải bội phục. Hạ Tưởng khá kính nể tâm tư và kỹ xảo của Lệ Triều Sinh, cũng cảm thấy mình năng lực chịu đựng của mình không thể bằng được y trong việc lấy đại cục làm trọng, không tiếc khi để tình nhân lập gia đình. Chị gái của Lệ Triều Sinh giới thiệu đối tượng cho Du Lệ, không phải do Lệ Triều Sinh bày mưu đặt kế thì ai chứ? Du Lệ còn có một đứa con đang học lớp 3 ở trường tiểu học Thành Quan. Tiêu Ngũ lại bổ sung một câu. Tôi nghi ngờ đó là con riêng của Du Lệ và Lệ Triều Sinh. Bởi vì nó họ Du, tên là Du Vĩnh. Hạ Tưởng sửng sốt. Cán bộ không thiếu tình nhân là hiện tượng bình thường. Tình nhân sinh con cho cán bộ cũng không hiếm thấy. Nếu con trai của Du Lệ họ Du mà không phải họ của chồng cô ta, vậy đã nói rất rõ vấn đề. Du Lệ không muốn con trai mình mang họ người khác. Lệ Triều Sinh lại càng không muốn con trai mình mang họ người khác, nhưng lại không thể cho mang họ của y, đành phải lấy lui cầu tiến, cho mang họ của mẹ. Tình huống có lẽ là Du Lệ đi theo Lệ Triều Sinh đã nhiều năm, vẫn bị y giấu rất kỹ. Hoa dại còn muốn có mùa xuân, huống chi là một người phụ nữ xinh đẹp, cho nên mặc kệ là cố tình hay vô tình, dù sao cô ta vẫn mang thai, cô muốn sinh đứa bé này. Mặc kệ cô ta dùng phương pháp gì để thuyết phục Lệ Triều Sinh, tóm lại là Lệ Triều Sinh cũng đã đồng ý. Nhưng điều kiện là cô phải tìm một người cưới làm chồng, xem như giấu giếm ánh mắt mọi người. Vì đứa con, Du Lệ cũng chỉ có thể đồng ý. Về phần chi tiết vấn đề, ví dụ như Lệ Triều Sinh có lẽ sẽ yêu cầu Du Lệ chỉ được sinh hoạt với chồng một số lần hạn chế trong tuần không được quá bao nhiêu lần, một tháng phải có mấy ngày phục vụ y, v.v. Hạ Tưởng cũng ngại không thèm đoán tiếp. Mãi không tìm được cửa đột phá từ công ty An Lợi, không ngờ nhờ có Tiêu Ngũ trợ giúp lại tìm được điểm yếu của Lệ Triều Sinh. Hạ Tưởng nhìn người bạn thân trong kiếp trước với ánh mắt nóng bỏng, tâm tình rất kích động. Quả nhiên là người bạn tốt chí tình chí nghĩa của hắn, vừa ra tay đã giúp hắn giải quyết được một vấn đề to lớn. Có hứng thú tới khu du lịch Tam Thạch làm việc không? Hạ Tưởng biết mỗi huyện đều có một ít thế lực ngầm.
có lẽ gọi là thế lực ngầm cũng không chính xác, mà có thể gọi là một ít kẻ thất nghiệp, có một ít hành vi uy hiếp và lừa gạt các nhà đầu tư từ bên ngoài tới. Bình thường thì mức độ cũng không lớn, cùng loại với việc nộp phí bảo kê. Đa số công ty đều lựa chọn chi tiền cho xong việc. Lần này hắn định chờ sau khi giải quyết xong thủ tục cho công ty của Tiếu Giai sẽ bố trí tiền đồ của Tiêu Ngũ. Tiêu Ngũ xoa tay nói. Tôi đang nhàn rỗi, chỉ sợ làm mất mặt phó chủ tịch huyện Hạ. Hạ Tưởng vỗ vai y. Cậu cũng nên kiềm chế lại. Nghe tôi đề nghị này, trước hết tới khu du lịch Tam Thạch làm đội trưởng bảo vệ một thời gian, phụ trách công tác trị an của khu du lịch, chờ một thời gian nữa tôi sẽ nghĩ biện pháp đổi một công việc tốt hơn cho cậu. Dù sao chỉ cần cậu đồng ý tu chí làm ăn, khẳng định rằng tôi sẽ không bạc đãi cậu. Tiêu Ngũ còn muốn nói gì, Tiêu Hà đẩy cửa tiến vào nói. Còn không mau cảm ơn phó chủ tịch huyện Hạ, về sau có phó chủ tịch huyện Hạ giúp mày, mày nhất định sẽ có ngày nở mày nở mặt. Nếu không, mày cứ tiếp tục càn quấy như vậy, sớm muộn gì cũng có ngày tự hại chết bản thân. Hạ Tưởng thầm giật mình, Tiêu Hà đúng là giỏi đoán trước. Hiện tại đúng là Hạ Tưởng muốn chậm rãi quản lý Tiêu Ngũ, không để y như con ngựa đứt cương tiếp tục lăn lộn nữa. Nếu không, đến khi để đại sự xảy ra, động chạm tới pháp luật, sẽ không ai cứu nổi y. Tiêu Ngũ là bộ đội xuất ngũ, có thói quen phục tùng mệnh lệnh cấp trên từ trong quân ngũ. Hạ Tưởng là phó chủ tịch huyện, nếu trong bộ đội chính là tiểu đoàn phó, cho nên y sợ hãi Hạ Tưởng từ trong bản năng. Lại nghe Tiêu Hà nói vậy, Tiêu Ngũ lập tức đứng nghiêm theo bản năng. Dõng dạc nói. Vâng, thủ trưởng. Một cuộc điện thoại của Hạ Tưởng liền giải quyết được công tác cho Tiêu Ngũ. Tiêu Ngũ hưng phấn đi ngay, bởi vì y nghe thấy nói có mười mấy thanh niên cần giao cho y huấn luyện. Trở lại phòng làm việc, Hạ Tưởng cân nhắc nửa ngày, suy nghĩ xem nên làm thế nào mở được cánh cửa đột phá ở trên người Du Lệ. Chỉ cần Du Lệ nhả ra, Lệ Triều Sinh nhất định rơi đài. Nhưng vấn đề là, Du Lệ chẳng những đồng ý sinh cho Lệ Triều Sinh một đứa con, hơn nữa còn nghe hắn bố trí đi lấy chồng. Từ đó có thể thấy được cô ta quyết tâm với Lệ Triều Sinh như thế nào. Muốn cô ta chủ động giải thích vấn đề chẳng những sẽ rút dây động rừng mà hơn nữa còn có thể gặp phản kích. Làm sao bây giờ, mấu chốt là phải chứng minh Du Vĩnh là con ruột của Lệ Triều Sinh mà không thể chỉ dựa vào phỏng đoán. Làm thế nào để chứng minh, chỉ có thể dùng giám định ADN. Nhưng làm thế nào để lấy được mẫu ADN của Du Vĩnh và Lệ Triều Sinh? Suy nghĩ nửa ngày, Hạ Tưởng đột nhiên lóe lên một ý tưởng, nghĩ ra một biện pháp tuyệt hảo để thu thập ADN của Du Vĩnh. Hắn cầm lấy điện thoại, bấm số. Tiểu Tạ, đến phòng làm việc tôi một chuyến. Tạ Khởi Nghĩa rất nhanh gõ cửa tiến vào. Phó Chủ tịch huyện Hạ, ngài tìm tôi. Tiểu Tạ, cậu làm một chút thống kê, xem trong phạm vi thị trấn có tổng cộng bao nhiêu trường tiểu học, bao nhiêu học sinh tiểu học, sau đó báo cáo số liệu cho tôi. Còn nữa, thông báo cho trưởng phòng giáo dục Vương Lỗi và phó trưởng phòng vệ sinh Điêu Hoa Văn tới phòng làm việc của tôi một chuyến. Tạ Khởi Nghĩa đi rồi, Hạ Tưởng lại trầm tư một lát, cảm thấy nên thương lượng sự tình một chút với Mai Hiểu Lâm thì hơn. Có cô ủng hộ sẽ giảm bớt không ít lực cản. Hơn nữa để có thể đưa vấn đề Lệ Triều Sinh ra, chỉ sợ việc này sẽ phải rơi trên đầu cô. Bởi vì ngồi trong phòng làm việc chờ hai vị trưởng phòng kia nên hắn gọi điện thoại tới phòng làm việc của Mai Hiểu Lâm. Phó Bí Thư Mai, làm phiền ngài đến phòng làm việc của tôi một chuyến được không? Mai Hiểu Lâm trả lời rất dứt khoát. Được, trong vòng 5 phút đồng hồ. Mai Hiểu Lâm mặc một chiếc váy dài màu xám, bên ngoài còn một chiếc áo khoác, trông có vẻ rất chỉnh tề. Hạ Tưởng liền khen cô. Mặc đẹp ghê, vừa có sự uy nghiêm của Phó Bí Thư, lại vừa có sự dịu dàng nữ tính. Phó Bí Thư Mai chính là mặt trời của tòa nhà huyện ủy huyện An chúng ta. Mọi người đều phải hướng về mặt trời. Mai Hiểu Lâm cười không hề có chút hình tượng nào của Phó Bí Thư, mặc dù cô cười rất đúng vẻ thục nữ, chỉ hé miệng, không lộ ra quá 8 cái răng. Chẳng qua lời nói của cô lập tức khiến người ta không thể nói được lời nào. Tôi cũng không làm được mặt trời. Tôi không bác ái như vậy, phân phát ánh mặt trời khắp nơi. Nói đi, tìm tôi có chuyện gì? Không phải chỉ gọi tôi tới để khen đấy chứ? Hạ Tưởng liền nói thật. Tôi muốn triển khai một lần tổng kiểm tra thân thể cho học sinh tiểu học trong phạm vi thị trấn. Do phòng giáo dục và phòng vệ sinh liên hợp triển khai, tiến hành kiểm tra sức khỏe miễn phí một lần cho tất cả các học sinh tiểu học. Chỉ khi hiểu được tình trạng sức khỏe của các em học sinh, cũng căn cứ vào kết quả kiểm tra sức khỏe,
mới có thể đề xuất phương án cải tiến hợp lý. Chuyện này hy vọng được Phó Bí Thư Mai mạnh mẽ ủng hộ. Đây là chuyện tốt, thế hệ vì tiếp theo, tôi khẳng định sẽ ủng hộ anh. Mai Hiểu Lâm hơi nghi hoặc nhìn Hạ Tưởng vài lần. Chỉ có chuyện này thôi à? Không còn gì khác sao? Có, còn một việc liên quan tới Lệ Triều Sinh, có một phát hiện mới. Hạ Tưởng còn chưa nói xong, Mai Hiểu Lâm đã vội vàng tiến tới nắm cánh tay hắn, sốt ruột hỏi. Là phát hiện gì mới? Mau nói cho tôi. Trong lúc sốt ruột, Mai Hiểu Lâm không nhận thấy rằng mình đã dùng cả hai tay nắm lấy hai tay Hạ Tưởng. Hai người tương đương là bốn tay cùng nắm, đứng đối diện nhau, tư thế hơi mờ ám. Hạ Tưởng còn chưa kịp rút tay ra đã nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, liền nói. Chờ một chút rồi nói tới việc của Lệ Triều Sinh sau. Mời Phó Bí Thư Mai ngồi xuống, tôi nói chuyện công việc với trưởng phòng giáo dục và phòng vệ sinh một chút. Ngài cứ tỏ vẻ ủng hộ là được. Lúc này Mai Hiểu Lâm mới nhận ra mình đang nắm lấy hai tay Hạ Tưởng. Cô không khỏi đỏ mặt, vội vàng buông ra, giả vờ như không có việc gì ngồi xuống một bên, cũng không dám liếc nhìn Hạ Tưởng. Trưởng phòng giáo dục Phương Lỗi và Phó trưởng phòng vệ sinh Điêu Hoa Văn cùng nhau tới. Từ sau khi trưởng phòng vệ sinh bị miễn chức, Điêu Hoa Văn vẫn chủ trì công tác hàng ngày với vai trò của phó trưởng phòng. Huyện cũng không hề có ý nói cho y lên làm trưởng phòng khiến y rất sốt ruột. Vừa lúc phó chủ tịch huyện huyện ủy phân công quản lý vệ sinh tìm y có việc, y vội vàng tới ngay, muốn cho Hạ Tưởng một ấn tượng tốt. Phó chủ tịch huyện chủ quản không có quyền nhân sự nhưng có quyền đề cử lên huyện ủy, ủy ban nhân dân, bởi vậy không thể đắc tội được. Vương Lỗi đảm nhiệm trưởng phòng giáo dục đã nhiều năm, làm thêm 2 năm nữa sẽ nghỉ hưu nên cũng không có tâm lý tranh giành gì, chỉ muốn yên ổn làm tới khi về hưu. Thái độ của y đối với Hạ Tưởng là giải quyết việc chung, không gần không xa. Hai vị lãnh đạo phòng gõ cửa tiến vào, còn chưa kịp chào hỏi Hạ Tưởng, Hạ Tưởng đã vội vàng giới thiệu Mai Hiểu Lâm với họ. Trưởng phòng Vương, Phó trưởng phòng Điêu, vừa lúc Phó Bí Thư Mai ở đây, tiện thể gặp Phó Bí Thư Mai một chút. Phó Bí Thư Mai là nhân vật số 2 trong huyện ủy, bình thường thì các trưởng phòng không thể gặp được. Mặc dù trong lòng Vương Lỗi đã tắt ý niệm muốn tiến thêm một bước nhưng đối mặt với Phó Bí Thư chủ quản nhân sự, trong lòng y vẫn khá căng thẳng, vội vàng cung kính chào một tiếng. Phó Bí Thư Mai. Tim Điêu Hoa Văn chỉ trong nháy mắt đã đập loạn lên vô số lần. Phó Chủ tịch huyện Hạ là có ý tứ gì? Anh ta gọi điện thoại bảo mình tới đây, vừa thấy mặt đã trước hết giới thiệu Phó Bí Thư chủ quản nhân sự. Có phải là ám chỉ gì đó hay không? Chẳng lẽ là mình sắp đổi vận, sắp lên làm trưởng, nếu Phó Bí Thư Mai thật sự lên tiếng, ngai vàng trưởng phòng vệ sinh đã là một nửa của mình. Trong lòng đoán vậy, trên mặt y không tự chủ lộ ra vẻ kích động. Phó Bí Thư Mai, chào ngài, tôi là Phó trưởng phòng vệ sinh Điêu Hoa Văn, xin mời Phó Bí Thư Mai chỉ thị. Mai Hiểu Lâm rất nể mặt Hạ Tưởng, theo thứ tự bắt tay với hai người. Tôi đang nói chuyện công tác với Phó Chủ tịch huyện Hạ. Nếu Phó Chủ tịch huyện Hạ tìm các anh có việc, các anh cứ nói chuyện trước đi, không cần để ý tới tôi. Nói là không cần để ý, cô liền ngồi ở một bên, tỏ thái độ dự thính, vô hình cấp cho Vương Lỗi và Điêu Hoa Văn áp lực rất lớn. Nhất là Điêu Hoa Văn, y thậm chí còn nghĩ Mai Hiểu Lâm đang dự thính là để khảo sát mình. Bởi vậy chẳng những y luôn tỏ vẻ khiêm tốn nghe chỉ thị mà tư thế ngồi cũng rất nghiêm trang. Hạ Tưởng cũng không khách sáo, lập tức nói ra ý tưởng của hắn. Vương Lỗi nghe xong không hề có ý kiến phản đối gì. Bởi vì là kiểm tra sức khỏe của học sinh tiểu học, y không có lý do gì để phản đối, lo lắng duy nhất chính là chi phí kiểm tra sức khỏe sẽ lấy từ đâu ra. Y nhăn nhó mặt mày nói. Đây là chuyện tốt, nhưng Phó Chủ tịch huyện Hạ có điều không biết là kinh phí hàng năm cho phòng giáo dục đều rất khó khăn. Tuy rằng thị trấn không đông học sinh tiểu học cho lắm nhưng nếu kiểm tra sức khỏe miễn phí cũng sẽ là một khoản chi không nhỏ. Vấn đề kinh phí này cũng không bao nhiêu tiền, tiền cứ để phòng vệ sinh chúng tôi chi, trưởng phòng Vương chỉ cần phụ trách tổ chức là được. Phó Chủ tịch huyện Hạ toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho dân chúng nên mới tổ chức kiểm tra sức khỏe miễn phí cho các cháu nhỏ. Tôi là Phó trưởng phòng vệ sinh cũng phải cảm thấy rất cảm động, đồng thời cũng rất hổ thẹn. Phó Chủ tịch huyện Hạ trăm công ngàn việc nhưng vẫn có thể nghĩ đến vấn đề sức khỏe của các em học sinh, tôi là lãnh đạo trực tiếp nhưng không có ý thức này, đây là tôi không làm tròn bổn phận công tác. Tôi xin kiểm điểm với Phó Chủ tịch huyện Hạ. Điêu Hoa Văn nói với vẻ mặt rất thành khẩn,
bộ dạng vô cùng đau đớn khiến Hạ Tưởng nhìn thấy nổi cả da gà. Mai Hiểu Lâm vốn không có bản lĩnh chịu đựng như Hạ Tưởng, cô bật phì cười một tiếng, nhưng lập tức ý thức được bản thân là phó bí thư phải duy trì sự uy nghiêm, cô vội vàng nén cười, nghiêm trang nói. Phó trưởng phòng Vương không cần phải tự phê bình, có thể ý thức được rằng mình công tác không đủ chính là đồng chí tốt. Anh và trưởng phòng Vương còn có ý kiến gì, cụ thể triển khai thế nào, thì cứ thương lượng, mau chóng đề xuất một phương án giao cho Phó Chủ tịch huyện Hạ. Đối với chuyện này, tôi cũng sẽ mạnh mẽ ủng hộ. Có một câu này của Mai Hiểu Lâm, Điêu Hoa Văn như thể được uống một viên thuốc an thần, càng kiên định với phán đoán của mình. Chỉ cần lần này mình hoàn thành tốt nhiệm vụ, để lại ấn tượng tốt cho Phó Chủ tịch huyện Hạ, khẳng định cũng sẽ để lại ấn tượng tốt cho Phó Bí Thư Mai. Đến lúc đó lo gì không có cơ hội lên làm trưởng phòng. Y âm thầm hưng phấn nửa ngày, bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, sao Phó Bí Thư Mai lại ủng hộ công tác của Phó Chủ tịch huyện Hạ vậy? Phó Bí Thư Mai chưa lập gia đình, Phó Chủ tịch huyện Hạ cũng chưa có vợ. Chẳng lẽ là... Điêu Hoa Văn giật mình thật mạnh. Dừng ngay, dừng ngay. Việc riêng tư của lãnh đạo, ngàn vạn lần không được hỏi thăm loạn, càng không thể loạn truyền ra ngoài. Nếu không, đến lúc đó làm cho lãnh đạo mất hứng, đừng nói là thăng quan, có lẽ về thẳng nhà dưỡng lão đi. Vương Lỗi và Điêu Hoa Văn đi rồi, Mai Hiểu Lâm lập tức đứng lên. Được rồi, nể mặt anh lắm rồi đó. Nói mau, có phát hiện gì mới? Hạ Tưởng cũng không lằng nhằng, lập tức kể lại việc Du Lệ, đương nhiên cũng không giấu giếm phỏng đoán Du Vĩnh là con riêng của Lệ Triều Sinh. Mai Hiểu Lâm mở to hai mắt, đảo mắt mấy vòng, suy nghĩ cẩn thận rồi nói. Hóa ra anh dùng việc kiểm tra sức khỏe miễn phí cho học sinh tiểu học là để ngụy trang, chính là muốn thu hoạch ADN của Du Vĩnh. Được đó, nhiều ý tưởng xấu thật. Hạ Tưởng khiêm tốn cười. Phó Bí Thư Mai quá khen. Tôi cũng chỉ tình cờ nghĩ ra biện pháp bất đắc dĩ như vậy. Chưa nói tới xấu hay tốt, thực ra tôi cũng có ý tưởng muốn kiểm tra sức khỏe miễn phí cho các em học sinh một lần. Về phần Lệ Triều Sinh thì phải nhờ Phó Bí Thư Mai ra mặt giúp đỡ. Mai Hiểu Lâm cũng khá thông minh, vỗ tay nói. Không thành vấn đề, khi họp hội nghị thường vụ, tôi ngồi bên cạnh hắn, thừa cơ nhổ một sợi tóc trên đầu y là được. Đúng không? Đúng, tóc là tốt nhất. Tuy nhiên nếu thật sự không có tóc thì cũng không thể trực tiếp nhổ một sợi tóc từ trên đầu hắn xuống, như vậy quá lộ liễu. Nếu chẳng may không được, lấy một mẩu thuốc lá mà hắn vừa hút xong là được. Hạ Tưởng còn lo Mai Hiểu Lâm sẽ kích động, cố tình nhổ tóc từ trên đầu Lệ Triều Sinh xuống. Đương nhiên hắn cũng chỉ là đoán mà thôi, hắn tin rằng cô sẽ không kích động tới mức đó. Sở dĩ hắn nói vậy là để phòng hậu hoạn khi chưa xảy ra, đồng thời cũng là có ý nói đùa. Mai Hiểu Lâm rất bất mãn lườm Hạ Tưởng. Đừng nghĩ tôi không có đầu óc như vậy. Hiện tại tôi làm chính là một việc cực kỳ quan trọng. Sự tình liên quan tới sự trong sạch của một ủy viên thường vụ huyện ủy, không phải việc bình thường. Không cẩn thận sao được. Cô nói xong, có thể là do hơi khát liền giơ tay cầm lấy cốc nước trên bàn lên uống vừa nói. Nếu cuối cùng xét nghiệm ADN thành công, chứng minh Du Vĩnh là con trai của Lệ Triều Sinh, bước tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Hạ Tưởng đang muốn ngăn cô lại nhưng vẫn chậm một bước, đành phải xấu hổ nói. Phó Bí Thư Mai, ngại quá, quên không rót nước mời ngài. Ngài đang dùng cốc của tôi. Mai Hiểu Lâm không hiểu, vung mạnh tay lên, thoải mái nói. Không hề gì, tôi có ngại anh đâu. Bỗng nhiên cô lại nghĩ chẳng lẽ Hạ Tưởng không thích mình, liền nói với vẻ không vui. Ý anh là ngại tôi làm bẩn cốc của anh hả? Vậy đưa tôi luôn cái cốc này, tôi mua cho anh cái mới. Đã hỏng lại càng hỏng hơn. Hạ Tưởng giơ tay ra giật lấy cái cốc trong tay cô, vội vàng uống một ngụm, tỏ vẻ hắn không hề ghét bỏ gì việc cái cốc đã bị Mai Hiểu Lâm uống rồi nói. Không phải, Phó Bí Thư Mai cũng đừng nghĩ nhiều như vậy. Sao tôi có thể ghét bỏ ngài chứ? Thục nữ như ngài, tôi thích còn không được cơ mà. Mai Hiểu Lâm ngạc nhiên, chỉ vào cái cốc trong tay Hạ Tưởng. Sao anh dùng chuẩn được như vậy? Đúng ngay vào chỗ tôi vừa uống. Vậy thì sao? Không sao cả, chẳng qua là anh vừa mới uống phải nước miếng của tôi. Hiển nhiên Mai Hiểu Lâm nói mà không hề suy nghĩ. Nói ra xong, cô mới ý thức được hành động vừa rồi của hai người đúng là hơi mờ ám, không khỏi đỏ mặt. Hạ Tưởng lâu lắm rồi không gãi đầu nhưng lần này không kìm nổi lại gãi đầu, cười ha hả nói. Việc này chỉ là do vô tình mà thôi.
Tôi đúng là không cố ý, cũng không đến mức như vậy. Mai Hiểu Lâm cũng cười. Việc này thì tôi tin, đàn ông như anh, nhiều mưu mẹo xấu xa, chắc chắn là lừa được rất nhiều cô gái, bên người anh sẽ không thiếu bạn gái. Nói xong, cô không kìm nổi cười ha hả, cười được mấy tiếng, cô lại ý thức thấy không ổn, vội vàng che miệng lại. Xấu hổ quá, từ nhỏ tới lớn vẫn luôn được giáo dục theo tiêu chuẩn thục nữ, vậy mà đến giờ tôi gần như hoàn toàn thất bại, ngoại trừ việc cười không hở răng. Đáng tiếc chính là vừa rồi bị anh chọc cười, ngay cả cười không hở răng cũng thất bại luôn. Nếu người nhà mà biết được, khẳng định sẽ tức chết mất. Mai Hiểu Lâm vẫn không kìm nổi lại bật lên tiếng cười, bàn tay cũng buông lỏng không che miệng nữa. Quên đi, dù sao lộ thì cũng đã lộ rồi. Mỗi lần cười đều phải che kín răng thật sự là quá mệt mỏi. Cứ để tự nhiên vẫn thoải mái hơn. Phó Bí Thư Mai cũng có một mặt rất đáng yêu. Hạ Tưởng nhìn kỹ răng của cô, liền khen. Thật ra răng của Phó Bí Thư Mai vừa trắng lại vừa sạch sẽ, rất đẹp, lộ ra cũng không sao cả. Cũng không hiểu Mai Hiểu Lâm nghĩ gì, hơi đỏ mặt lên nói. Không nói chuyện với anh nữa, tôi phải đi đây. Chúng ta tách nhau ra hành động. Về phần bước tiếp theo nên làm gì thì đến lúc đó chúng ta sẽ lại thương lượng. Khiến Hạ Tưởng không tưởng được chính là, còn chưa lấy được mẫu của Du Vĩnh thì Mai Hiểu Lâm đã ra tay rất nhanh, lấy được mẫu tóc của Lệ Triều Sinh. Hạ Tưởng đang nói chuyện với Phương Cách trong phòng làm việc thì đột nhiên Mai Hiểu Lâm tới, cũng không gõ cửa mà trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Vừa vào trong mới phát hiện có người, cô lập tức thu nụ cười lại, nghiêm túc nói. Phó Chủ tịch Huyện Hạ có khách à? Tôi có việc tìm anh, nếu không thì đến phòng làm việc tôi một chút. Chương 247, sinh nhật Hạ Tưởng. Phương Cách nhìn Hạ Tưởng với vẻ nghi ngờ, lại nhìn Mai Hiểu Lâm rồi cười nói. Chắc là Phó Bí Thư Mai có việc quan trọng, vậy thì Phó Chủ tịch Huyện Hạ, tôi xin phép đi trước. Có thời gian lại nói sau. Mai Hiểu Lâm khẽ gật đầu với Phương Cách, chờ y đi xong, cô liền lấy ra một chiếc khăn tay gói một vật gì đó, dùng hai ngón tay để cầm. Ném tới trên bàn Hạ Tưởng, vẻ mặt chán ghét nói. Mau lấy đi, ghê chết mất. Hạ Tưởng thấy vẻ mặt cô như vậy, cũng hoảng sợ hỏi. Cái gì thế, không phải là một cục đờm đấy chứ? Phì, anh tởm quá, nói gì vậy? Mai Hiểu Lâm giận dữ, thở phì phì ngồi xuống ghế sofa, suy nghĩ một lát lại đứng dậy mở cửa nhìn ra ngoài, thấy hết thảy bình thường mới đóng cửa, ngồi trở về, còn nói. Làm móng tay. Đầu óc anh chỉ được cái nghĩ lung tung toàn những thứ ghê tởm. Cô phất tay, dường như muốn xua tan ác khí trong lòng, lại chỉ ra cửa nói. Hạ Tưởng, anh nói thật đi, lần trước Phương Cách tình cờ gặp chúng ta ở nhà hàng có phải là do anh cố ý bố trí không? Hỏng rồi, bị cô nhìn ra manh mối, Hạ Tưởng mỉm cười như thể không có việc gì. Không phải, không thể chứ, lần trước quả thật là tình cờ gặp nhau thôi mà, thị trấn rộng lớn như vậy. Khi ăn cơm tình cờ gặp nhau cũng là bình thường. Không đúng, chắc chắn không đúng. Anh đừng tưởng rằng tôi không nhìn ra là Phương Cách có ý đối với tôi. Anh thay tôi chuyển lời cho cậu ta, đừng nghĩ nữa, vô dụng thôi. Đối với một người còn chưa hết mùi học sinh tiểu học miệng còn hôi sữa, như cậu ta, tôi không hề có chút hứng thú nào. Mai Hiểu Lâm suy nghĩ rất nhanh, đang nói tới Phương Cách lại nhảy tới Lệ Triều Sinh. Việc triển khai kiểm tra sức khỏe miễn phí thế nào rồi? Sao còn chưa có mẫu vật của Du Vĩnh? Mẫu vật cũng nhanh thôi, chỉ cần 2-3 ngày là xong. Hạ Tưởng đã biết Du Vĩnh học lớp nào trường nào, sự việc trở thành đơn giản. Hắn chuẩn bị khi kiểm tra sức khỏe lớp của Du Vĩnh thì đến giả vờ thăm hỏi, thừa dịp mọi người không chú ý liền lấy một ít mẫu máu, cũng không phải là chuyện khó. Vấn đề là chúng ta sẽ phải mời bệnh viện nào giám định. Giao cho tôi gửi đến Bắc Kinh làm, chẳng những đảm bảo còn an toàn nữa. Mai Hiểu Lâm nghĩ khá chu đáo. Nếu trùng ADN, có phải chúng ta sẽ trực tiếp giao chứng cớ cho Ủy ban kiểm tra kỷ luật không? Hiện tại Mai Hiểu Lâm đều hỏi Hạ Tưởng mỗi bước phải làm như thế nào. Vô hình chung, cô đã hoàn toàn bị Hạ Tưởng kéo mũi dắt đi. Đương nhiên cũng là do rất nhiều chủ ý của Hạ Tưởng tốt hơn nhiều so với cô. Đương nhiên là phải giao cho Ủy ban kiểm tra kỷ luật, nhưng không phải chúng ta trực tiếp ra mặt giao mà phải gửi thư nặc danh, kể lại tỉ mỉ chứng cớ và kết quả xét nghiệm, gửi tới Ủy ban kiểm tra ủy luật của huyện và thành phố. Nếu thật sự đá chìm đáy biển, chúng ta lại thương lượng bước tiếp theo nên hành động như thế nào? Ý của Hạ Tưởng là,
nếu gửi lên cấp huyện và thành phố xong mà vẫn không hề có chút gợn sóng nào, chứng tỏ sau lưng Lệ Triều Sinh có một nhân vật rất lợi hại. Đến lúc đó hắn bắt buộc phải đến thành phố Yến, điều tra xem rốt cuộc nhân vật đứng sau lưng Lệ Triều Sinh là ai. Đương nhiên, khẳng định là Mai Hiểu Lâm cũng có chỗ dựa ở thành phố Yến và tỉnh Yến, cũng có thể vận dụng rất nhiều mối quan hệ. Cần phải tóm loại bại hoại như Lệ Triều Sinh ngay từ trong trứng nước. Một khi chờ cho y trưởng thành lên tới cấp sở trở lên, muốn động vào y sẽ càng khó khăn hơn. Y làm việc cực kỳ bí mật, kỹ xảo cao minh hơn người bình thường rất nhiều. Chỉ cần y ngồi trên địa vị cao, có thể nghĩ ngay được hậu quả. Một tham quan có thể kiếm tiền từ cây giống của nông dân, vậy chỉ cần trong tay y có quyền lực đủ lớn, lòng tham của y sẽ càng ngày càng bành trướng. Chỉ có điều khiến Hạ Tưởng thật không ngờ chính là, vụ án Lệ Triều Sinh không ngờ lại dẫn đến một trận động đất lớn trong quan trường thành phố Yến, thậm chí là cả tỉnh Yến, trực tiếp làm cho rất nhiều quan lớn đều ngã ngựa, từ đó khiến tiến trình lịch sử biến đổi rất lớn. Hai ngày sau, Hạ Tưởng cùng đi với Điêu Hoa Văn, quan sát việc kiểm tra sức khỏe miễn phí cho học sinh tiểu học. Hạ Tưởng thân thiết bắt tay với mỗi bác sĩ đang khám sức khỏe cho các em học sinh, còn dặn họ phải kiểm tra thật kỹ lưỡng, phải thật kiên nhẫn đối với từng mầm non của Tổ quốc. Sau đó hắn lại đi xem một đám học sinh lấy mẫu xét nghiệm máu, thừa dịp mọi người không chú ý, dùng bông vải lấy đi một chút mẫu máu của Du Vĩnh. Sau khi trở về, Hạ Tưởng lấy mẫu vật của Lệ Triều Sinh và Du Vĩnh chia làm hai phần, một phần giao cho Mai Hiểu Lâm gửi đến Bắc Kinh, một phần tự hắn giữ lấy, chuẩn bị tìm người gửi lên bệnh viện thành phố Yến giám định. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cảm thấy giao cho Phùng Húc Quang là yên tâm nhất, bởi vậy liền gọi điện thoại cho Phùng Húc Quang. Phùng Húc Quang cũng không hỏi Hạ Tưởng muốn điều tra cái gì, liền đồng ý ngay. Chị dâu của chú có người quen ở bệnh viện, là phó viện trưởng. Việc này cứ giao cho cô ấy xử lý là được. Chú tranh thủ trong lúc giao mẫu vật thì tới đây một chuyến, cả nhà chúng tôi đoàn tụ không thể thiếu công thần là chú đâu đấy. Hóa ra bố của Phùng Húc Quang là Phùng Hóa Thành đã từ huyện Thương Sơn đi tới thành phố Yến, gặp mặt Mã Vạn Chính. Thân nhân đoàn tụ tự nhiên là chuyện tốt. Tuy nhiên là chuyện riêng nhà người ta, Hạ Tưởng có chút không muốn tham gia. Phùng Húc Quang không chịu. Chú tôi cũng nói, bảo chú em cùng tới đây. Nếu không có chú em thì nhà chúng tôi cũng không thể đoàn tụ được. Chú em mà không tới, ông ấy sẽ tự mình gọi điện thoại cho chú. Vậy thì thôi đi, cứ ngoan ngoãn mà tới, đừng để phó chủ tịch tỉnh Mã gọi điện thoại cho một phó chủ tịch huyện nho nhỏ như mình. Hạ Tưởng thỏa hiệp. Chiều em sẽ trở về, ngày mai sẽ tới tìm anh. Hôm nay vừa lúc là cuối tuần, Hạ Tưởng liền về thành phố Yến sớm một chút, đi tìm Tào Thù Lê. Cũng đã một thời gian không gặp cô bé, trong lòng hắn đúng là khá nhớ mong. Hạ Tưởng thu dọn xong đồ đạc, đang muốn đi thì Phương Cách lấm la lấm lét xuất hiện. Hạ ca, không đúng, có gì đó không đúng. Phương Cách rung đùi đắc ý nói. Cái gì không đúng, tôi thấy là cậu không đúng thì có. Hạ Tưởng tức giận nói. Phương Cách thở dài. Bất đắc dĩ lắc đầu. Em phát hiện Phó Bí Thư Mai và anh càng ngày càng lại gần, có xu thế nguy hiểm. Anh đã có bạn gái, phải chú ý không được hái hoa ngắt cỏ, được không? Chỉ cần anh đừng động vào Phó Bí Thư Mai, em vẫn còn có cơ hội. Ít nói bậy đi. Hạ Tưởng không chút do dự đấm cho Phương Cách một quả. Tôi và Phó Bí Thư Mai là có chuyện công việc, không phải như chú tưởng tượng đâu. Còn nữa, Phương Cách. Về sau tập trung tâm tư vào công việc hơn, đừng lúc nào cũng chỉ nghĩ chuyện yêu đương. Đây là cơ quan đảng và chính quyền, là huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện, đừng để người khác có ấn tượng không tốt về cậu. Phương Cách ngượng ngùng cúi đầu. Hạ ca đừng phê bình nghiêm khắc như vậy được không? Em cũng chỉ thả lỏng một chút trước mặt anh mà thôi. Ở trước mặt lãnh đạo khác, em vẫn luôn rất nghiêm túc, thành thật mà. Cho dù ở trước mặt bí thư Lý, em cũng rất cung kính. Anh nói đi, chỉ ở trước mặt anh thì em mới có thể khôi phục lại vẻ bình thường vốn có, chẳng lẽ anh muốn em lúc nào cũng phải đeo mặt nạ sao? Quả thật Phương Cách nói cũng có chút triết lý. Hạ Tưởng vỗ vai y, nói rất chân thành. Trưởng ban Phương cho cậu xuống đây là để rèn luyện chứ không phải để tán gái. Nghe tôi nói một câu này, Phó Bí Thư Mai không thích hợp với cậu. Đương nhiên, cũng không thích hợp với tôi. Tôi và cô ấy chỉ là qua lại công tác mà thôi. Mọi người đều có bối cảnh rất phức tạp, giữa tôi và cô ấy không có khả năng. Tôi đề nghị cậu hồi tâm, tập trung vào công tác cho tốt. Nếu thật sự muốn yêu đương, tôi đưa cậu tới đại học tìm một cô.
Phương Cách uể oải nói. Thật sự Phó Bí Thư Mai không thích hợp với em sao? Thôi thì trước hết em cứ nghe lời Hạ ca, công tác tốt trước đã rồi nói sau. Tạm thời trước mắt không nghĩ tới việc yêu đương, mấy em sinh viên thì thôi đi, quá ngây thơ. Hạ Tưởng cười cười, nghĩ thầm rằng Phương Cách này cũng khá thú vị. Bản thân y còn chưa thành thục còn ngại mấy em sinh viên ngây thơ. Quên đi, mặc kệ y. Hạ Tưởng lái xe một mạch về thành phố Yến, khi tới Tào Gia lại là Tào Thù Lê ra mở cửa cho Hạ Tưởng. Cô mặc một chiếc quần đùi bao lấy cặp mông rất tròn đầy. Cô quay người lại, cười nói. Hạ Tưởng, mau vào đi anh, bên ngoài nóng lắm. Trong lúc ngẩn ngơ, Hạ Tưởng như thể quay trở lại 2 năm trước đây, khi hắn lần đầu tiên tới Tào Gia, cũng là Tào Thù Lê mở cửa cho hắn. Cô cũng mặc một chiếc quần đùi, cũng nói những lời như vậy, giống như thời gian quay trở lại, ngày xưa tái hiện. Sau khi vào cửa, trong nhà chỉ có hai mẹ con Vương Vu Phân và Tào Thù Lê. Tào Vĩnh Quốc ra ngoài xã giao, Tào Thù Quân trọ ở trường không về. Vương Vu Phân vội vàng mang ra một đĩa hoa quả cho Hạ Tưởng, là một đĩa đào chín và nói. Lão Tào thích nhất ăn đào mật, mau thử đi, quả ngon lắm. Tào Thù Lê cũng biết lai lịch của đào mật. Vội cầm lấy một quả, gỡ cuống đào đưa cho Hạ Tưởng. Loại đào mật này rất ngon, bên trong nhiều nước, có thể hút trực tiếp. Nghe nói loại đào mật này chuyên cung cấp cho Bắc Kinh, cả nước chỉ có vài mẫu trồng được loại đào ngon nhất, có cảnh sát vũ trang chuyên môn bảo vệ. Hạ Tưởng cũng đã được nghe tới loại đào mật đặc biệt chuyên cung cấp cho lãnh đạo này, không ngờ hôm nay cũng có lộc được ăn. Hắn không khách khí, giơ tay lên định cầm, Tào Thù Lê không cho, cô dùng hai tay cầm lấy quả đào. Giơ trước mặt hắn như thể dụ dỗ một đứa bé. Hạ Tưởng bất đắc dĩ đành phải hút luôn một ngụm trên tay cô, quả nhiên rất ngọt lành, ngon miệng, hơn nữa còn có mùi thơm dễ chịu, đúng là không phải đồ tầm thường. Được Tào Thù Lê dịu dàng phục vụ, Hạ Tưởng một hơi ăn hết hai quả đào mật, tuy rằng chưa đã thèm nhưng vẫn xua tay nói. Không ăn nữa, ăn nhiều quá mất ngon. Không sao, đào có thể ăn no được, không có gì không tốt cả. Tào Thù Lê cũng không ngại Vương Vu Phân ở bên cạnh, lại lấy khăn tay ra lau miệng cho Hạ Tưởng. Hạ Tưởng bị cô làm vậy, ngượng ngùng quá cầm lấy khăn từ tay cô, lau lung tung một phen, sau đó nói. Em cứ làm hết mọi việc thay anh cứ như thể anh không biết làm gì ấy. Làm cho mẹ em chê cười anh. Mẹ sẽ không cười anh đâu, yên tâm đi. Mẹ tốt với anh lắm, cho rằng các phương diện của anh đều rất tốt. Tào Thù Lê thấy miệng Hạ Tưởng vẫn lau chưa sạch. Lại rút một tờ giấy ăn lau cho hắn. Lớn như vậy rồi mà cũng không tự chăm sóc bản thân cho tốt sao. Lau miệng cũng không sạch, thật là. Anh cố ý đấy. Hạ Tưởng cười xấu xa. Lát nữa còn ăn cơm, lau sạch cũng chỉ mất công thôi. Tào Thù Lê bất mãn khẽ đấm hắn. Nói như anh thì trước khi đi ngủ không cần đánh răng sao. Dù sao sáng mai ngủ dậy cũng phải đánh răng, đúng không? Đúng, đúng. Ý kiến hay, tối nay liền làm theo. Đúng cái đầu anh. Tào Thù Lê lại đá Hạ Tưởng. Thật không chịu nổi anh nữa. Bình thường nhìn anh cũng khá sạch sẽ, sao lại lười như vậy chứ? Hạ Tưởng thoải mái dựa lưng vào sofa, bùi ngùi nói. Đúng là đàn ông lười cho nên mới có phụ nữ chịu khó. Cũng bởi vì anh hơi đen cho nên mới có em trắng như vậy. Thế giới chính là đối lập tương phản, nếu không sao có thể hài hòa thống nhất được. Đi đi, toàn ngụy biện. Tào Thù Lê vui vẻ cười, quay sang nói với Vương Vu Phân. Mẹ, bố không về thì chúng ta ăn cơm đi. Cơm nước xong, Vương Vu Phân lấy cớ đi dạo liền đi ra ngoài, hiển nhiên là tạo không gian cho Hạ Tưởng và Tào Thù Lê. Hạ Tưởng còn hơi buồn bực hỏi Tào Thù Lê. Anh cảm thấy hôm nay em đặc biệt tốt đối với anh, dường như có ý đồ gì vậy? Nói đi, em có ý đồ xấu gì với anh thế? Không có. Anh đừng đoán mò lung tung nha. Tào Thù Lê nói không nhưng lại tò mò nhìn Hạ Tưởng. Anh thật sự không biết hôm nay là ngày gì à? Hôm nay là ngày gì? Chỉ là một ngày cuối tuần bình thường, có chuyện gì à? Hạ Tưởng thật sự không biết hôm nay có gì đặc biệt, tuy nhiên từ sự dịu dàng của Tào Thù Lê, hắn đã cảm nhận thấy có gì đó khác thường. Hắn sờ mũi, đang định gãi đầu lại bị Tào Thù Lê gạt tay hắn xuống. Em không thích anh gãi đầu. Cô bĩu môi nói, về sau ở trước mặt em, không được gãi đầu nghe chưa? Hiếm khi thấy cô bé trịnh trọng như thế này, Hạ Tưởng liền gật đầu đồng ý. Hắn còn chưa mở miệng, Tào Thù Lê lại hỏi,
hôm nay anh có nhận được điện thoại của chị Liên không? Hạ Tưởng càng ngạc nhiên. Không có, hôm nay anh bận suốt, hết giờ liền vội vã tới thẳng đây. Đã một thời gian không liên lạc với Nhược Hạm. Thật sự, Tào Thù Lê mím môi, hai mắt như mờ sương, như cười như không nhìn hắn. Cô Thù mình ngồi trong một góc sofa, nghiêng đầu, vẻ mặt nửa như nghi ngờ, nửa như trêu đùa nhìn hắn. Anh rất ít khi lừa gạt em, thật sự. Hạ Tưởng bỗng nhiên thở dài nặng nề. Nếu em không tin, em có thể tra nhật ký điện thoại di động của anh, cũng có thể gọi điện thoại luôn cho Liên Nhược Hạm. Anh nghĩ cô ấy cũng sẽ nói thật cho em biết. Không thèm tra. Tào Thù Lê cắn răng nói, tuy nhiên vẫn vui mừng mỉm cười. Đương nhiên là em tin tưởng anh, ngốc ạ. Không tin anh thì còn tin ai? Thật sự anh quên hôm nay là sinh nhật mình à? Sinh nhật? Hạ Tưởng đột nhiên sửng sốt, giơ tay cầm lấy quyển lịch bàn bên cạnh, hóa ra đúng là ngày sinh nhật âm lịch của hắn. Hắn không kìm nổi cười. Bình thường hàng năm cứ đến sinh nhật, hắn đều được gia đình gọi điện thoại. Năm nay làm sao vậy? Tự mình thì không nói nhưng ngay cả cha mẹ cũng không gọi điện thoại cho hắn, hắn lập tức trở thành người bị lãng quên. May mắn là hắn còn có cô bé. Hắn liền cảm động nói. Em thấy anh hiện tại lăn lộn thảm chưa? Ngay cả sinh nhật mình còn không nhớ nổi, thậm chí ba mẹ cũng quên luôn đứa con ở bên ngoài này. May mắn là anh còn có em, cô bé Lê, đến, hôn cái nào. Hạ Tưởng đang muốn nhào tới thì di động đổ chuông rất không đúng lúc. Vừa thấy là điện thoại ở nhà gọi, hắn đành phải nghe máy. Quả nhiên là mẹ hắn gọi tới. Mẹ hắn nói, hôm nay họ đi hội chùa ở xa nên về muộn. Vốn bà muốn dùng di động gọi cho hắn nhưng bố hắn ngại gọi di động đường dài rất tốn tiền, muốn trở về nhà mới gọi. Nói chuyện với mẹ một hồi, Hạ Tưởng cười nói hắn đang ở nhà Tào Thù Lê, mọi việc đều tốt. Câu cuối cùng của mẹ khiến Hạ Tưởng rất xúc động. Từ khi con ở lại thành phố Yến tới giờ vẫn chưa từng có một lễ sinh nhật. Khi nào rảnh thì mang Thù Lê trở về, tổ chức một bữa sinh nhật ở nhà. Cho dù chỉ ăn chút mì cũng được. Buông điện thoại, Hạ Tưởng thật lâu nói không nên lời. Cô bé cũng ở một bên ngoan ngoãn không nói gì, lặng lẽ nhìn Hạ Tưởng, trong mắt tràn đầy sự dịu dàng thương yêu. Một hồi chuông điện thoại đánh thức Hạ Tưởng, hắn giơ tay sờ di động lại phát hiện không phải di động mình đổ chuông. Tào Thù Lê cầm lấy di động của cô, mỉm cười nghịch ngợm. Chị Liên rất thông minh, gọi điện thoại cho em. Tào Thù Lê nghe máy. Alo, chị Liên à, sao lâu thế không thấy chị liên lạc? Gần đây bận quá, không có thời gian, chờ thêm vài ngày nữa nhất định sẽ tới tìm em, được không? Chị đúng là nhớ em đó, cô bé Lê, em thế nào? Tào Thù Lê nói chuyện điện thoại, Hạ Tưởng ở một bên nghe rất rõ ràng nhưng không dám nói lời nào. Em ổn cả, tuy nhiên Hạ Tưởng thì không ổn lắm. Anh ấy sao vậy, anh ấy làm phó chủ tịch huyện không ổn sao? Nghe nói huyện An có một phó bí thư rất xinh đẹp, kiểu gì anh ấy chẳng thích. Hạ Tưởng tức giận trừng mắt, Tào Thù Lê lại cố nhịn cười. Thật không, sao em không nghe thấy anh ấy nói gì nhỉ? Có phải anh ấy cố tình giấu không? Chứng tỏ trong lòng có ý xấu. Có lẽ anh ấy sẽ không thích nữ phó bí thư đó vì cô ấy lớn hơn anh ấy 3 tuổi. Căn cứ quan sát của chị, anh ấy luôn thích những cô gái trẻ tuổi, ví dụ như cô bé Lê, ví dụ như Vệ Tân. Hạ Tưởng chỉ muốn xông lên dập điện thoại đi. Vệ Tân là ai? Tào Thù Lê tò mò hỏi. Cô nói vào di động nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng tắp vào Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cố gắng trấn tĩnh, tuy nhiên nội tâm thì đã hung hăng ném Liên Nhược Hạm lên giường, chuẩn bị giày vò cô một trận. Một nữ sinh viên, ít hơn em 2 tuổi thì phải. Liên Nhược Hạm hình như biết Hạ Tưởng đang ở bên cạnh nghe lén, cố ý tạm dừng một lát mới nói tiếp. Kỳ thật anh ấy coi như là một người tốt, Vệ Tân là một cô gái khá khổ sở, Hạ Tưởng muốn giúp cô ấy, mới giới thiệu cô ấy đến chỗ chị công tác. Liên Nhược Hạm giới thiệu vài câu đơn giản về Vệ Tân. Cô rất thông minh không hỏi vì sao Tào Thù Lê không biết Vệ Tân. Nói chuyện Vệ Tân xong, Liên Nhược Hạm mới như vô tình hỏi. Hôm nay có phải sinh nhật Hạ Tưởng không? Chị nhớ hình như anh ấy có lần nói tới ngày sinh nhật này thì phải. Tào Thù Lê giơ nắm đấm lên với Hạ Tưởng, lại nghếch khuôn mặt nhỏ nhắn tỏ vẻ bất mãn với hắn. Hạ Tưởng liền cười theo, giả vờ hổ thẹn. Đúng thế, hôm nay đúng là ngày sinh nhật âm lịch của anh ấy. Chị Liên có muốn tới đây chúc mừng anh ấy một chút không? Anh ấy đang ở ngay bên cạnh em.
có muốn nói chuyện mấy câu với anh ấy không? Không nghe thấy có biến đổi gì trong giọng nói của Liên Nhược Hạm. Thôi, không cần, chị hơi vội, không tới được, thay chị chúc anh ấy sinh nhật vui vẻ là được. Tuy nhiên Hạ Tưởng xem như khá hiểu biết về Liên Nhược Hạm, hắn vẫn nhạy cảm nghe ra trong giọng nói phập phồng của cô có một tia khẩn trương và bất an. Hắn biết rõ, Liên Nhược Hạm hẳn là đã đoán được Tào Thù Lê đã nhìn ra giữa mình và Liên Nhược Hạm có tình cảm vượt quá quan hệ bạn bè. Tào Thù Lê cắt điện thoại, cố ý nhìn kỹ Hạ Tưởng mấy lần, nói. Chị Liên cũng đúng là, nếu chị ấy thật lòng muốn chúc mừng sinh nhật anh thì trước tiên hẳn là phải gọi điện thoại cho anh hoặc là mời chúng ta cùng nhau đi liên hoan chứ. Thế có phải là tốt bao nhiêu không? Hạ Tưởng chỉ cười ha hả. Đến anh còn quên sinh nhật của mình nữa là, không phải chỉ là một ngày sinh nhật thôi sao, có gì to tát đâu. Em đang nghĩ, liệu có phải là chị Liên sẽ cho anh một sự bất ngờ vui vẻ, tổ chức cho anh một buổi sinh nhật lịch dương hay không? Cô bé Lê tới gần, ôm lấy cánh tay Hạ Tưởng, lần đầu tiên chủ động hôn lên mặt hắn một cái. Tặng anh quà sinh nhật này. Hạ Tưởng khẽ gõ vào đầu Tào Thù Lê, nói luôn ngay khi cô còn chưa kịp nói câu thứ hai. Hay là hôm nay thừa dịp đêm dài vắng người, chúng ta đọc sách nhé. Thế nào? Đừng có mơ tưởng hão huyền, ba mẹ có thể về bất cứ lúc nào. Hai mắt cô bé hơi mê ly, trên mặt thoáng ửng hồng, có vẻ hơi ý loạn tình mê. Cái gì của anh thì sẽ là của anh, không chạy đi đâu thoát được cả. Cô bé động tình. Hạ Tưởng không chịu nổi vẻ thẹn thùng vô hạn của cô bé, đang muốn nghĩ tới mấy điều xấu, định tiến lên ra tay thì đột nhiên di động lại đổ chuông. Là một tin nhắn. Hạ Tưởng mở ra xem lập tức không biết nên khóc hay nên cười, không ngờ là tin nhắn của Mai Hiểu Lâm, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Tôi biết sinh nhật anh từ trong lý lịch của anh, nhàn rỗi nhắn tin cho anh một chút, anh đừng suy nghĩ nhiều. Tào Thù Lê dường như không có việc gì cầm lấy điều khiển từ xa đổi kênh xem. Hạ Tưởng ngẫm nghĩ một chút rồi thành thật giải thích. Là mỹ nữ phó bí thư nhắn tin tới, chúc anh sinh nhật vui vẻ. Chứng minh nhân duyên của anh rất tốt. Cô bé phi thường thông minh, chỉ nói một câu rồi không hỏi thêm gì nữa. Hạ Tưởng còn muốn giải thích thêm bỗng nhiên lại có một tin nhắn nữa tới, lại là Mai Hiểu Lâm, tôi vốn không muốn giải thích quá nhiều, tuy nhiên tôi đoán hiện tại anh đang ở cùng một chỗ với bạn gái liền nói thêm một câu. Thay tôi giải thích cho bạn gái anh một ít. Nói chúng ta chỉ là quan hệ công việc. Hạ Tưởng vui vẻ không kìm nổi cười thành tiếng. Mai Hiểu Lâm cũng thật thú vị, đây không phải là giấu đầu hở đuôi sao. Tuy nhiên may mắn là hắn hiểu biết tính cách của cô bé, liền đưa di động cho cô xem. Tào Thù Lê nhìn mấy lần, cũng cười nói. Nữ phó bí thư này thú vị thật, tính tình rất thẳng thắn. Tính cách của cô ấy hơi giống với Lam Miệt, có gì nói nấy. Hạ Tưởng thừa cơ ôm lấy cô, hỏi nhỏ. Em không suy nghĩ gì sao? Cô bé lườm hắn, nói. Suy nghĩ gì chứ, em sẽ không suy nghĩ lung tung, cũng không quản lung tung. Không thể quản đàn ông được, nếu thật lòng thích một người đàn ông, vậy cứ toàn tâm toàn ý vì người đó, tốt với người đó đến mức người đó xấu hổ không thể có ý tưởng gì khác. Em nói có đúng không? Hạ Tưởng vội vàng gật đầu. Đúng, đúng quá, cô bé Lê thật là thông minh, về sau em nên viết sách. Tên sách là, làm thế nào giữ được trái tim đàn ông, chắc chắn sẽ dễ bán. Thôi được rồi, em cũng không có trình độ đó. Em chỉ hy vọng mình có bản lĩnh giữ được trái tim người mình thích là được. Làm gì có trình độ dạy người khác chứ? Làm gì có thời gian chứ? Tào Thù Lê cười tinh nghịch. Em chỉ quản anh đã đủ bận chết người rồi. Hạ Tưởng toát mồ hôi. Anh hư hỏng vậy sao? Đáng để em lo lắng, đề phòng vậy sao? Cô bé cười hì hì. Muốn đi đâu thì cứ nói. Em muốn được chăm sóc anh, quan tâm anh, ngày nào cũng nhìn thấy anh. Anh chột dạ chưa? Hạ Tưởng liền gật đầu. Hiểu rồi, hiểu rồi. Là tôi hiểu lầm ý đồ của lãnh đạo. Hiện tại tôi xin thành khẩn nhận lãnh đạo phê bình. Anh bớt lẻo mép đi cho em nhờ. Cô bé tươi cười khẽ đấm vào ngực Hạ Tưởng, lại bị hắn bắt lấy tay, giãy không được. Hạ Tưởng bắt đầu tìm kiếm cái miệng nhỏ nhắn của cô, định thừa cơ hoạt động một chút. Ai ngờ hai đôi môi vừa khẽ dính vào nhau thì di động lại đổ chuông. Hạ Tưởng không muốn xem nhưng lại bị cô bé nhân cơ hội đẩy hắn ra. Mau xem là ai nhắn tin, đừng bỏ lỡ người khác chúc phúc. Cô bé cười hì hì chạy sang một bên, giơ tay ra hiệu im lặng. Em nghe thấy tiếng ba mẹ lên lầu, đừng náo loạn nữa. Hạ Tưởng lắc đầu,
Cô bé quả là tinh nghịch, đúng là không dễ bắt. Hắn đành phải cầm di động lên xem. Không xem thì thôi, vừa xem hắn đã nhảy dựng lên, hóa ra là Tiếu Giai nhắn tin. Tin nhắn của Tiếu Giai hơi kỳ lạ, anh vui không? Em rất vui, hàm nghĩa rất sâu sắc, liên tưởng cũng phong phú. Hạ Tưởng Hiểu kỳ thật là cô chúc hắn sinh nhật vui vẻ, bởi vì ý cô là, anh vui vẻ cho nên em cũng vui vẻ. Tai Tào Thù Lê quả thật rất thính, đúng là có tiếng gõ cửa. Hạ Tưởng liền thừa dịp cô ra mở cửa, nhanh chóng nhắn tin lại cho Tiếu Giai, em vui vẻ cho nên anh vui vẻ. Sau đó hắn lập tức xóa bỏ tin nhắn lưu trữ đi, đồng thời âm thầm cảnh báo bản thân, sang năm đến sinh nhật phải bố trí trước một chút. Sớm một ngày đi với ai, muộn một ngày đi với ai, đúng ngày đi với ai. Nhất định phải bố trí gọn gàng, không được có chút sai lầm. Nếu không chính là vạn kiếp không thể cứu vãn. Tào Vĩnh Quốc và Vương Vu Phân cùng trở lại. Tào Vĩnh Quốc hơi hơi men say, vừa thấy Hạ Tưởng liền cao hứng nói. Tiểu Hạ đến đây, mau bảo Vương Vu Phân mang bánh ngọt cho cháu. Sinh nhật, chuyện tốt, lại trưởng thành thêm một tuổi. Vương Vu Phân khẽ đánh vào tay Tào Vĩnh Quốc. Không cho ông uống nhiều như vậy, ông lại càng uống. Lớn từng này tuổi rồi mà không có tự chủ. Mới chỉ là phó thị trưởng đã uống say khướt thành bộ dạng này, còn thể thống gì nữa. Tào Vĩnh Quốc không để ý tới vẻ hờn giận của Vương Vu Phân, thoải mái ngồi xuống sofa, mỉm cười nói. Tiểu Hạ à, biết tôi uống rượu với ai không? Là thị trưởng Trần và phó bí thư Lộ. Vương Vu Phân mang bánh ngọt tới, Tào Thù Lê cắm nến, Hạ Tưởng được Tào Thù Lê yêu cầu liền một hơi thổi tắt hết nến, sau đó cắt bánh ngọt ra chia mời mọi người. Tào Vĩnh Quốc khoát tay, tỏ vẻ không muốn ăn bánh ngọt. Vương Vu Phân không đồng ý, cưỡng ép nhét một miếng bánh vào tay ông ta. Đây là bánh sinh nhật Hạ Tưởng, ông không ăn cũng phải ăn. Không ăn chính là không nể mặt con gái ông. Tào Vĩnh Quốc chỉ Vương Vu Phân. Nhìn này, đây là kinh nghiệm quản lý gia đình của tôi đó. Về sau phải nghiêm với vợ mình, nếu không mỗi ngày cô sẽ đều quản cậu, bắt cậu làm cái này cái kia, rất đáng ghét. Hạ Tưởng cười hì hì, không dám phát biểu bình luận. Vương Vu Phân trừng mắt nhìn Tào Vĩnh Quốc, muốn nói gì đó lại bị Tào Thù Lê kéo sang một bên, khuyên nhủ. Mẹ, ba có chuyện muốn nói với Hạ Tưởng, mẹ đi xem TV đi. Quả thật Tào Vĩnh Quốc có chuyện muốn nói với Hạ Tưởng. Hôm nay ông ta và Trần Phong cùng đi tiếp phó bí thư Lộ. Có lẽ là vì sắp sửa nghỉ hưu, hoặc cũng có thể là nể mặt Trần Phong, phó bí thư Lộ coi như khá khách khí với Tào Vĩnh Quốc. Ba người cùng tới ăn cơm ở một trang viên tĩnh lặng. Phó bí thư Lộ hé lộ một ít hướng đi trên tỉnh. Bởi vì nguyên nhân tuổi tác, năm sau phó bí thư Lộ sẽ lui ra, do Thôi Hướng tiếp nhận chức vụ phó bí thư của ông ta. Các ủy viên thường vụ tỉnh ủy khác thì có trưởng ban tổ chức cán bộ Tả An Bình có thể điều tới tỉnh Tây làm phó bí thư. Trống ra một vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ sẽ do tỉnh Yến đề bạt ngay tại chỗ hay do từ Bắc Kinh hàng không tới thì tỉnh và Bắc Kinh đều chưa đạt thành nhận thức chung. Ý của Bắc Kinh là muốn cho hàng không tới đây nhưng Cao Thành Tùng kiên quyết phản đối, nói rõ là Bắc Kinh hàng không quá nhiều cán bộ tới, không lợi cho sự phát triển kinh tế và ổn định cục diện chính trị của tỉnh Yến. Bắc Kinh cũng chưa hình thành ý kiến thống nhất, trước mắt đang ở trạng thái giằng co. Một trưởng ban tổ chức cán bộ tự nhiên khiến các mặt đều chú ý, dù là Bắc Kinh hay tỉnh Yến đều có rất nhiều người nhìn chằm chằm vào vị trí này. Chắc chắn cuối cùng chỉ có thể là kết quả thỏa hiệp. Phó bí thư Lộ cảm khái nói. Nghe đồn bí thư Cao và người kia có quan hệ chặt chẽ, có đúng không? Trần Phong hỏi, ông ta nghe rất nhiều lời đồn về bí thư Cao, ví dụ như y và người kia lui tới thân thiết, ví dụ như y đã được người kia chính mồm hứa hẹn, v.v. Đúng là bởi vì nguyên nhân này nên y mới không hề sợ hãi, nói 102 tại tỉnh Yến, không một ai dám khiêu chiến quyền uy của y. Phó bí thư Lộ giơ một ngón tay lên. Sự tình trên thế gian này không có tin đồn vô căn cứ. Nếu là nghe đồn, tự nhiên sẽ có manh mối có thể tìm ra. Tuy nhiên trong quan trường nhất định phải nhớ kỹ một điều, chính là một số việc chỉ có thể hiểu rõ trong lòng nhưng không thể nói ra miệng. Trần Phong vội vàng cung kính đáp. Vâng, tôi sẽ nhớ kỹ, Phó Bí Thư Lộ. Phó Bí Thư Lộ lại nhìn Tào Vĩnh Quốc vài lần, nói đầy thâm ý. Tôi biết tính cách của Vĩnh Quốc và Trần Phong khá gần nhau. Đều là cán bộ tốt muốn làm việc cụ thể. Tuy nhiên bước tiếp theo Trần Phong nhậm chức bí thư thành ủy thành phố Yến, Vĩnh Quốc muốn làm thị trưởng thì khả năng không cao. Tào Vĩnh Quốc cũng biết căn cứ theo nguyên tắc cân bằng,
tỉnh sẽ không cho phép một thành phố cấp phó tỉnh có nhân vật số một của hai bên đảng và chính quyền hợp tác quá mức. Như vậy cực kỳ bất lợi cho việc khống chế của tỉnh. Hơn nữa còn một điểm là kinh nghiệm của Tào Vĩnh Quốc quá nhỏ bé, hiện tại tiến thêm một bước lên làm thị trưởng thành phố Yến, tương đương là một bước tiến thẳng lên hàng ngũ cán bộ cấp phó tỉnh, tiến bộ cũng hơi quá nhanh, khó làm cấp dưới phục tùng. Chương 248, khả năng Tào Vĩnh Quốc nhậm chức bí thư thành ủy. Ở trước mặt phó bí thư Lộ, Tào Vĩnh Quốc cũng không giấu giếm ý tưởng thực sự của mình. Nói không muốn là nói dối. Đương nhiên tôi cũng rất rõ ràng tỉnh luôn có chút ý kiến đối với thành phố cấp phó tỉnh. Tôi và thị trưởng Trần có quan hệ tốt, đi lại gần gũi thì mọi người đều biết, khó tránh khỏi có người nói này nói nọ. Phó bí thư Lộ cười ha hả, nói. Vĩnh Quốc rất thành thật, tôi thích tính cách như vậy. Nói như thế, Vĩnh Quốc, tôi lui ra cũng là điều kiện để người khác thăng lên, chính là để Trần Phong lên tiếp. Cho nên tôi không thể nhắc tới điều kiện được, đối với sự tiến bộ của cậu. Tôi không thể giúp được. Mặc dù Tào Vĩnh Quốc không hy vọng Phó Bí Thư Lộ giúp mình bao nhiêu nhưng khi chính tai nghe thấy Phó Bí Thư Lộ nói vậy, ông vẫn hơi có chút thất vọng, liền gật đầu nói. Kỳ thật tôi tới là để cảm tạ Phó Bí Thư Lộ. Không có lời nói của ngài, tôi cũng không thể ngồi lên được vị trí Phó Thị trưởng Thường Trực này, sao còn dám nhờ ngài giúp việc khác nữa. Được như vậy đã vô cùng cảm tạ ngài rồi. Phó Bí Thư Lộ lắc đầu. Vĩnh Quốc. Có thể giúp cậu thì tôi khẳng định sẽ giúp. Tính cách của cậu và Trần Phong cũng chẳng khác nào tính cách của tôi. Tôi giúp cậu cũng tương đương giúp chính mình. Ngừng lại một chút, bỗng nhiên sắc mặt ông hơi vui mừng, nói. Đúng rồi, bí thư thành ủy thành phố Bảo cũng tới tuổi rồi, thị trưởng thành phố Bảo thì lý lịch kinh nghiệm không đủ, không thể tiếp nhận chức vụ bí thư. Nếu vận động một chút, Vĩnh Quốc vẫn có hy vọng đi chủ quản một phương. Tuy rằng bí thư thành ủy thành phố Bảo và phó thị trưởng thường trực thành phố Yến là cùng cấp, Tào Vĩnh Quốc tới đó xem như điều chuyển ngang nhưng dù sao bí thư thành ủy cũng là quan lớn chủ quản một phương, không chịu ai kiềm chế, có thể thoải mái triển khai ý tưởng của mình, là sân khấu tốt nhất để phát huy năng lực cá nhân. So sánh với thành phố Yến trên có tỉnh nhòm ngó, dưới có đủ loại kiềm chế trong thành ủy thì thành phố Bảo có tính tự chủ cao hơn nhiều. Tào Vĩnh Quốc không khỏi động tâm. Trần Phong hơi không muốn Tào Vĩnh Quốc rời khỏi thành phố Yến, bởi vì nếu Tào Vĩnh Quốc ở lại, chắc chắn vẫn sẽ yên ổn ngồi trên vị trí phó thị trưởng thường trực, nhờ đó ảnh hưởng của Trần Phong đối với Ủy ban Nhân dân sẽ không yếu đi. Nhưng nếu Tào Vĩnh Quốc rời đi, lại điều một thị trưởng mới tới, chưa cần biết có hợp với ông ta hay không, nhưng tiếp nhận vị trí phó thị trưởng thường trực của Tào Vĩnh Quốc thì không ai ngoài Đàm Long. Đến lúc đó nếu Đàm Long và thị trưởng mới tới kết thành đồng minh, tình huống sẽ không hề lạc quan chút nào. Nhưng xét từ góc độ tiến bộ thêm một bước của Tào Vĩnh Quốc thì Trần Phong lại không có lý do gì để khuyên nhủ Tào Vĩnh Quốc cả. Tào Vĩnh Quốc cũng có thể đoán được ý tưởng của Trần Phong nên không nói gì thêm. Trong quan trường, vẫn có trường hợp vì bạn bè mà buông tha cơ hội nhưng điều đó quá ít. Nếu thực sự có cơ hội đến thành phố Bảo nhậm chức, ông không hề muốn bỏ qua. Dù sao ghế chống bí thư thành ủy là tài nguyên cực kỳ hiếm hoi, có cơ hội nhất định phải bắt lấy. Tào Vĩnh Quốc liền lớn mật đề xuất. Nếu trưởng ban Lộ đề xuất chuyện này trong hội nghị thường vụ, mà Phó Bí Thư Lộ có thể nói tốt vài câu thì thật tốt quá. Phó Bí Thư Lộ lơ đãng liếc Trần Phong một cái, Trần Phong đành phải tỏ thái độ. Tôi cũng ủng hộ ý tưởng của Vĩnh Quốc, cậu ấy có thể chủ quản một phương sẽ rất có lợi cho sự phát triển sau này. Nếu trước khi lui ra mà Phó Bí Thư Lộ có thể nói chuyện giúp cho Vĩnh Quốc cũng là việc đại thiện công đức lớn. Tào Vĩnh Quốc được Trần Phong ủng hộ và Phó Bí Thư Lộ hứa hẹn nên tâm tình tốt hẳn lên, liền uống nhiều hơn mấy chén. Hạ Tưởng nghe Tào Vĩnh Quốc nói xong, tay vẫn cầm một miếng bánh ngọt, thật lâu không nói gì. Thành phố Bảo ở phía bắc thành phố Yến, ở giữa thành phố Yến và Bắc Kinh, là một thành phố cổ, kinh tế nửa vời, có cơ sở công nghiệp, nông nghiệp cũng coi như phát triển, xếp hạng giữa trong mười mấy thành phố của tỉnh Yến. Nếu bác Tào có thể lên làm bí thư thành ủy thành phố Bảo cũng là chuyện tốt. Tuy nhiên nếu bác Tào đi thành phố Bảo nhậm chức, Tào Thù Lê và Tào Thù Quân tự nhiên không thể đi cùng, hai người còn phải học đại học. Cô Vương chắc chắn là phải đi cùng theo. Hơn nữa có thể nói, bác Tào mà đi khỏi thì mình sẽ bớt đi một trợ lực rất lớn ở thành phố Yến. Dù sao bí thư thành ủy thành phố Bảo không quản được tới sự tình ở thành phố Yến. Tóm lại, việc này sẽ có chút ảnh hưởng không tốt đối với mình. Tuy nhiên Cao Thành Tùng sắp sửa rơi đài, bác Tào rời xa thành phố Yến,
tránh cơn lốc chính trị cũng là việc tốt. Dựa theo tiến trình lịch sử bình thường, Cao Gia rơi đài hẳn là còn không tới một năm nữa. Cụ thể lúc nào sự việc này kích phát mồi lửa thì Hạ Tưởng không nhớ rõ lắm, tuy nhiên thời gian thì không chênh lệch bao nhiêu, muộn nhất là nửa cuối năm sau. Theo lý thuyết, nếu bác Tào muốn đi tới thành phố Bảo thì hắn sẽ ám chỉ với Cao Kiến Viễn một chút. Hiện tại thì Cao Thành Tùng và bác Tào lại không có xung đột lợi ích gì, chỉ cần Cao Kiến Viễn mở miệng, khẳng định Cao Thành Tùng sẽ nói giúp. Chỉ cần Cao Thành Tùng mở miệng, việc bác Tào đi thành phố Bảo là việc chắc chắn. Tuy nhiên bây giờ Hạ Tưởng muốn tránh xa Cao Kiến Viễn còn không được, chắc chắn sẽ không nhờ y hỗ trợ. Nếu Cao Thành Tùng có thể nói giúp cho bác Tào, chờ sau khi y rơi đài, chỉ sợ bác Tào cũng sẽ bị dính dấu ấn của Cao Thành Tùng, cho dù không bị liên lụy quá lớn thì con đường làm quan sau này cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Hạ Tưởng hơi cảm thấy đau đầu vì thế cục tỉnh Yến lúc này. Đúng là gió nổi mây bay, lại còn một trận động đất sắp tới. Thành phố Yến sắp phải có một thị trưởng mới, tỉnh Yến sắp đổi một bí thư, còn cả một trưởng ban tổ chức cán bộ. Tống Chiêu Độ cũng sắp lọt vào hàng ngũ phó chủ tịch tỉnh. Lý Ninh Sơn cũng muốn vận động để làm một chủ tịch quận. Nhìn xa một chút thì khi Cao Thành Tùng rơi đài, chẳng những chống ra vị trí bí thư tỉnh ủy mà chắc chắn không ít tùy tùng của y cũng sẽ ngã ngựa. Sau đại loạn phải có đại trị, lập lại an ninh và trật tự. Cũng là vì có đại loạn nên càng có nhiều cơ hội lựa chọn, mới khiến nhiều người đạt được kỳ ngộ mà trước kia hằng mơ ước một cách dễ như trở bàn tay. Không đợi hắn đề xuất sau khi bác Tào tới thành phố Bảo sẽ an bài trong nhà thế nào, bác Tào đã chủ động đưa ra vấn đề này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nếu tôi thật sự phải tới thành phố Bảo, Tiểu Hạ, Thù Lê và Thù Quân phải nhờ cậu chiếu cố. Cậu thay tôi quản lý cái nhà này ở thành phố Yến. Thế nào? Lời bác Tào nặng trịch, rất có trọng lượng. Hạ Tưởng liền cảm giác một phần trách nhiệm nặng nề đặt lên vai mình, liền trịnh trọng gật đầu nói. Yên tâm đi bác Tào. Cháu nhất định sẽ chiếu cố tốt cho Thù Lê và Thù Quân. Vương Vũ Phân giơ một miếng bánh ngọt lên nhét vào miệng Tào Vĩnh Quốc. Hôm nay là sinh nhật của Hạ Tưởng, không phải đến để nói chuyện công việc, có phiền toái quá không? Hơn nữa, sự việc còn chưa chắc chắn, nói sớm như vậy ích lợi gì? Không phiền, phiền cái gì cơ chứ? Có thể lên làm bí thư thành ủy cũng không uổng một đời làm quan của tôi. Ha ha! Tào Vĩnh Quốc bị Vương Vũ Phân dùng bánh ngọt quét đầy kem lên mặt nhưng ông cũng không lau mà chỉ cười ha hả. Cũng đúng, ông vẫn luôn chỉ quanh quẩn trong ngành xây dựng, đột nhiên có một cơ hội lên làm phó thị trưởng thường trực thành phố Yến đã khiến ông thăng lên một bước lớn, tầm mắt mở rộng hẳn ra, hiện tại lại có cơ hội chủ quản một phương. Chỉ cần có thể lên làm bí thư thành ủy thành phố Bảo, cho dù trong nhiệm kỳ không có chiến tích lớn nhưng chỉ cần vững vàng quá độ là có thêm kinh nghiệm trong lý lịch. Đến khi về hưu cũng có thể được hưởng thụ chế độ đãi ngộ của cán bộ cấp thứ trưởng. Đương nhiên điều này khiến ông rất vui vẻ. Hạ Tưởng có thể hiểu được tâm tình vui sướng của Tào Vĩnh Quốc. Hơn nữa theo hắn thấy, khả năng Tào Vĩnh Quốc tới thành phố Bảo là rất lớn vì đây xem như là điều chuyển ngang. Hơn nữa tỉnh cũng đang muốn làm suy yếu sức ảnh hưởng của Trần Phong ở Ủy ban Nhân dân thành phố. Có cơ hội điều Tào Vĩnh Quốc đi, xét từ góc độ cân bằng chính trị. Lại có thêm trưởng ban Lô và phó bí thư Lộ nói giúp, sẽ không có ai ngăn trở cả. Trừ phi Cao Thành Tùng lại có người một nhà muốn an bài đến thành phố Bảo, nếu không Tào Vĩnh Quốc gần như chắc chắn sẽ trở thành bí thư thành ủy thành phố Bảo. Hạ Tưởng bị Tào Vĩnh Quốc lôi kéo nói chuyện mãi cho đến khuya mới ngủ. Hắn cũng không nói cho Tào Vĩnh Quốc việc mình âm thầm điều tra Lệ Triều Sinh. Ý tưởng của hắn là, nếu có thể không phiền toái tới bác Tào thì cố hết sức không làm phiền. Hắn hy vọng tự mình có thể giải quyết được khó khăn trước mắt. Tào Thù Lê không thức nổi nên đã đi ngủ sớm, Hạ Tưởng liền mất đi một cơ hội tốt. Sáng sớm hôm sau, hắn liền lái xe tới siêu thị Giai Gia tìm Phùng Húc Quang. Mặc dù siêu thị Giai Gia có 4, 5 chi nhánh nhưng Phùng Húc Quang lại đặt văn phòng chính ở trên tầng của siêu thị đầu tiên, nói là chỗ này không ở trung tâm thành phố nên khá thanh tĩnh. Lại nói tiếp, hiện tại y cũng là nhân vật cấp bậc tỷ phú. Vậy mà phòng làm việc vẫn rất đơn giản, có thể nói là không hề có chút ý tưởng gì. Hạ Tưởng vừa vào cửa liền cười y. Anh cũng cần phải ra vẻ một chút chứ, kiếm ít tác phẩm nghệ thuật đặt ở tường, ở tủ, giả vờ lừa người một tí chứ. Chương 249, tiếp cận Phó Chủ tịch tỉnh Mã. Không cần tốn tiền vào mấy thứ vô vị đó. Phùng Húc Quang ngồi sau bàn, hai tay cầm một tập văn kiện,
đang xem dở, bộ dạng khá tập trung. Tuy nhiên vừa thấy Hạ Tưởng, y lập tức ném văn kiện sang một bên, lập tức nhảy dựng lên, không hề có chút hình tượng nào. Vừa vào cửa đã đả kích tôi, không phải bạn bè gì cả. Chú nói đi, tôi treo lên mấy tác phẩm của Picasso và Van Gogh thì kinh doanh có thể nâng cao thêm một tầng không? Dám, tôi là người theo chủ nghĩa thực dụng, không thích cố làm ra vẻ huyền bí. Sau đó y lại cười tự giễu. Cũng lạ, như chị dâu của chú. Vốn bình thường cô ấy thích tôi ăn mặc thoải mái, vậy mà tôi vừa mới nhận một ông chú làm phó chủ tịch tỉnh thì đã bắt tôi phải mặc âu phục, đeo cravat. Đây không phải là hại người sao? Đó cũng là vì chị dâu quan tâm, chăm lo cho anh, không muốn để anh tuềnh toàng quá. Hạ Tưởng cười, lại hỏi. Chú Phùng có tới không? Phó chủ tịch tỉnh Mã đâu? Ba tôi tới hôm qua, chú Mã đang trên đường, sắp tới ngay thôi. Tôi đến phòng làm việc xử lý một ít việc, cũng tiện chờ chú em luôn. Đi, tới nhà tôi. Phùng Húc Quang thu dọn đồ đạc, vừa đi vừa nói chuyện. Tôi đang muốn hỏi chú, tìm một khách sạn quen thuộc, đến chưa ăn cơm, cố gắng yên tĩnh một chút. Sâm Lâm Cư. Hạ Tưởng lập tức nghĩ ngay tới Sâm Lâm Cư do Sở Tử Cao mở trong công viên rừng rậm. Thứ nhất là phong cảnh không tồi, thứ hai là hiện tại dòng người vào công viên rừng rậm không đông lắm. Chắc chắn sẽ tĩnh lặng. Trong công viên rừng rậm, là do ông chủ Sở Phong Lâu mở, bạn bè cũ, vừa an tĩnh lại vừa an toàn. Cái gọi là an toàn chỉ là không nhiều người nhòm ngó, bàn tán linh tinh. Được, nghe lời chú. Phùng Húc Quang tín nhiệm Hạ Tưởng 100%. Hai người xuống lầu, mỗi người đi một ô tô. Nhà Phùng Húc Quang không xa lắm, chỉ 10 phút là tới, là một khu không nửa mới nữa cũ. Ai tới đây cũng không thể nghĩ được ông chủ lớn của siêu thị Giai Gia lại ở một khu vực bình thường thế này, hơn nữa phòng cũng không rộng, chỉ khoảng 120 m². Phùng Hóa Thành và Mã Vạn Chính quả nhiên hình thức cực kỳ giống nhau, ai không biết nhìn thấy cũng sẽ nói ngay là anh em ruột. Phùng Hóa Thành vừa thấy Hạ Tưởng, liên tục khen Hạ Tưởng thông minh, giỏi giang hơn Phùng Húc Quang nhiều. Ông bảo Phùng Húc Quang tìm người thân mà kết quả là gần một năm vẫn không xong, Hạ Tưởng vừa ra mặt đã xong việc. Chính là Phúc Tinh, ngôi sao may mắn của Phùng gia bọn họ. Hạ Tưởng lại phải khách khí một hồi, tiếp tục duy trì tác phong khiêm tốn cẩn thận, rất được Phùng Hóa Thành yêu thích. Phùng Hóa Thành kêu Phùng Húc Quang lên, nói với giọng khiển trách. Anh toàn cà lơ cà láo, không ngờ lớn thế này mới thấy có tiền đồ. Anh quen không ít bạn bè nhưng tôi thấy tiểu hạ này là tốt nhất. Về sau phải tích cực gần gũi với tiểu hạ, không được bạc đãi cậu ấy. Phùng Húc Quang vội vàng nói. Ba cứ yên tâm đi, con và tiểu hạ cùng nhau hợp tác, không để thiệt đâu. Bốp, Phùng Hóa Thành nện vào lưng Phùng Húc Quang một cú. Anh nói cái gì, không để thiệt à, anh thì có biết tha ai đâu, có còn lương tâm nữa không? Phùng Húc Quang ấm ức nói. Ba chưa nghe hết lời con, ý của con là, con sẽ không để tiểu hạ chịu thiệt, bọn con hợp tác là hai bên cùng thắng. Mọi người đều mỉm cười. Mẹ Phùng Húc Quang không tới, theo lời Phùng Hóa Thành thì. Phụ nữ nông thôn, chưa gặp mặt bao giờ thì đừng tới, đến lại làm mất mặt. Vương Phượng Minh rất nhiệt tình với Hạ Tưởng, khiến Hạ Tưởng cũng thấy hơi ngượng ngùng. Mọi người đang rất náo nhiệt vui vẻ thì bên ngoài truyền đến tiếng còi xe ô tô. Phùng Hóa Thành lập tức đứng lên, có chút khẩn trương nói. Đến rồi à? Chúng ta đi ra xem. Phùng Húc Quang nói với Hạ Tưởng. Hai người gật đầu rồi cùng nhau xuống lầu, thấy ở dưới lầu có một chiếc Santana 4.0 biển số bình thường. Một người từ trên xe xuống, đúng là Mã Vạn Chính. Phùng Húc Quang há mồm định nói gì đó. Hạ Tưởng biết rõ tính cách Mã Vạn Chính khiêm tốn, không muốn lộ liễu, liền vung tay với Phùng Húc Quang. Húc Quang, lên lầu rồi nói sau, đừng nói chuyện ở dưới này. Phùng Húc Quang tỉnh ra, gật đầu cảm kích với Hạ Tưởng. Mã Vạn Chính cũng nhìn hắn với ánh mắt tán thưởng. Sau đó Phùng Húc Quang đi trước, Mã Vạn Chính đi giữa, Hạ Tưởng đi cuối cùng, ba người cùng lên lầu. Vào phòng, Phùng Hóa Thành liền nhìn chằm chằm Mã Vạn Chính không rời. Mã Vạn Chính cũng hơi run lên, tiến tới đỡ Phùng Hóa Thành, cảm động thốt lên. Anh thật sự là anh ruột của em. Em đúng là em trai của anh sao? Phùng Hóa Thành giơ tay lên sờ tai trái của Mã Vạn Chính. Sau đó nước mắt lập tức trào ra. Có vết sẹo, quả nhiên em là em trai của anh. Em trai ruột của anh, bao nhiêu năm rồi,
không ngờ lúc sống vẫn còn có thể gặp được em. Mã Vạn Chính cũng nước mắt đầm đìa. Anh, là em của anh đây. Vết sẹo trên tai em chính là khi còn nhỏ bị anh vô ý dùng liềm cắt phải. Hai người ôm nhau khóc giống lên. Trước mặt tình thân, trước mặt anh em máu mủ tình thâm, tấm mặt nạ phó chủ tịch tỉnh cũng có thể ném sang một bên, chỉ có chân tình phát tiết, chỉ có nước mắt vui sướng. Hạ Tưởng cũng rơm rớm nước mắt, mấy chục năm thất lạc nhau, mặc kệ nguyên nhân trời biển gì nhưng lúc còn sống có thể gặp lại được nhau chính là chuyện may mắn lớn nhất đời. Giờ khắc này, Hạ Tưởng cũng cảm thấy quyết định lúc trước của mình anh minh và may mắn như thế nào. Cả nhà Phùng Húc Quang đều rơi lệ không ngừng. Thật vất vả mọi người mới cầm được nước mắt, Phùng Hóa Thành và Mã Vạn Chính nắm tay nhau đi vào phòng trong đóng cửa lại, ngay cả Phùng Húc Quang cũng không cho vào. Hai người muốn nói một số việc thế sự xoay vần không muốn cho người ngoài nghe. Hai người ở bên trong chừng một giờ đồng hồ mới mở cửa đi ra. Vừa ra ngoài, Phùng Hóa Thành liền nói với giọng không được phép nghi ngờ. Húc Quang, anh nghe đây. Về sau ở trước mặt người ngoài không được nói phó chủ tịch tỉnh Mã là chú ruột của anh. Bình thường không có việc gì anh cũng không được đi tìm chú ấy. Nếu thật sự có việc cần nói thì bảo Hạ Tưởng thay anh ra mặt. Việc chú của anh và chúng ta liên hệ với nhau cũng không thể công khai, không được cho người khác biết. Nhớ chưa? Ba, con sớm biết rồi mà. Ở trước mặt Phùng Hóa Thành, Phùng Húc Quang cực kỳ thành thật, tuyệt đối không hề dám nói nửa chữ không. Hạ Tưởng không đợi Phùng Hóa Thành dặn dò, chủ động nói. Xin Phó Chủ tịch tỉnh Mã và chú Phùng yên tâm, có một số việc cháu sẽ không hé ra ngoài nửa lời. Tôi tin tưởng Tiểu Hạ. Bởi vì Tiểu Hạ là bạn tốt nhất của Húc Quang, cũng là công thần thúc đẩy người một nhà chúng ta tìm được nhau. Nếu ngay cả cậu mà tôi cũng không tin thì cũng không còn ai có thể tin tưởng được nữa. Mã Vạn Chính cười ha hả. Về sau có vấn đề gì khó khăn cứ tìm tôi. Lớn không giải quyết được chứ nhỏ thì tôi nói một câu vẫn có thể có chút tác dụng. Mã Vạn Chính là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, nói một câu nói đâu chỉ là có thể có chút tác dụng, phải là rất có tác dụng mới đúng. Hạ Tưởng cũng không tỏ vẻ quá nhiều, chỉ thành thật nói. Cảm ơn Phó Chủ tịch tỉnh Mã. Đúng ra thì cậu và Húc Quang là bạn của nhau, vậy gọi tôi là chú Mã đi. Mã Vạn Chính dù sao cũng đã làm quan nhiều năm, tuy rằng Phùng Hóa Thành là anh trai nhưng ông ta vẫn có thói quen làm nhân vật trung tâm, chỉ nói mấy câu liền trở thành trung tâm của mọi người, từng câu nói đều có sự uy nghiêm không để cho người khác phản đối. Vâng, chú Mã. Hạ Tưởng cung kính đáp. Mã Vạn Chính thấy Hạ Tưởng không hề có ý kể công, thái độ rất cung kính, trả lời khéo léo, trong lòng cũng thầm khen ngợi hắn, liền hỏi. Nghe nói cháu biết một khách sạn có phong cảnh cũng rất được, ở đâu thế? Mang chúng ta cùng tới đi, hôm nay cả nhà chúng ta đoàn tụ, chú nhận ân tình này của cháu, xin mời cháu dùng chút cơm cùng với cả nhà chú. Đường đường phó chủ tịch tỉnh mời ăn cơm, Hạ Tưởng cũng không dám không đồng ý, đành phải vâng lời. Vội vàng gọi điện thoại cho Sở Tử Cao, nói hắn muốn đưa bạn tới Sâm Lâm Cư. Sở Tử Cao đang ở Sở Phong Lâu bận việc, vừa nghe Hạ Tưởng thấy muốn tới Sâm Lâm Cư, không nói lằng nhằng liền bảo Hạ Tưởng cứ tới thẳng, y sẽ bố trí trước. Ưu điểm lớn nhất của Sở Tử Cao là rất coi trọng Hạ Tưởng. Y chưa bao giờ quản Hạ Tưởng mời khách là ai, mặc kệ là quan lớn hay bình dân, chỉ cần là khách của Hạ Tưởng thì y đều tiếp đãi như khách quý. Cũng chính vì ưu điểm này của Sở Tử Cao mà Hạ Tưởng càng che chở cho y, cũng khiến cho việc kinh doanh của y càng phát triển. Hạ Tưởng lái xe phía trước dẫn đường, phía sau là hai chiếc xe khác. Phó Chủ tịch tỉnh Mã đi Santana 4.0 và Phùng Húc Quang đi Audi. Từ việc bố trí ba chiếc xe cùng đi, Hạ Tưởng có thể thấy được Phó Chủ tịch tỉnh Mã này tính cách rất cẩn thận. Về phần vì sao ông ta muốn bí mật việc nhận người thân, vì sao lại sợ người khác biết. Đó không phải vấn đề hắn cần quan tâm. Hắn chỉ cần biết, nếu mình đã tiếp xúc với bí mật trung tâm của Phó Chủ tịch tỉnh Mã, vậy phải cố gắng trung thành với Phó Chủ tịch tỉnh Mã, trở thành người tín nhiệm nhất của Phó Chủ tịch tỉnh Mã. Chương 250, tâm tư của Phó Chủ tịch tỉnh Mã. Xe đến công viên rừng rậm, Hạ Tưởng đi thẳng vào từ cửa hông chỉ phục vụ nội bộ, không mở cho người ngoài. Bảo vệ cửa vừa thấy là xe Tổng Giám Đốc Liên, không dám hỏi gì cả liền cho vào thẳng. Dọc theo con đường nhỏ xuyên qua công viên rừng rậm tới Sâm Lâm Cư, Sở Tử Cao đã sớm chờ sẵn ở cửa. Hạ Tưởng dừng xe, bước tới giúp Phó Chủ tịch tỉnh Mã mở cửa xe. Sở Tử Cao khó hiểu trợn tròn mắt nhìn,
Hạ Tưởng không đến mở cửa chiếc Audi ở phía sau mà vội vàng mở cửa chiếc Santana cũ, chẳng lẽ những nhân vật quan trọng đều thích khiêm tốn, bày đặt không ngồi xe xịn mà muốn ngồi xe bình thường sao? Sở Tử Cao quen biết Cao Hải không lâu lắm, tuy nhiên vẫn không có thói quen xem bản tin thời sự hàng ngày. Nhưng kể từ sau khi quen biết Hạ Tưởng, y lại luyện thành thói quen mỗi tối đều xem tin tức của thành phố Yến và tỉnh Yến. Cho dù không có tin tức gì đặc biệt nhưng mỗi ngày y đều kiên trì xem TV, nhận biết hết mặt mũi các lãnh đạo tỉnh và thành phố. Mã Vạn Chính vừa từ trên xe xuống, đầu tiên là Sở Tử Cao cảm thấy quen mắt nhưng cụ thể là vị lãnh đạo nào thì suy nghĩ nửa ngày vẫn không ra. Tuy nhiên có một điều y có thể khẳng định, đây không phải là lãnh đạo thành phố Yến mà là lãnh đạo tỉnh Yến. Khi y nghe thấy Hạ Tưởng xưng hô với người đó là chú Mã, thì trong lòng Sở Tử Cao chỉ có hâm mộ và hâm mộ. Cái gì mà thăng chức liên tục, Hạ Tưởng chính là người như vậy. Từ lần đầu tiên xưng hô với trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố Cao Hải là chú Cao, tiếp đến xưng hô với cục trưởng cục công an thành phố là chú Tôn, tiếp đó lại xưng hô phó thị trưởng thường trực thành phố Yến là bác Tào, hiện tại lại có một lãnh đạo cấp tỉnh là chú Mã, trong lòng y bội phục Hạ Tưởng không để đâu cho hết. Y càng kiên định quyết tâm theo sát bước Hạ Tưởng, chỉ cần theo sát Hạ Tưởng, lo gì không tiến nhanh. Hạ Tưởng chỉ giới thiệu Sở Tử Cao một chút với mọi người. Mã Vạn Chính chỉ thoáng gật đầu không nói gì. Phùng Húc Quang bắt tay Sở Tử Cao, lắc mấy cái, nói. Tổng Giám Đốc Sở, nói vậy anh cũng là bạn của Hạ Tưởng, về sau mọi người đi lại nhiều một chút nhé. Sở Tử Cao biết người đứng trước mặt này là nhân vật vô cùng nổi tiếng sáng lập siêu thị Giai Gia, trong lòng rất kích động. Tuy rằng hiện tại siêu thị Giai Gia còn chưa xem như doanh nghiệp cầm cờ đi đầu tỉnh Yến nhưng tốc độ phát triển của siêu thị Giai Gia đều khiến mọi người trong nghề đều vô cùng kinh sợ. Cứ theo tốc độ này, không bao lâu nữa siêu thị Giai Gia có thể thâu tóm hơn nửa thị trường thành phố Yến. Nếu cứ tiếp tục phát triển, chẳng mấy chốc sẽ trở thành một đại gia trong toàn quốc. Sở Tử Cao nhiệt tình như lửa. Tổng Giám Đốc Phùng Hạ cố tới chơi, rất vinh hạnh. Phùng Húc Quang cười ha hả. Vớ vẩn, cái gì mà Hạ cố tới chơi, Hạ Tưởng bảo tới đây, tôi liền đi theo cậu ấy tới. Sở Tử Cao biết Phùng Húc Quang là muốn đề cao Hạ Tưởng, cũng thuận theo nói. Xâm lâm cư này của tôi có thể được xây dựng trong công viên rừng rậm này chính là nhờ có Phó Chủ tịch huyện Hạ chiếu cố. Nếu không, chỉ với mặt mũi của tôi thì khẳng định công viên rừng rậm sẽ không cho tôi vào. Hai người nói giỡn vài câu, Sở Tử Cao liền dẫn mọi người lên lầu. Sau khi vào phòng, Sở Tử Cao lại vội vàng bố trí ổn thỏa, sau đó thức thời rời khỏi. Căn phòng được trang trí khá tự nhiên, lấy màu xanh lục làm nền. Mở cửa sổ ra, ngoài cửa sổ là một mảnh rừng xanh tươi tốt. Xa xa là một đám chim hót líu lo, xa hơn nữa có thể thấy được hồ sen loang loáng, sóng nước dập dềnh, gió thổi hương sen thấm vào ruột gan. Mã Vạn Chính khen. Công viên rừng rậm này quả là một nơi thanh tĩnh, thư giãn. Tiểu Hạ, cháu nói nếu ở đây xây một trại an dưỡng và hội nghị trung tâm, hàng năm chỉ tiếp đãi các hội nghị của tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh thì sẽ thế nào? Ông đứng dậy đi tới đứng trước cửa sổ, đưa mắt nhìn bốn phía, gật đầu liên tục. Đã sớm nghe nói tới công viên rừng rậm nhưng hôm nay mới là lần đầu tiên tôi đến thăm. Không ngờ là tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi. Tập đoàn viễn cảnh này thật là không đơn giản, ý tưởng tốt lắm. Cháu thử nghĩ đề xuất của chú xem, về sau tỉnh có hội nghị gì đều đến đây mở, chẳng phải tốt lắm sao? Lời Mã Vạn Chính khiến ý nghĩ của Hạ Tưởng mở rộng ra không ít. Quả thật ý tưởng của Phó Chủ tịch tỉnh Mã rất tốt. Nếu chuyên môn thành lập một khu vực riêng trong công viên rừng rậm này, xây dựng trại an dưỡng và trung tâm hội nghị, chỉ cần hơi có quan hệ. Hàng năm tổ chức các hội nghị lớn nhỏ của thành phố Yến và tỉnh Yến là có thể kiếm đầy mâm đầy bát. Nếu chú Mã làm trong lĩnh vực kinh tế thì cũng là nhân vật cấp chuyên gia. Chỉ một câu nói này thôi đã nói đúng điểm mà trước đó lúc cháu thiết kế công viên rừng rậm này đã không tính đến, ngay cả tập đoàn viễn cảnh cũng không ý thức được điểm này. Không phải là Hạ Tưởng khiêm tốn mà là hắn vẫn chỉ nghĩ kinh doanh ra thị trường mà không suy xét đến làm ăn với chính quyền. Kỳ thật làm ăn với chính quyền rất dễ kiếm. Tiền vừa nhiều hơn vừa mau kiếm được hơn. Ha ha, tôi chỉ thuận mồm nói vậy thôi, hơi xúc động một chút. Mã Vạn Chính khoát tay nói. Về phần có được hay không, hoặc là sau này làm không có hiệu quả và lợi ích thì cũng không nên tính lên đầu tôi. Không phải Mã Vạn Chính muốn từ chối trách nhiệm mà là ông ta không muốn để người khác nghĩ mình và tập đoàn viễn cảnh có liên quan gì.
có lẽ cũng vì ông ta được phân công quản lý kinh tế nên làm việc lúc nào cũng cẩn thận, không muốn để người nói này nói nọ. Hạ Tưởng liền cười kín đáo. Để lúc nào có thời gian, cháu sẽ đề nghị với tập đoàn Viễn Cảnh, trước hết cho họ xây dựng một trung tâm an dưỡng. Sau khi xây dựng xong, đầu tiên sẽ mời chú Mã tới đây thể nghiệm một chút, cho họ một ít ý kiến chỉ đạo cụ thể. Mã Vạn Chính cười ha hả, không tiếp lời Hạ Tưởng, chỉ đồ ăn trên bàn, nói. Ăn trước đã, nếm thử chút đồ ăn của Xâm Lâm Cư xem có hương vị tự nhiên hay không. Nhiều năm bôn ba bên ngoài như vậy, vẫn luôn nhớ hương vị rau dại quê nhà. Chỉ một câu nói lại khiến đôi mắt Phùng hóa thành đỏ lên. Hạ Tưởng và Phùng Húc Quang liền tận tình uống rượu với Mã Vạn Chính và Phùng Hóa Thành, nói chuyện rất thoải mái. Đại bộ phận là Phùng Hóa Thành và Mã Vạn Chính nhớ lại chuyện cũ năm xưa, tuy nhiên hai người đều tránh nhắc tới nguyên nhân khiến hai anh em bị lạc nhau. Hạ Tưởng biết, có lẽ có một số việc mọi người không muốn nhắc lại. Sau khi ăn xong, Mã Vạn Chính cũng không vội vã rời đi, hiển nhiên là ông ta rất thích hoàn cảnh của công viên rừng rậm. Ông ta mở rộng cửa sổ, Hạ Tưởng ngồi bên cạnh, nói chuyện phiếm với Mã Vạn Chính. Tiểu Hạ, có bạn gái chưa? Có rồi à, cô ấy tên là Tào Thù Lê, đại học năm thứ ba. Nhất định là một cô bé xinh đẹp thông minh, nhà cô ấy ở thành phố Yến à. Ba cô ấy là Tào Vĩnh Quốc, là phó thị trưởng thường trực thành phố Yến. Phó thị trưởng thật ra khá tinh mắt, không, phải nói là con gái ông ta khá tinh mắt. Ha ha, Mã Vạn Chính không hề có vẻ kinh ngạc. Ông chậm rãi uống một ngụm trà, dường như muốn nhớ lại hương vị cũ ngày xưa. Thế cục huyện An coi như không tồi nhỉ. Huyện An năm nay toàn người trẻ tuổi. Điểm này là có 102 tại thành phố Yến. Hạ Tưởng cảm khái nói. Tuổi trẻ rất tốt, tuổi trẻ có sự nhiệt tình. Mã Vạn Chính khẽ mỉm cười. Hình như thị trưởng Trần cũng khá thưởng thức cháu nhỉ. Hạ Tưởng liền khiêm tốn cười. Đó là thị trưởng Trần đề cao cháu. Kỳ thật từ khi cháu tới văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô cũng không làm được mấy việc giúp ông ấy. Chỉ sợ là làm được không ít mới đúng. Mã Vạn Chính chỉ điểm tới là thôi, đang nói tới Trần Phong lại nhảy sang Tống Chiêu Độ. Cháu và trưởng ban Tống cũng hay qua lại không? Hạ Tưởng thấy người ta biết rõ hết các quan hệ của mình, cũng không cần phải giấu giếm liền trả lời chi tiết. Bởi vì có bí thư Lý nên cháu cũng coi như biết trưởng ban Tống. Trưởng ban Tống muốn vận động một chút vị trí phó chủ tịch tỉnh, cháu hẳn là có nghe chứ. Mã Vạn Chính hai mắt sáng ngờ, cũng không biết là thử Hạ Tưởng hay có ý gì khác. Có nghe nói à? Hạ Tưởng thành thật đáp. Cũng chỉ nghe nói thôi. Với trình độ như của cháu hiện tại thì còn rất nhiều việc không biết được, cho nên cũng không dám phát biểu ý kiến loạn. Ha ha, câu nói này đúng là rất thật. Mã Vạn Chính rốt cục mỉm cười. Hiển nhiên khá hài lòng với cuộc nói chuyện với Hạ Tưởng. Có cơ hội cháu chuyển lời cho trưởng ban Tống một tiếng. Vận động phó chủ tịch tỉnh là chuyện tốt, tuy nhiên chỉ là điều chuyển ngang, bước chân vẫn hơi nhỏ một chút. Kỳ thật có thể to gan hơn nữa. Mã Vạn Chính điểm tới là thôi, sau đó chỉ tay ra ngoài rừng cây. Công viên rừng rậm thật sự rất tốt, tôi thích nơi này. Có cơ hội liệu có thể làm quen với lãnh đạo tập đoàn Viễn Cảnh một chút được không? Mã Vạn Chính muốn làm quen với Liên Nhược Hạm chỉ sợ mục đích không đơn giản, hơn nữa vừa rồi ông ta mượn Hạ Tưởng để truyền lời tới Tống Chiêu Độ hiển nhiên là muốn thể hiện thiện ý với Tống Chiêu Độ, cũng là ám chỉ, nếu Tống Chiêu Độ vận động, ông ta sẽ tỏ vẻ ủng hộ. Mà theo lời ông ta nói, có thể to gan hơn một chút, hẳn là khiến Tống Chiêu Độ có thể nhìn thẳng vào ngai vàng trưởng ban tổ chức cán bộ. Trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy là ủy viên thường vụ. Khó khăn hơn nhiều so với phó chủ tịch tỉnh bình thường. Bởi vậy phỏng đoán Mã Vạn Chính muốn làm quen với Liên Nhược Hạm chỉ sợ cũng là vì biết rõ người ủng hộ của Liên Nhược Hạm và tập đoàn Viễn Cảnh là Cao Tấn Chu. Mã Vạn Chính này không đơn giản, chẳng những mò ra rõ ràng từng chi tiết của hắn, hơn nữa còn cố ý thông qua hắn, kết hợp các thế lực với nhau. Xem ra ông ta muốn bố trí một bàn cờ tại tỉnh Yến. Tuy nhiên Mã Vạn Chính mới chỉ hiểu biết bề ngoài về Hạ Tưởng. Rất nhiều sự việc chỉ biết một mà không biết hai. Ví dụ như quan hệ thân mật giữa Hạ Tưởng và Liên Nhược Hạm, cũng như ảnh hưởng mang tính quyết định của hắn đối với Liên Nhược Hạm. Còn quan hệ chặt chẽ giữa Hạ Tưởng và Lý Đinh Sơn. Lại có Sử Lão đứng sau lưng Lý Đinh Sơn đáng sợ như thế nào, v.v. Mã Vạn Chính không biết rõ lắm,
Tuy rằng hiện tại Hạ Tưởng chỉ là một phó chủ tịch huyện nhưng hắn đã có mạng lưới quan hệ có thể ảnh hưởng tới thế cục, thậm chí thay đổi thế cục. Chẳng qua hắn vẫn chưa đến thời khắc mấu chốt nên chưa biểu hiện ra lực lượng kinh người của hắn mà thôi. Mã Vạn Chính có tính toán của mình, chính là muốn thu nạp Hạ Tưởng vào, lợi dụng mạng lưới quan hệ của Hạ Tưởng, lôi kéo một ít lực lượng nhỏ lẻ phân tán, cuối cùng hình thành thế lực của mình. Trong quá trình điều tra về Hạ Tưởng, Mã Vạn Chính rất khiếp sợ, bởi vì Hạ Tưởng vừa mới gia nhập vào quan trường liền như có thần trợ giúp, như cá gặp nước giữa các mối quan hệ lằng nhằng phức tạp đó. Nói Hạ Tưởng sửa hay thành dở cũng được, nói anh chàng này xử lý việc khó một cách dễ dàng cũng được, tóm lại chỉ trong vòng 2 năm ngắn ngủn, anh chàng này trở thành một nhân vật mấu chốt có thể tác động tới sức chú ý của thế lực khắp nơi. Hoặc là nói, Hạ Tưởng chính là một cầu nối quan trọng. Cho dù hắn không có lực ảnh hưởng không gì sánh kịp đối với mỗi phương thế lực, nhưng hắn vẫn có thể thong dong chu toàn giữa các phương thế lực, dựa thế mượn lực, cuối cùng trở thành con đường dẫn hắn thăng tiến. Mã Vạn Chính vừa tràn đầy tò mò vừa tràn đầy thưởng thức đối với Hạ Tưởng. Vừa lúc mượn cơ hội nhận thức với Phùng gia, nếu có thể khiến Hạ Tưởng dựa vào mình chính là việc tốt vẹn cả đôi đường. Chờ khi nào Phó Chủ tịch tỉnh Mã có thời gian, cháu sẽ thông báo với tập đoàn Viễn Cảnh một chút, xem đến lúc đó có thể bố trí một cơ hội gặp mặt hay không. Hạ Tưởng cũng không từ chối, bởi vì hắn biết, với tính cách của Liên Nhược Hạm, cô sẽ không hứng thú và kiên nhẫn qua lại với người trong quan trường. Nếu hắn ra mặt thì còn dễ nói một chút, nếu không, nhất định Liên Nhược Hạm sẽ không hề hứng thú làm quen với Mã Vạn Chính. Cô đến tỉnh Yến lâu như vậy, khi ở huyện Bá còn kinh động tới Cao Thành Tùng, vậy mà từ đó tới giờ vẫn không hề có chút ý tứ nào muốn tới thăm Cao Thành Tùng. Từ đó có thể thấy cô không hề thích chính trị, thậm chí có thể nói không hề có chút hứng thú nào đối với chính trị. Tuy nhiên Mã Vạn Chính là chú của Phùng Húc Quang, lại là một người có lòng. Kết giao một chút cũng không hề có gì xấu. Hắn vẫn nắm chắc có thể thuyết phục được Liên Nhược Hạm và Mã Vạn Chính gặp mặt. Mã Vạn Chính thấy mọi việc tốt đẹp rồi, nói chuyện cũng rất vui vẻ, đã đạt tới kết quả hai bên đều muốn, liền nói. Thời gian cũng không còn sớm nữa, trở về thôi. Hạ Tưởng tiễn Mã Vạn Chính đi ra, hắn không cùng trở về với Phùng Húc Quang mà ở lại công viên rừng rậm. Mã Vạn Chính vừa đi, Sở Tử Cao xuất hiện với vẻ mặt hưng phấn. Xoa xoa tay hỏi. Người vừa rồi có phải Phó Chủ tịch tỉnh Mã không? Nhận ra được à? Hạ Tưởng cười chỉ vào ngực y. Tự mình biết là được. Sở Tử Cao lập tức đứng nghiêm. Phó Chủ tịch huyện Hạ, tôi lấy nhân cách đảm bảo, sẽ tuyệt đối không nói lung tung một chữ. Sao lại thành Phó Chủ tịch huyện Hạ mà không phải ông em Hạ? Hạ Tưởng cười ha hả. Gọi một tiếng Phó Chủ tịch huyện Hạ. Có phải là muốn nhắc nhở em là chưa tính tiền buổi hôm nay không? Sở Tử Cao lập tức đỏ bừng mặt. Ông em Hạ, chú nói cái gì thế? Tôi nợ ân tình của chú, cho dù chú ăn uống cả đời tôi vẫn chưa hết nợ. Chú nói vậy chẳng phải mắng tôi không hiểu sự đời sao? Sau đó y lại nhăn nhó, vẻ mặt đau khổ, duỗi hai tay ra. Tổng giám đốc Phùng cứ đòi phải trả tiền, tôi không nhận, anh ta cứ tranh với tôi phải làm sao bây giờ? Tôi đánh không lại anh ta. Nói là vậy nhưng trong lòng Sở Tử Cao rất thoải mái. Mặc kệ là đi cùng với ai, cũng không quản là làm ở vị trí nào, Hạ Tưởng vẫn đối xử với y trước sau như một, không phải người ngoài. Điều này làm trong lòng y rất thích thú. Nói chuyện phiếm vài câu với Sở Tử Cao, biết hiện tại Xâm Lâm cư của y đã bắt đầu có doanh thu, hơn nữa triển vọng không tồi, Hạ Tưởng cũng cảm thấy mừng thay cho y. Từ biệt Sở Tử Cao. Hạ Tưởng lái xe đi vào Liên Cư. Nhớ lại bài học kinh nghiệm lần trước, hắn gọi điện thoại trước cho Liên Nhược Hạm, không ngờ Liên Nhược Hạm lại không ở Liên Cư mà đang ở văn phòng, phải một giờ nữa mới có thể trở về. Cô nói Hạ Tưởng cứ vào nhà trước chờ cô. Hạ Tưởng hơi chán, không muốn lái xe quay về Tào ra nghỉ ngơi. Dù sao ở Liên Cư cũng có phòng riêng của hắn. Hắn gõ cửa, mở cửa chính là Vệ Tân. Hạ Tưởng ngẩn người, lắc đầu cười, mình lại quên mất Vệ Tân. Vệ Tân thấy là Hạ Tưởng, không hề kinh ngạc mà chỉ khẽ cười. Phó Chủ tịch huyện Hạ đến à, mau mời vào. Này, muốn uống chút gì không? Hoàn toàn là thái độ của bà chủ nhà. Lại là, này, Hạ Tưởng đầu tiên là sửng sốt, sau đó một tia trí nhớ đột nhiên sống lại. Trong kiếp trước, hắn cũng quen không ít phụ nữ, kể cả mấy người thân cận nhất hiện giờ là Tào Thù Lê, Liên Nhược Hạm, thậm chí là cả Tiếu Giai. Nhưng khi ở cùng với hắn,
họ đều hoặc gọi thẳng tên hắn hoặc là nói trống không, chỉ có một mình vệ tân luôn cố chấp gọi là, này. Thói quen của một người luôn khó sửa. Hiện tại vệ tân bắt đầu xưng hô là, này, thật sự khiến người ta dở khóc dở cười. Hạ Tưởng liền hỏi, có phải em hay xưng hô với người khác là, này, như vậy không? Không đâu, em rất ít khi nói, này, em cảm thấy xưng hô như vậy rất gần gũi. Xưng tên hay nói là cục cưng đều không thể biểu lộ được sự thân mật giữa hai người, bởi vậy dùng, này, là tốt nhất. Vệ tân vừa nói vừa mở tủ lạnh ra, đưa cho Hạ Tưởng một chai nước tinh khiết lạnh, nói tiếp. Này, sao hôm nay anh lại rảnh tới đây thế? Lời vừa ra khỏi miệng, vệ tân đột nhiên sửng sốt, sau đó vẻ mặt khó tin giơ hai tay che miệng, xấu hổ đỏ bừng mặt, lắp bắp nói. Em, sao em lại gọi anh là, này, nhỉ? Em không cố ý, là nói nhầm. Cô xoay người chạy. Hạ Tưởng ngồi trên sofa, nửa ngày không hề động chút nào. Hắn vốn tính kiếp này không gặp mặt vệ tân, cũng không muốn dính vào cô nữa, không ngờ vẫn không thể tránh né mà vẫn gặp mặt. Hơn nữa xem ra, vệ tân rất có thiện cảm đối với hắn. Thẩm mỹ của một người luôn cố định, rất khó thay đổi. Mặc dù hiện tại vệ tân vẫn còn chưa lớn nhưng cô đã là người trưởng thành rồi. Con mắt thẩm mỹ và tiêu chuẩn đánh giá của cô đã hình thành. Chẳng lẽ cô lại thích mình giống như kiếp trước sao? Không thể hại cô nữa. Hạ Tưởng không đợi vệ tân trở lại, hô to lên. Vệ tân, anh lên lầu ngủ. Khi nào tổng giám đốc Liên về thì gọi anh nhé. Cũng không quản vệ tân có nghe thấy hay không, hắn cầm lấy chai nước tinh khiết đi lên lầu. Vệ tân trốn trong phòng vệ sinh, tim nhảy loạn không ngừng. Cô cũng không biết vì sao mình lại xưng hô với Hạ Tưởng là, này. Chẳng lẽ trong tiềm thức mình đã thích anh ấy? Nhưng thích anh ấy ở điểm gì? Rõ ràng anh ấy là bạn trai của Tổng Giám Đốc Liên, hơn nữa tuy rằng hình thức dễ nhìn nhưng cũng không thể nói là đẹp trai. Màu da khỏe mạnh nhưng nếu muốn bắt bẻ thì có thể nói là hơi đen. Nhưng vì sao anh ấy lại có sức hấp dẫn không thể kháng cự như vậy? Là bởi vì anh ấy đủ thành thục điềm đạm, chắc chắn, đối nhân xử thế tùy ý nhưng không hề mất lễ phép, lại có một mặt hài hước, thú vị sao? Hay là bởi vì chẳng vì sao cả đã khiến mình sinh ra thiện cảm đối với anh ấy? Vệ tân tưởng tượng lại lần trước bị Hạ Tưởng ôm chộp, không khỏi đỏ mặt, tim đập loạn. Cô không ngờ lần đầu tiên mình được một người đàn ông ôm lại là Hạ Tưởng vô tình chiếm tiện nghi. Chờ khi tâm tình của cô bình tĩnh trở lại, khi quay lại phòng khách thì đã không thấy bóng dáng Hạ Tưởng đâu. Trong lòng vệ tân mơ hồ có một tia mất mát, lại nghĩ đến việc Hạ Tưởng chính là bạn trai của Tổng Giám Đốc Liên, người đã giúp đỡ mình tốt nhất và nhiều nhất, tâm tình cô như chìm xuống vực sâu. Đương nhiên Hạ Tưởng không biết tâm tư của vệ tân lúc này. Hắn đi vào phòng của mình, vừa thấy bài trí quen thuộc liền cảm giác rất thoải mái, ấm áp, nằm xuống giường liền say sưa đi vào giấc mộng. Khi tỉnh lại đã là buổi chiều, hắn xuống lầu, thấy Liên Nhược Hạm và vệ tân cũng giống như lần trước, đều đeo tạp dề, bận rộn trong phòng bếp. Hạ Tưởng không kìm nổi cười, hỏi. Sao không đánh thức anh dậy? Chương 251, một mặt yêu nghiệt của Liên Nhược Hạm. Có thể ngủ được bao nhiêu thì cứ ngủ, hiếm khi thấy anh ngủ ngon như vậy, cũng vừa lúc cuối tuần, ngủ nhiều cho khỏe. Vệ tân dành nói trước, lại liếc Liên Nhược Hạm nói tiếp. Tổng giám đốc Liên nói cứ để anh ngủ tới tận tối luôn mới tốt, vừa lúc ở lại cùng ăn tối. Liên Nhược Hạm đang làm canh, cô xếp mấy cái bát lên bàn, nói với Hạ Tưởng. Nếm thử tay nghề của em một chút, trước kia em bị bắt buộc học nấu nướng không ít, nói là giáo trình thục nữ gì gì đó. Lúc ấy còn rất phản cảm, hiện tại mới biết được, học thêm một nghề cũng có nhiều ích lợi. Hạ Tưởng nhớ lại Mai Hiểu Lâm cũng nhắc tới giáo dục thục nữ. Xem ra trong các đại gia tộc chân chính, việc bồi dưỡng con cái cực kỳ được chú ý, đều có một số tri thức và kỹ năng bắt buộc phải học. Bởi vậy nghĩ đến con cái nhà giàu ở kiếp sau, ngoại trừ tiêu xài và kiêu ngạo thì chỉ có hai bàn tay trắng, vậy mà còn tự xưng là giàu có, thật sự vừa buồn cười vừa buồn bực. Cái gọi là nhà quyền quý không phải cứ có tiền là có thể xưng là nhà quyền quý. Nhà quyền quý là nhà có thế lực, có gia môn gia quy, mà càng quan trọng hơn là phải có gia giáo. Không có gia giáo và quy củ của đại gia tộc mà chỉ có tiền, vậy chỉ là nhà giàu mới nổi mà thôi. Muốn trở thành nhà quyền quý thường cần rất nhiều thế hệ tích lũy của cải và tri thức lắng đọng thành. Mà nhà quyền quý từ trước tới giờ đều là gia quy rất nghiêm ngặt, khó sửa đổi. Cũng chính vì vậy,
Hạ Tưởng mới biết giữa hắn và Liên Nhược Hãm cách xa nhau trăm núi ngàn sông, cũng giống như huyện Bá và Bắc Kinh trước khi nối thông đường núi, xa cách vô cùng. Hạ Tưởng được Liên Nhược Hãm và Vệ Tân ân cần chiêu đãi, ngồi ghế chủ tọa ăn cơm, hưởng thụ đãi ngộ của ông chủ gia đình. Sau khi ăn xong, Hạ Tưởng lại giống lần trước, đi tản bộ với Liên Nhược Hãm. Liên Nhược Hãm lớn mật và thuần thục khoác tay hắn, ngả đầu vào vai hắn, khẽ nói. Hai người với nhau thật là tốt. Nàng tiên từng trong trẻo như mặt trăng trên bầu trời đêm, vừa thanh cao vừa lạnh lùng, hiện tại đã hoàn toàn rơi vào trần gian, trở thành một con chim nhỏ nép mình vào Hạ Tưởng như một thiếu nữ bình thường nhất. Hạ Tưởng vuốt tóc cô, cười nói. Không ngờ em cũng có lúc dịu dàng như thế này. Nhớ lại lúc lần đầu tiên em lái Land Rover, kiêu ngạo hoành hành ở Thảo Nguyên, sao có thể nghĩ đến em và anh lại có ngày hôm nay? Em có thể ngay từ khi thấy em lần đầu tiên, anh đã bắt đầu có chủ ý xấu đối với em, chủ định đánh cắp trái tim em. Liên Nhược Hãm cũng học được bài đá bóng, lập tức đổ hết trách nhiệm lên đầu Hạ Tưởng. Không phải chứ. Hạ Tưởng tỏ vẻ cường điệu. Cực kỳ oan uổng, quả thật là em hủy sự trong sạch của anh. Anh là một người đàn ông đường đường chính chính, phóng khoáng tự nhiên, sao có thể làm loại việc lén lút như thế được? Sao lại không chứ? Đừng có dám làm không dám nhận. Liên Nhược Hãm vẻ mặt quật cường, nghiêm mặt nhìn thẳng vào Hạ Tưởng. Anh đã lợi dụng em rất nhiều lần, đừng tưởng rằng em không biết. Em chỉ thấy anh là đứa con nít xanh nên mới nhường anh xem anh chơi thế nào thôi, muốn xem anh có thể thông minh tới khi nào. Vậy có phải cho đến giờ anh vẫn thông minh không? Hạ Tưởng thấy khuôn mặt của Liên Nhược Hãm chìm trong dáng chiều, hiện lên một vẻ đẹp thánh khiết khiến người ta say mê, không kìm nổi xúc động cúi xuống hôn lên trán cô. Liên Nhược Hãm đỏ mặt, tuy nhiên vẫn đánh bạo nói. Có bản lĩnh thì hôn lên môi em này. Hôn môi là loại chuyện mà bất cứ người đàn ông nào cũng có bản lĩnh, Hạ Tưởng cũng không ngoại lệ. Hắn không chút do dự cúi xuống hôn, bỗng nhiên thấy mắt bị che, Liên Nhược Hãm nhảy sang bên cạnh, giơ tay ra chặn miệng Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cảm thấy trong miệng có cái gì đó, đưa tay lên bắt thì Liên Nhược Hãm đã nhảy tránh đi. Cái gì vậy? Hạ Tưởng cảm giác thấy miệng dinh dính. Còn có mùi thơm. Hắn giơ tay lên sờ xem, lại thấy tay toàn màu đỏ. Hắn hoảng sợ. Máu của ai? Nhưng hắn lập tức cảm thấy không đúng, máu không dính như vậy, cũng không thơm như vậy. Hắn liền bật đuổi theo Liên Nhược Hãm, vừa đuổi vừa hô. Đứng lại, đừng chạy. Đây là cái gì? Mau nói cho anh. Ngốc thế, là son môi. Liên Nhược Hãm chạy vào trong rừng cây, không thấy bóng dáng đâu cả. Em bôi son môi lên miệng anh làm gì? Hạ Tưởng khó hiểu, nếu muốn trêu ghẹo thì hẳn là nên dùng kẹo cao su gì đó chứ, sao lại cố tình dùng son môi? Bôi son vào mặt anh, cho anh không còn mặt mũi gặp người khác nữa. Biện pháp không tốt, anh rửa sạch ngay. Anh dám? Giọng nói uy hiếp của Liên Nhược Hãm truyền tới từ trong rừng. Em cũng bôi cả son lên người anh, nếu anh trở về tìm cô bé Lê, khẳng định sẽ không thể giải thích được. Em xấu quá đi mất, anh ăn mặc thế này làm sao ra khỏi cửa được chứ? Hạ Tưởng dở khóc dở cười. Không hề gì, tối nay em đưa anh đi chợ, mua cho anh mấy bộ mới. Bị lừa, hóa ra Liên Nhược Hãm đã tính toán kế hoạch từ trước. Hạ Tưởng đành phải nhận thua. Được rồi, hôm nay anh vốn không có tính toán gì. Em thì chỉ toàn nghĩ chuyện xấu thôi, quần áo mới cũng không cần mua đâu, tắm rửa qua là được. Liên Nhược Hãm xuất hiện từ sau một thân cây, vẻ mặt đắc ý. Anh tính kế em, chẳng lẽ em không thể tính kế anh một lần sao? Quần áo mới thì vẫn phải mua không được. Nếu anh không nghe lời, em xé nát hết quần áo trên người anh. Quá xấu đi, Hạ Tưởng giật mình nhìn Liên Nhược Hãm, phát hiện cô cười tinh nghịch, trông rất quyến rũ. Hắn liền nhào tới, ôm cô vào ngực. Xem anh xử lý em như thế nào đây? Liên Nhược Hãm cũng không dãy giụa, nương theo Hạ Tưởng. Hai người hôn nhau, môi vừa dính vào nhau, còn chưa kịp cảm giác gì đã nghe thấy giọng của Vệ Tân từ xa truyền tới. Tổng giám đốc Liên, có điện thoại. Liên Nhược Hãm đẩy Hạ Tưởng ra. Anh thật không có phúc. Hạ Tưởng giả vờ thở dài. Anh thật là may mắn, may mà không thất thân, không giữ được thân mình. Anh! Liên Nhược Hãm tức giận nhưng vẫn phải vội vàng chạy đi nghe điện thoại. Là Cao lão tìm Liên Nhược Hãm, nói là rất có thể thành phố Yến sẽ đề xuất di rời nhà máy dược và nhà máy thép trong mùa thu năm nay. Bởi vì nửa cuối năm nay,
quốc gia sẽ đưa ra chính sách tăng mạnh chỉnh đốn và cải cách đối với các công ty, xí nghiệp gây ô nhiễm môi trường lớn. Cái nhìn của Cao Lão là, tỉnh Yến là một tỉnh khá bảo thủ, từ trước tới giờ vẫn theo sát đường lối của quốc gia. Một khi chính sách của quốc gia thay đổi, tỉnh Yến khẳng định sẽ có phản ứng đầu tiên. Như vậy nhà máy thép và nhà máy dược thành phố Yến sẽ phải di rời theo chính sách của quốc gia, khẳng định sẽ được xếp hàng đầu tiên trong kế hoạch công tác của Ủy ban Nhân dân thành phố Yến. Tập đoàn Viễn Cảnh hẳn là nên sớm có chuẩn bị. Buông điện thoại, Liên Nhược Hạm trầm tư một lát, hỏi Hạ Tường. Ý của anh thế nào? Tất nhiên là phải sớm chuẩn bị thỏa đáng. Nếu chẳng may bị người khác đoạt trước chẳng phải là cốc mò cò sơi sao? Anh phỏng chừng tập đoàn Đà Tài đã nhìn chằm chằm mảnh đất ngon lành này, còn cả bất động sản Lĩnh Tiên cũng sẽ nhắm vào không biết chừng. Hạ Tường còn có một tầng lo lắng khác. Bước tiếp theo khả năng thị trưởng Trần sẽ tiếp nhận chức phụ bí thư. Nếu chẳng may lúc đó Ủy ban Nhân dân đổi một thị trưởng khác không nói chuyện được, vậy chúng ta sẽ rất bị động. Việc này không cần lo lắng. Có Phó Chủ tịch tỉnh Cao ở đây, chính là cần anh ta giải quyết phương diện phiền toái này. Hơn nữa lúc đó Tập đoàn Viễn Cảnh và Ủy ban Nhân dân thành phố Yến ký kết hiệp nghị khai phá công viên rừng rậm còn có một hiệp nghị phụ, chính là Tập đoàn Viễn Cảnh có quyền ưu tiên khai phá đối với mảnh đất của nhà máy thép và nhà máy dược. Liên Nhược Hạm cũng không coi việc này là quan trọng, có lẽ từ nhỏ tới lớn cô đều luôn thuận buồm xuôi gió, cũng có lẽ cô không biết sự tình trong quan trường có thể thay đổi trong nháy mắt. Ủy ban Nhân dân ký kết hiệp nghị nhưng hiệp nghị đó cũng có thể trở thành tờ giấy vụn bất cứ lúc nào. Quên đi, việc này cũng không cần cô quan tâm nhiều, Hạ Tưởng nghĩ thầm, đến lúc đó có biến hóa gì, hắn cứ âm thầm giúp cô chu toàn từng bước đi là được. Trước kia cô đã giúp mình nhiều, giờ mình giúp lại cô cũng là lẽ bình thường. Hơn nữa, với quan hệ hiện tại không phân rõ trắng hay đen của hai người, người này giúp người kia kỳ thật cũng tương đương tự giúp mình. Vừa lúc Hạ Tưởng muốn nói với Liên Nhược Hạm về đề nghị của Mã Vạn Chính, tuy nhiên có Vệ Tân ở một bên. Hắn không muốn để Vệ Tân nghe thấy liền nói. Vệ Tân, thời tiết bên ngoài rất tốt, sao em không ra ngoài tản bộ? Không đi. Vệ Tân rất kiên quyết nói. Em đi một mình chẳng có gì thú vị, thà nói chuyện với Tổng Giám Đốc Liên còn hơn. Này, không phải anh muốn đuổi em đi đấy chứ? Ngại em làm kỳ đà cản mũi hả? Hạ Tưởng rất thành khẩn gật đầu nói. Anh và Nhược Hạm có việc quan trọng cần nói. Nếu em có thể lên lầu thì chính là một cô bé ngoan. Vệ Tân không nói hai lời, quay người đi lên lầu, lại không quên ngoái đầu xuống cười với Liên Nhược Hạm. Em ở trên lầu, Tổng Giám Đốc Liên có tình huống gì khẩn cấp cứ ho khan một tiếng là được. Hạ Tưởng bất đắc dĩ lắc đầu, chờ khi bóng dáng Vệ Tân biến mất mới nói. Gần đây tình hình Vệ Tân không tồi, xem ra thương tâm đã trở thành quá khứ. Liên Nhược Hạm cười đáp. Cuộc sống gian khổ đối với cô ấy chỉ là quá khứ vừa mới qua, có lẽ về sau còn có thể có chuyện thương tâm khác lại đến. Chỉ mong không phải do anh gây ra. Hạ Tưởng vội vàng chuyển đề tài. Công viên rừng rậm có thể trích ra một mảnh đất chuyên dùng để xây trại an dưỡng và trung tâm hội nghị. Thành phố Yến hình như còn chưa có trại an dưỡng, một khi xây dựng lên chắc chắn là có thị trường. Hơn nữa tỉnh Yến và thành phố Yến đều có rất đông các cơ quan nhà nước. Hàng năm tổ chức các hội nghị nhiều không đếm xuể. Nếu ở đó xây dựng một trung tâm hội nghị có phong cảnh yên tĩnh, thanh bình, mọi người tới họp sẽ được tĩnh tâm, sẽ cảm thấy khoái trá, tiêu tiền cũng vẫn sướng. Đồng thời còn có thể mượn cơ hội các vị lãnh đạo đến công viên rừng rậm an dưỡng và dự họp, tạo quan hệ hợp tác tốt đẹp với tập đoàn Viễn Cảnh. Liên Nhược Hạm chăm chú lắng nghe Hạ Tưởng nói, sau đó nghiêng đầu suy nghĩ. Ý kiến hay! Em sẽ cho nhân viên liên quan của tập đoàn viết báo cáo khả thi. Còn nữa, Phó Chủ tịch tỉnh Mã muốn làm quen một chút với Tổng Giám Đốc Tập đoàn Viễn Cảnh, không biết Tổng Giám Đốc Liên có hân hạnh làm quen hay không? Ý của anh thế nào? Hôm nay Liên Nhược Hạm dịu dàng khác thường, không hề có câu nói phản bác nào, thái độ ngoan ngoãn ngoài dự đoán. Làm quen một chút luôn tốt mà. Hạ Tưởng không giải thích nhiều. Theo anh quyết định, Liên Nhược Hạm nói xong. Lại ghé sát lại, ôm lấy cánh tay Hạ Tưởng. Mình không nói chuyện công việc được không? Hôm nay em chỉ muốn im lặng ở cùng một chỗ với anh thôi. Hạ Tưởng liền véo mũi cô. Anh luôn cảm thấy em có mưu ma trước quỷ gì đó. Nói mau, trước hết phải tiết lộ cho anh, đỡ cho anh phải lo lắng trong lòng sẽ bị em làm hại. Anh chẳng có tiến bộ gì cả. Liên Nhược Hạm biến đổi sắc mặt,
đứng dậy, đi vòng vo hai vòng. Chẳng phải người ta vẫn nói, trai gái yêu nhau thì người chịu thiệt vĩnh viễn là con gái sao? Anh đã không phải chịu thiệt, anh còn sợ cái gì? Hạ Tưởng nói với vẻ chân thành. Anh cũng không muốn để em chịu thiệt. Liên Nhược Hàm cười tươi như hoa. Vậy tối nay mình ở cùng nhau được không? Được. Hạ Tưởng đáp không chút do dự. Liên Nhược Hàm cười vui vẻ khác thường. Xem như anh có tâm, nhận lời rất nhanh chóng. Được rồi, chúng ta đi chợ chơi đi. Hạ Tưởng gật đầu, lại lấy di động ra. Để anh gọi điện thoại cho cô bé Lê đã. Cũng đúng, nói với cô ấy một tiếng là anh không quay lại. Tuy nhiên, Liên Nhược Hàm nheo mắt. Anh phải nghĩ lý do thật tốt, đừng để cô ấy nghi ngờ mình ở cùng một chỗ. Nối thông điện thoại, Hạ Tưởng giả vờ uy nghiêm ho khan một tiếng. Cô bé Lê, em đang làm gì? Đang xem tivi hả? Sao em không học tập cho tốt mà xem tivi cái gì? Nhớ kỹ, tối học đến 8 giờ rưỡi, sau đó nghỉ ngơi nửa giờ, 9 giờ thì lên giường ngủ. Nghe thấy chưa, anh có việc không quay về, em nói với bác Tào để bác an tâm. Để bác Tào an tâm có hàm nghĩa gì thì Hạ Tưởng không nói rõ, tin rằng bác Tào cũng có thể đoán được một phần. Tuy nhiên cô bé Lê cũng rất ngoan ngoãn, không hề hỏi hắn làm gì bên ngoài, chỉ có điều lúc sắp cắt điện thoại thì cô đột nhiên nói một câu. Đừng làm gì để em lo lắng, được không? Lo lắng cái gì, là lo lắng cho an toàn của hắn hay là có ám chỉ gì khác? Dù sao lời cô nói khiến cho mình đoán, cho lòng mình tự hiểu là được. Hạ Tưởng ngứa ngáy trong lòng, có cảm giác muốn ôm cô vào lòng mà ra sức yêu thương. Cô thông minh mà ngoan ngoãn, có đôi khi thông minh hơi tinh quái, có đôi khi lại mềm dịu khiến người ta thương tiếc. Tóm lại, lúc nào cô cũng nắm được lòng người, khiến hắn không thể kìm nổi sinh ra lòng yêu thương đối với cô. Liên Nhược Hàm khó hiểu hỏi. Em đoán anh biết cô bé Lê chắc chắn sẽ không hỏi nhiều xem anh ở đâu, ở cùng ai. Vậy anh gọi điện thoại như vậy chỉ sợ có dụng ý khác phải không? Hạ Tưởng liền cười. Đoán đúng rồi, anh chỉ khiến cô ấy an tâm mà ở lại nhà thôi, sợ rằng nếu chẳng may cô ấy hứng thú lại muốn đi chợ vào buổi tối, sau đó gặp chúng ta, vậy lúc đó em nói nên như thế nào? Đàn ông các anh thật là xấu, trời sinh đã là người xấu chuyên lừa gạt phụ nữ. Liên Nhược Hàm oán giận nói, nhưng chỉ chớp mắt rồi lại mỉm cười. Kỳ thật cũng không trách đàn ông các anh hư hỏng, đều là do phụ nữ bọn em dung túng tạo ra. Nếu không phải là em đi với anh làm gì có cơ hội hư hỏng chứ? Tuy nhiên nếu thật sự gặp cô bé Lê, em sẽ nói, này, sao tình cờ khéo vậy? Em cũng đi dạo phố à? Có mang bạn trai đi không? Chị vừa nhặt được một, tiện thể tặng cho em luôn, thích không? Hạ Tưởng khoát tay. Không buồn cười, em phải nói, rất xin lỗi cô bé Lê, chị thật sự không cố ý, là Hạ Tưởng cố tình ép chị. Liên Nhược Hàm không hề cười chút nào, đột nhiên thở dài nói. Nếu anh bức em thì tốt rồi, ít nhất em cũng không có cảm giác mâu thuẫn và áp lực như bây giờ. Chính em mới là kẻ tự lao đầu vào chỗ chết mới đúng. Hạ Tưởng và Liên Nhược Hàm vừa đi, Vệ Tân liền lén lút từ trên lầu xuống, vỗ ngực nói. Buồn nôn quá. Thú vị quá, rối rắm quá. Ôi, thật sự là tình cảm phức tạp, nói không hết ân oán yêu hận, nói không hết vui buồn nhân gian. Tuy nhiên Hạ Tưởng thật là có sức hấp dẫn, mình sẽ không thích anh ấy đấy chứ. Quên đi, anh ấy đã phong lưu không ít, mình không thể trêu vào anh ấy được nữa. Theo sự điều khiển của Liên Nhược Hàm, Hạ Tưởng gần như đi mấy vòng quanh mấy khu chợ lớn của thành phố Yến. Hắn bị ai phát hiện? Hắn sống ở thành phố Yến nhiều năm như vậy nhưng lại không quen thuộc với các chợ ở đây bằng Liên Nhược Hàm mới chỉ tới thành phố Yến không đến một năm. Phụ nữ quả nhiên là động vật yêu vật chất bẩm sinh. Liên Nhược Hàm không nhớ rõ hết đường phố ở thành phố Yến nhưng lại nhớ rõ ràng tầng mấy bán quần áo lót nam, tầng mấy bán quần áo lót nữ, thậm chí thương hiệu nào ở góc nào cũng không hề sai, khiến hắn rất cảm thán, nếu phụ nữ đem một nửa tâm tư dạo phố này vào công việc thì khẳng định họ đúng là chiếm một nửa bầu trời. Đương nhiên, Liên Nhược Hàm còn xem như kẻ cuồng mua sắm. Cô mua đồ rất có tính mục đích, trực tiếp hỏi mua gì mua xong là đi, không bị những thứ khuyến mại linh tinh khác hấp dẫn. Có rất nhiều phụ nữ đi chợ có lẽ chỉ để mua một cái áo lót nhưng kết quả là sau khi đi dạo một vòng lại mua cả một bộ quần áo đầy đủ. Liên Nhược Hàm mua cho Hạ Tưởng 3 bộ quần áo, từ tất, quần đến áo, không thứ nào không phải là hàng xịn, kể cả đồ lót. Cô thoải mái lựa chọn thay cho Hạ Tưởng.
không hề thẹn thùng khiến nhân viên phục vụ ở bên cạnh phải liên tục khen bạn gái của Hạ Tưởng vừa xinh đẹp và tốt tính. Hạ Tưởng chỉ cười ha hả không ngừng. Trên đường trở về, Hạ Tưởng hỏi. Em mua nhiều quần áo cho anh như vậy, anh mặc thế nào cho hết? Liên Nhược Hạm nói. Anh mặc một bộ là được, còn lại hai bộ anh cứ để ở nhà, chờ khi nào anh đến ở còn có đồ mà thay. À, sống chung trước hôn nhân. Hạ Tưởng kinh hãi. Sống chung thì sống chung, ai sợ ai. Liên Nhược Hạm tùy hứng nói, liếc mắt nhìn Hạ Tưởng, trong mắt đầy vẻ khiêu khích. Hạ Tưởng liền thua. Cái này, em là con nhà quyền quý danh môn, sao có thể vô danh vô phận ở cùng với một kẻ tay trắng như anh chứ, đúng không? Không có can đảm gì cả, đừng tìm lý do, nói nghe thật đáng ghét. Liên Nhược Hạm vừa yêu vừa hận Hạ Tưởng. Vậy anh còn đồng ý tối nay ở cùng với em không? Ở cùng với nhau cả đêm và sống chung với nhau là hai việc khác nhau. Em không nói là sống chung với anh, dù sao cũng đã có phòng dự bị cho anh, có thêm mấy bộ quần áo cũng không là gì, đúng không? Liên Nhược Hạm cao giọng lên không ít. Hạ Tưởng đành phải ra vẻ tập trung lái xe. Trở lại Liên Cư, Hạ Tưởng trở về phòng tắm rửa. Biệt thự ba tầng rất rộng, vệ tân chỉ lộ diện khi mở cửa, sau đó trốn ở trong phòng không ra. Hiển nhiên là sợ quấy rầy chuyện tốt của hai người. Liên Nhược Hạm về phòng mình, tắm rửa xong liền thay một bộ áo ngủ bằng tơ lụa, sau đó đi tới phòng Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cẩn thận đánh giá cô vài lần, cười xấu xa. Mặc áo ngủ trông rất đẹp, không mặc áo ngủ có lẽ còn đẹp hơn. Liên Nhược Hạm liền nhẹ nhàng cởi bỏ một chiếc cúc. Vậy em cởi, được không? Tim Hạ Tưởng lập tức đập nhanh hẳn lên. Cái này... Anh nói ở cùng một chỗ chính là ý tứ thuần khiết chứ không hề có ý tưởng tà ác nào đâu. Vậy em cố ý quyến rũ anh có ý tưởng gì? Liên Nhược Hạm lại cởi chiếc cúc thứ hai, còn cố ý tắt đèn. Em lấy chính mình làm quà tặng sinh nhật cho anh, được không? Giọng cô dịu dàng, nhẹ nhàng đầy quyến rũ, có một sức hút không nói nên lời làm người ta kích động tâm thần. Ánh đèn mờ nhạt bên ngoài chiếu vào phòng. Lại có từng trận gió nhẹ thổi tới khiến bức rèm rung lên như mộng như ảo. Người ta thường nói dưới đèn ngắm mỹ nhân khiến vẻ đẹp càng thêm lung linh. Cho dù Hạ Tưởng có sức trấn tĩnh hơn người cũng không chịu nổi cảnh hương diễm trước mặt và sự khiêu khích nửa thật nửa giả của Liên Nhược Hạm. Hắn không tránh khỏi hơi kích động. Được rồi, ngày lành cảnh đẹp không thể sống uổng. Hôm nay anh cứ tóm lấy em, cho dù ngày mai có phiền toái bằng trời cũng là việc của ngày mai. Hắn tiến tới ôm lấy Liên Nhược Hạm, bế cô đặt lên giường, sau đó vội vàng cởi quần áo, lại lên giường cởi quần áo của Liên Nhược Hạm. Kỳ thật Liên Nhược Hạm chỉ là cố ý trêu đùa Hạ Tưởng, nghĩ là hắn không dám. Vừa thấy Hạ Tưởng thật sự làm, cô không khỏi kinh hãi. Chờ một chút được không? Mình thương lượng lại. Thương lượng cái gì? Anh đang bóc quà sinh nhật, tặng quà cho người khác rồi, chẳng lẽ có thể đòi lại à? Hạ Tưởng kích động nói. Lần thứ hai bị Liên Nhược Hạm trêu đùa, làm đàn ông không thể để bị uất ức như vậy. Nếu để thêm lần nữa, không biết chừng hắn sẽ hình thành chướng ngại tâm lý trước mặt Liên Nhược Hạm. Liên Nhược Hạm đã bị Hạ Tưởng cởi áo, hai tay cô tóm chặt quần lót, cầu xin. Chờ một chút, nghe em nói một câu được không? Hạ Tưởng ngồi trên người Liên Nhược Hạm, dừng tay hỏi. Nói cái gì, không phải gan em rất lớn sao? Hôm nay anh và em so xem gan ai lớn hơn? Ai sợ chứ? Liên Nhược Hạm cao giọng nhưng sau đó lại cúi đầu nói. Em nghe nói sẽ rất đau, em sợ đau. Yêu một người con gái thì phải tôn trọng cô, trân trọng cô, chăm lo tới tâm tình của cô. Hạ Tưởng chậm rãi vuốt ve khuôn mặt Liên Nhược Hạm, nói. Anh hiểu, kỳ thật em chưa hoàn toàn chuẩn bị tốt, anh lại cho em một thời gian, được không? Liên Nhược Hạm ra sức gật đầu. Chờ khi em suy nghĩ thật kỹ, hạ quyết tâm. Chúng ta lại đến. Được không? Hạ Tưởng cười vẻ bất đắc dĩ. Quá tam ba bận, nếu lần thứ ba mà vẫn không thành công, anh chỉ sợ về sau sẽ có chướng ngại tâm lý trong lòng. Có chướng ngại tâm lý thì sao? Liên Nhược Hạm mở to mắt tò mò nhìn hắn, trong bóng tối mắt cô lấp lóe dưới ánh sáng mờ mờ. Hạ Tưởng nói không nên lời, đành phải cưỡng chế kích động trong lòng, nhảy xuống giường, đi lòng vòng trong phòng, lại chống đẩy mấy chục cái. Lúc này mới cảm giác hơi bình ổn lại một chút. Anh làm gì thế? Dập tắt lửa dục. Có phải rất khó chịu không? Hơi hơi. Xứng đáng.
Liên Nhược Hạm rốt cục mỉm cười đắc ý, sau đó nhanh chóng mặc quần áo, đẩy cửa đi ra. Anh cứ chờ cơ hội lần thứ ba đi, khẳng định sẽ có. Tối nay cứ nằm mơ mộng đẹp đi. Còn yêu quái hơn cả yêu tinh, còn yêu nghiệt hơn cả yêu quái. Hạ Tưởng nằm ôm gối, lăn qua lộn lại gần như không thể ngủ được. Trong lòng hắn cũng không biết là tức gì Hạ Tưởng gây ra ác mộng cho mình hay là tự cảm thấy đáng thương vì quen nhiều mỹ nữ nhưng lại chỉ có thể nhìn mà không thể ăn. Vừa nghĩ tới bác Tào thật sự phải tới thành phố Bảo, Tào gia sẽ do hắn chiếu cố, hắn và cô bé Lê sẽ gia tăng nhiều cơ hội, còn có thể bắt lấy cô bé bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, Liên Nhược Hạm đã nói, trước khi cô giao mình cho hắn, không cho phép hắn bắt cô bé Lê. Hạ Tưởng lại ủ rũ, nghĩ kỹ lại chuyện xảy ra hôm nay, hắn càng thêm kết luận khẳng định là Liên Nhược Hạm cố ý làm hại hắn. Một mặt là không thể giải thích được với gia tộc, về phương diện khác thì cũng là cố tình không cho hắn dính vào cô bé Lê. Cô không cho hắn đành phải hết lòng tuân thủ hứa hẹn, không được phát sinh chuyện gì với cô bé Lê trước cô. Thật là số khổ, Hạ Tưởng lăn qua lộn lại, mãi mới ngủ lúc nào không biết. Hôm sau là chủ nhật. Tuy rằng Liên Nhược Hạm không cho hắn nhưng lại quấn quýt lấy hắn, không cho hắn đi. Hạ Tưởng không chịu nổi cô cầu xin, lại đồng ý ở với cô nửa ngày nữa, không ngờ vừa quá 9 giờ, Tống Chiêu Độ lại gọi điện thoại tới. Tống Chiêu Độ chủ động gọi điện thoại cho hắn khiến Hạ Tưởng giật mình, nghĩ đã xảy ra đại sự gì, vội vàng nghe điện thoại. Thì ra Tống Nhất Phàm thi học kỳ xong, nghỉ ở nhà, nhàn rỗi không có việc gì thì nhớ tới Hạ Tưởng lâu rồi không tới chơi với cô. Liền muốn Tống Chiêu Độ gọi điện thoại bảo Hạ Tưởng tới. Tống Chiêu Độ sao có thể đồng ý? Hạ Tưởng đang ở huyện An mà không phải ở thành phố Yến. Hơn nữa, Hạ Tưởng cũng không có nghĩa vụ dỗ con gái thay cho ông ta, bởi vậy Tống Chiêu Độ vẫn không gọi điện thoại. Hôm nay Tống Nhất Phàm nổi giận, nói nếu Hạ Tưởng không đến thăm cô phải đi nắm tay một đứa con trai khác. Tống Chiêu Độ sốt ruột mới vội vàng gọi điện thoại cho Hạ Tưởng. Tiểu Hạ, có thời gian thì tới nhà tôi ngồi một chút. Gần đây không gặp mặt, muốn tâm sự với cậu. Tống Chiêu Độ tạm dừng một chút, lại bổ sung một câu. Nhất Phàm cũng muốn gặp cậu. Hạ Tưởng cũng muốn gặp Tống Chiêu Độ. Vốn hắn đã nghĩ thông qua Lý Đình Sơn để gặp mặt Tống Chiêu Độ bởi vì có một số việc cần phải gặp mặt trực tiếp nói chuyện mới được. Nhưng nếu Tống Chiêu Độ đã gọi điện thoại tới, vậy hắn liền thuận thế đồng ý. Vừa lúc tôi đang ở thành phố Yến. Nửa giờ nữa tôi sẽ tới. Liên Nhược Hạm tuy rất tùy hứng nhưng chưa bao giờ ngăn cản Hạ Tưởng làm công việc, liền vẫy tay từ biệt Hạ Tưởng. Khi quay về huyện An nhớ gọi điện thoại cho em. Quên đi, gọi hay không tùy anh, nhưng đừng quên an ủi cô bé Lê là được. Cũng may, Liên Nhược Hạm vẫn quan tâm tới cô bé Lê. Tuy rằng xuất thân của cô rất tốt, điều kiện rất cao nhưng dù sao cũng là cô bé Lê quen với Hạ Tưởng trước, cô và cô bé Lê lại chơi thân với nhau. Cho nên khó tránh khỏi cảm thấy mình bị đối lý. Không bao lâu Hạ Tưởng đã tới nhà Tống Chiêu Độ, vừa dừng xe xong, đã thấy Tống Nhất Phàm từ bên ngoài đi vào, vừa thấy hắn liền kinh ngạc kêu lên. Hạ ca ca, anh lại phơi nắng đen thui rồi. Tống Nhất Phàm mặc váy ngắn, bên trên là áo đồng phục học sinh, lộ ra cặp đùi trắng mịn. Xét trong những cô gái mà Hạ Tưởng đã gặp, cô quả thật là người trắng nhất, trắng mịn như phấn điêu ngọc mài vậy. Kỳ thật Hạ Tưởng cũng không phải quá đen, tuy nhiên nếu đặt bên cạnh Tống Nhất Phàm thì quả thật tạo thành hình ảnh tương phản mãnh liệt. Hạ Tưởng bất đắc dĩ cười nói. Không phải là anh đen mà là em quá trắng. Da của em sao tốt vậy? Thời tiết nắng nóng như thế, vậy mà không hề đen chút nào. Tống Nhất Phàm hừ một tiếng. Đừng có nói lời vô dụng, em cũng không thèm để ý tới anh. Vì sao thế? Hạ Tưởng trêu cô. Gần đây anh không gặp em. Khẳng định cũng không làm gì để em giận. Đúng là bởi vì anh không đến gặp em cho nên em mới giận. Tống Nhất Phàm bĩu đôi môi nhỏ nhắn, bất mãn lườm Hạ Tưởng mấy lần, nói. Lớp em có một nam sinh rất đáng ghét, luôn viết thư cho em, nói muốn làm anh trai của em. Em nói với hắn là em đã có anh trai rồi, hắn vẫn không tin, muốn chính mắt thấy mới được. Anh nói em có anh trai hay không thì liên quan gì tới hắn chứ? Thật là... Tống Nhất Phàm sắp lên trung học, kỳ thật cũng coi như thiếu nữ. Học sinh mới cấp 2 mà đã bắt đầu yêu cũng không phải là ít. Hạ Tưởng liền khuyên cô. Nam sinh tỏ vẻ thích nữ sinh cũng là hiện tượng bình thường. Tuy nhiên hiện tại tầm mắt em còn rất hạn hẹp, nếu thích một người chỉ có thể chứng minh ánh mắt hiện tại của em.
Có lẽ chờ sau khi em lên đại học mới phát hiện, hóa ra những người ưu tú hơn thì phải chờ càng lớn lên mới có thể biết được. À, cách nói của anh khá kỳ quái. Vì sao không thể sớm biết những người ưu tú chứ? Đạo lý rất đơn giản. Học sinh tiểu học có số lượng nhiều nhất, sau đó tới cấp 2, cấp 3, thậm chí đại học, tầng tầng chọn lọc, tầng tầng đào thải, tự nhiên là càng về sau càng ít người hơn nhưng cũng càng ưu tú hơn. Hạ Tưởng bỗng nhiên có cảm giác mình có năng khiếu làm thầy giáo, bản lĩnh dụ dỗ trẻ nhỏ cũng là hạng nhất. Em hiểu rồi, ý của Hạ ca ca là để em chờ thêm một chút. Về sau lên đại học càng có nhiều nam sinh ưu tú cho em lựa chọn, đúng không? Tống Nhất Phàm cười giảo hoạt. Ý tứ đúng là như vậy, nhưng cô nói cũng hơi cường điệu hóa quá. Hạ Tường cũng chỉ có thể gật đầu miễn cưỡng đồng ý. Đạo lý cũng không khác biệt lắm. Cũng không đúng, không phải là em đã quen anh rất sớm đó sao? Chẳng phải là anh rất ưu tú đó sao? Tống Nhất Phàm nháy mắt, dáng vẻ đắc ý vô cùng đáng yêu. Chẳng lẽ anh không thừa nhận mình là một người đàn ông ưu tú? Không phải Hạ Tưởng không rõ mà thật sự là thế giới này biến hóa quá mau. Sao bất kể là Tào Thù Lê hay Liên Nhược Hạm, thậm chí là còn ít tuổi như Tống Nhất Phàm đều là những cô gái thông minh, tinh quái như vậy chứ? Hạ Tưởng liền sờ mũi. Anh cũng không tính là quá ưu tú chứ. Về sau chắc chắn em sẽ gặp những người đàn ông còn ưu tú hơn anh rất nhiều. Tống Nhất Phàm chắp tay sau lưng đi lên lầu. Cô đi phía trước Hạ Tưởng, eo nhỏ, mông đầy đặn, chân dài, đúng là độ tuổi như hoa như ngọc, đã bắt đầu lộ ra vẻ xinh đẹp và phong thái của một thiếu nữ thanh xuân. Hạ Tưởng vừa ngẩng đầu lên liền đập ngay vào mắt lại những đường cong duyên dáng ở cái eo nhỏ và cặp mông đầy đặn của cô. Chương 252, nói chuyện sâu sắc với Tống Chiêu Độ. Con gái tới 15, 16 tuổi đã bộc lộ hơi thở thanh xuân, vậy mà con trai 15, 16 tuổi lại là lúc vô tâm, vô tính nhất. Bởi vậy đối với một cô gái luôn có ánh mắt rất cao như Tống Nhất Phàm, hơn nữa cô lại luôn ở lâu với bố, rất yêu thương và ngưỡng mộ bố mình, dần dần hình thành quan điểm có thiện cảm với người đàn ông thành thục, trưởng thành cũng là chuyện bình thường. Tống Nhất Phàm đi phía trước nói. Sự tình về sau ai dám khẳng định chứ, đúng không? Anh ở phía sau, cũng đừng có mà nhìn loạn. Hạ Tưởng choáng, hắn là một thằng thanh niên hơn 23, 24 tuổi. Lại bị một cô bé mới 15 tuổi nói đừng nhìn loạn, quả thật khó tránh khỏi hơi bất mãn. Cô em bao nhiêu tuổi mà tư tưởng đã phức tạp như vậy? Anh có mấy bạn gái, mỗi người đều dáng đẹp, mặt xinh. Bình thường anh đi bên ngoài chưa bao giờ cần phải nhìn cô gái khác, biết chưa? Tống Nhất Phàm lại cười tinh nghịch. Mạnh mồm, đàn ông đều là lòng tham không đáy, đều chỉ lo thân mình, chỉ thích thê thiếp thành đàn. Đừng nghĩ em còn nhỏ không biết gì. Em rất hiểu đàn ông. Hạ Tưởng toát mồ hôi hột. Hiện tại con gái trưởng thành sớm ghê, chẳng những thành thục sớm về sinh lý mà ngay cả tâm lý cũng thành thục sớm tới đáng sợ. Hắn vội tìm một đống lý luận giảng cho Tống Nhất Phàm nghe, không ngờ còn chưa nói được mấy câu thì Tống Nhất Phàm đã giơ một ngón tay lay động trước mặt hắn. Đạo lý lớn thì em hiểu, cũng không cần anh phải giảng cho em nghe. Hiểu là một chuyện nhưng có thể nghe theo hay không lại là một chuyện khác. Hạ Tưởng lắc đầu. Hắn phát hiện mình càng ngày càng không hiểu Tống Nhất Phàm. Tống Chiêu Độ đang ngồi trong phòng đọc sách. Tới đây vài lần rồi nên Hạ Tưởng cũng không gò bó nhiều lắm trước mặt Tống Chiêu Độ. Tống Chiêu Độ cũng không khách sáo với hắn, gật đầu nói. Vào đây, ngồi đi. Tống Nhất Phàm đi vào phòng trong, như một cô gái cực kỳ ngoan ngoãn, rót nước cho hai người, trước khi đi còn không quên nháy mắt với Hạ Tưởng, ý là em giả vờ có giống không? Hạ Tưởng chỉ mỉm cười bất đắc dĩ. Hiện tại so sánh với Tào Thù Lê và Liên Nhược Hạm, chẳng những con gái càng ngày càng cởi mở, càng ngày càng to gan, hơn nữa càng dám nói dám làm. Nếu so sánh với thế hệ trước coi như bảo thủ và quy củ thì thế hệ này có thể gọi là phản nghịch, toàn toàn không hề kiêng nể bất cứ điều gì. Tuy nhiên mặc kệ là phản nghịch hay không kiêng nể, cuối cùng kỳ thật cũng chỉ là tự làm tổn thương bản thân. Tống Nhất Phàm nói xuống dưới lầu đi dạo. Thật ra tôi nghĩ nó muốn chờ cậu. Nó không gây phiền toái gì cho cậu đấy chứ. Tống Chiêu Độ buông quyển sách, uống một ngụm nước. Không ạ, tôi cảm giác Tiểu Phàm đã trưởng thành không ít, cũng khá biết điều. Hạ Tưởng thành thật đáp, hắn cũng biết rõ, hình thể quả thật là lớn lên, cũng hiểu sự việc hơn, tuy nhiên cũng vẫn còn rất nhiều việc chưa thể hiểu được. Tống Chiêu Độ chỉ nhắc tới Tống Nhất Phàm một câu, sau đó lại nói tới vấn đề quan trường.
Cuối cùng Sử lão cũng gật đầu, sẽ ra mặt giúp tôi nói chuyện. Nếu hết thảy thuận lợi, trước cuối năm nay, tôi sẽ trở thành một trong 8 phó chủ tịch tỉnh của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tuy rằng không phải là ủy viên thường vụ nhưng vẫn là cấp bậc phó tỉnh, nhưng trên cơ bản tương đương để đó không dùng. Lúc này lên làm phó chủ tịch tỉnh cũng coi như đi một bước nhỏ. Đây là lần đầu tiên Tống Chiêu Độ chủ động nhắc tới vấn đề chính trị với Hạ Tưởng. Từ lời nói của ông ta, Hạ Tưởng có thể nghe được một tia bất đắc dĩ và cảm thán. Nhớ lại kiếp trước, sau khi Cao Thành Tùng rơi đài, trên Bắc Kinh hạ kết luận đối với y là thương tổn nghiêm trọng đến tình cảm của nhân dân tỉnh Yến. Hiện tại xem ra những lời này đúng là thật không sai chút nào. Hạ Tưởng do dự một chút, không biết nên mở miệng nhắc tới những lời của Phó Chủ tịch tỉnh Mã đã nói như thế nào. Hiện tại Phó Chủ tịch tỉnh Mã là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, có quyền lên tiếng trong những sự tình trọng đại nhưng lại không có quyền quyết định. Tuy nhiên Phó Chủ tịch tỉnh Mã cũng là người đã lăn lộn trong quan trường nhiều năm, cũng không phải người nói ra rồi để đó. Ông ta cố ý muốn nhắc Tống Chiêu Độ vận động vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ, có lẽ trong lòng đã có tính toán. Trưởng ban Tống, cũng là trong tỉnh ủy nhưng ban tổ chức cán bộ hình như quyền cao chức trọng hơn. Nếu trưởng ban Tống làm trưởng ban tổ chức cán bộ, hơn nữa còn có thêm danh hiệu ủy viên thường vụ, vậy sẽ khó khăn hơn so với phó chủ tịch tỉnh nhiều không? Hạ Tưởng thật cẩn thận hỏi. Tống Chiêu Độ hơi ngẩn người, ông cầm cốc trà nửa ngày không buông, cứ thế nâng trên không, ngơ ngẩn nhìn Hạ Tưởng hồi lâu, bỗng nhiên mỉm cười. Hạ Tưởng, gan cậu còn lớn hơn cả gan tôi đó. Không phải ủy viên thường vụ thì chỉ cần vận động ở tỉnh là được, Bắc Kinh sẽ không can thiệp. Nhưng chỉ cần là ủy viên thường vụ, nhất định phải được thông qua cả ở tỉnh lẫn Bắc Kinh mới được. Để Bắc Kinh thông qua thì tôi lại cảm thấy vấn đề không lớn. Nhưng thanh âm phản đối từ tỉnh lại rất lớn, tối thiểu là một cửa bí thư cao là không qua được. Nói đến mức này, Hạ Tưởng liền nhân thể hỏi. Vì sao bí thư cao lại có thành kiến lớn như vậy với ngài vậy? Việc này chỉ sợ cũng là tính cách không hợp hoặc là nhìn không vừa mắt. Tống Chiêu Độ thản nhiên cười. Bí thư cao tự cao là có chỗ dựa cứng rắn, mạnh mẽ, chỉ cần là người nhìn không vừa mắt liền để đó không dùng hoặc gây khó dễ. Tôi còn may. Nếu không ổn với ông ta, liền cách ông ta thật xa, không tự rước nhục vào mình đi nịnh bợ ông ta. Có một giám đốc sở bị bí thư cao nhìn không vừa mắt, nghe nói bí thư cao cố ý muốn động mình, vội vàng tìm bí thư cao tỏ vẻ trung tâm. Kết quả ngược lại, lễ vẫn thu nhưng chức quan vẫn bị rút, suýt nữa khiến hắn ta chết vì tức uất. Tống Chiêu Độ cười ha hả mấy tiếng, lại nói tiếp. Tiểu Hạ, những lời cậu vừa nói không phải là vô tình đấy chứ? Tôi biết cậu vẫn nói chuyện khá cẩn thận, có phải nghe được phong thanh gì không? Nghĩ đến sau này Tống Chiêu Độ sẽ có cơ hội tiếp xúc với Mã Vạn Chính, hiện tại mình chính là một cây cầu nối, hơn nữa lời nói của Mã Vạn Chính lúc đó chắc chắn là cố ý, Hạ Tưởng cũng không giấu giếm nữa, nói thẳng luôn. Ngài đoán đúng rồi, Phó Chủ tịch tỉnh Mã nhờ tôi chuyển lời tới ngài. Mã Vạn Chính, Tống Chiêu Độ rõ ràng là giật mình kinh ngạc. Không nghe nói cậu có quan hệ hay quen biết gì với Phó Chủ tịch tỉnh Mã cả. Tiểu Hạ, rốt cục là xảy ra chuyện gì? Phó Chủ tịch tỉnh Mã muốn nói gì? Tống Chiêu Độ rốt cục lộ ra vẻ khẩn trương và kinh ngạc. Hạ Tưởng nghĩ, bất cứ ai cũng không thể có bản lĩnh tuyệt đối bất động như núi. Nói chung, khi gặp phải vấn đề lớn liên quan tới lợi ích bản thân thì bất cứ kẻ nào cũng đều khó tránh khỏi biến đổi sắc mặt. Quan hệ qua một người bạn. Hạ Tưởng không nói tỉ mỉ. Cũng không thể nói rõ ra được. Hắn nhắc lại lời của Mã Vạn Chính. Phó Chủ tịch tỉnh Mã nói, ngài vận động vị trí Phó Chủ tịch tỉnh là chuyện tốt, nhưng bước chân đi như vậy hơi ngắn một chút, kỳ thật có thể bước lớn hơn nữa. Ông ta không nói rõ, tuy nhiên vị trí quan trọng trên tỉnh còn trống có khả năng nhất chính là chức trưởng ban tổ chức cán bộ. Ừ, Tống Chiêu Độ trầm ngâm một lát, hiển nhiên là muốn tiêu hóa một chút tin tức quan trọng bất ngờ này. Một lát sau, ông ta hỏi lại Hạ Tưởng. Cậu có biết lai lịch của Phó Chủ tịch tỉnh Mã không? Hạ Tưởng lắc đầu. Không biết, trước kia chưa bao giờ để ý tới ông ta. Quê quán Phó Chủ tịch tỉnh Mã ghi rõ trong lý lịch là người Bắc Kinh, tuy nhiên theo tôi quan sát, trong giọng nói ngẫu nhiên lộ ra giọng quê hương, hẳn là người ở tỉnh Yến. Tống Chiêu Độ quả nhiên lợi hại, ngay cả giọng của Mã Vạn Chính cũng có thể nghe ra. Tiếp đó ông ta lại rút từ ngăn kéo ra một tập tài liệu. Lật vài trang nói. Vị phó chủ tịch tỉnh này đến tỉnh Yến từ hơn 2 năm trước, là từ tỉnh Tây điều tới.
hai năm trước vẫn khá khiêm tốn, không có động tĩnh gì, lần này đột nhiên lọt vào ủy viên thường vụ, khiến người ta rất giật mình. Chỗ dựa của ông ta ở Bắc Kinh cũng được giấu giếm rất kỹ, không khác gì Tiền Cẩm Tùng, khiến người ta không thể mò ra được. Tỉnh Yến là một địa phương rất kỳ quái, kinh tế không phát đạt, chính trị cũng không có điểm gì hơn các địa phương khác, hơn nữa luôn luôn bảo thủ, nhưng Bắc Kinh rất thích cho cán bộ hàng không tới tỉnh Yến. Thứ nhất là vì tỉnh Yến gần Bắc Kinh, thứ hai là tỉnh Yến rất dễ dàng tạo thành lý lịch tốt. Nếu Mã Vạn Chính đã có ý tốt nhắc nhở tôi, đương nhiên tôi phải tỏ vẻ cảm tạ một chút. Cũng không biết Tống Chiêu Độ đã suy nghĩ thông suốt điều gì, trên mặt đầy vẻ tươi cười. Đương nhiên còn phải cảm tạ tác dụng trọng yếu của cậu, Tiểu Hạ. Có thể nói, từ khi quen biết tới nay, cậu vẫn luôn trợ giúp tôi không nhỏ, khiến trong lòng tôi rất băn khoăn. Tống Chiêu Độ nói vậy thứ nhất là kéo gần quan hệ, thứ hai cũng là xúc động phát ra. Hạ Tưởng vội vàng đứng lên. Trưởng ban Tống khách khí quá, ngài là bạn tốt tri kỷ của Bí Thư Lý. Tôi lại là do Bí Thư Lý một tay dìu dắt lên, cho nên đối với tôi mà nói, ngài cũng giống Bí Thư Lý, là bề trên mà tôi kính trọng và tín nhiệm nhất. Tôi làm một ít việc trong khả năng của mình cũng không tính là cái gì. Chương 253, lần đầu tiên so chiêu với Lệ Triều Sinh. Tống Chiêu Độ cũng đứng lên, đi tới trước mặt Hạ Tưởng, nắm lấy tay hắn. Trưa nay ăn cơm với nhau, lại tâm sự tiếp. Đến trưa... Hạ Tưởng liền cùng Tống Chiêu Độ ra khách sạn bên ngoài ăn cơm. Hắn đã tới Tống gia vài lần, phát hiện Tống Chiêu Độ rất ít khi ra ngoài ăn cơm, bình thường đều ở nhà đọc sách, hôm nay hẳn là tâm tình ông ta rất tốt. Ngay cả Tống Nhất Phàm cũng nói. Thật tốt quá, vẫn là Hạ ca ca đến đây thì tốt. Hạ ca ca vừa tới, ba liền cho em ra ngoài ăn cơm. Ba cũng không tính xem đã bao lâu rồi không đưa con đi khách sạn ăn cơm. Tống Chiêu Độ cười hiền hậu. Không nói gì. Ăn cơm, Hạ Tưởng cũng không có mấy ấn tượng. Hắn chỉ nhớ Tống Chiêu Độ uống không ít rượu, còn hơi ngà ngà say. Hắn đành phải đưa ông ta về nhà. Vừa về đến nhà, Tống Chiêu Độ liền ngủ luôn, trong phòng khách chỉ còn lại hắn và Tống Nhất Phàm. Có đôi khi con gái biến hóa cực kỳ nhanh chóng. Trước kia Hạ Tưởng bị Tống Nhất Phàm kéo tay thì còn không cảm thấy gì. Hôm nay khi bị cô kéo tay bỗng nhiên cảm thấy bàn tay nhỏ bé của cô ấm áp mà mềm mại. Nắm lấy cảm giác rất thoải mái, trong lòng hắn không khỏi có cảm giác khác thường. Hắn muốn buông tay ra nhưng lại bị Tống Nhất Phàm kéo quá chặt. Cô hỏi hắn, tay em đẹp hơn hay tay bạn gái anh đẹp hơn? Tay em đẹp. Hạ Tưởng biết con gái không thể nói đạo lý được, chỉ có thể dỗ dành để cô vui. Em cao hơn hay bạn gái anh cao hơn? Em cao hơn một chút. Vậy anh có thích em không? Thích, em giống như em gái của anh. Vừa lúc anh chỉ có một em trai mà không có em gái. Cứ như thể thi vấn đáp vậy, Hạ Tưởng cũng không biết đã trả lời bao nhiêu điều, thấy sắc trời không còn sớm, liền nói. Anh còn phải quay về huyện An, không thể ở đây với em được nữa. Nếu sau này có thời gian thì anh lại đến thăm em, được không Nhất Phàm? Được. Không ngờ Tống Nhất Phàm rất nghe lời. Cô đưa Hạ Tưởng tới cửa, thấy Hạ Tưởng sắp xuống lầu, cô đột nhiên cười hì hì nói. Em biết những lời anh vừa nói đều là nói dối. Dọc theo đường đi, Hạ Tưởng luôn suy nghĩ, Tống Nhất Phàm biết rõ là hắn nói dối nhưng vẫn hỏi mãi không ngừng, hơn nữa còn như rất thích thú. Còn nhỏ tuổi đã có tâm tư như vậy, may là đi được rồi. Xem ra về sau phải tránh xa cô một chút. Với trình độ hiện tại của cô, sau này lớn lên chỉ sợ ngay cả Tào Thù Lê và Liên Nhược Hạm cũng không phải đối thủ. Thứ hai không có việc gì, buổi tối Hạ Tưởng ăn cơm với Lý Đình Sơn. Nói lại việc Phó Chủ tịch tỉnh Mã và Tống Chiêu Độ cho ông ta nghe. Lý Đình Sơn nghe xong hơi gật đầu, cũng không hỏi nhiều, chỉ nói. Hiện tại cậu cũng đã có đủ sức phán đoán, cứ dựa theo suy nghĩ của mình mà đi làm việc. Ở việc lớn có người ứng phó là tốt rồi, nhưng cơ bản mỗi ngày phải tích lũy dần từng chút kinh nghiệm, chậm rãi mở rộng mạng lưới quan hệ. Nói cách khác, năng lực bản thân cũng cần phải được nâng cao. Hạ Tưởng ngồi im lắng nghe đầy vẻ khiêm tốn ghi nhận. Gật gật đầu. Phương Cách ở một bên cúi đầu không nói gì, có vẻ không vui, cũng không biết là không thoải mái với ai. Hạ Tưởng cũng không hỏi y, có lẽ chính là vì Mai Hiểu Lâm. Suy nghĩ của thanh niên có chút luẩn quẩn cũng là dễ hiểu. Có lẽ y nghĩ tương tư đơn phương chính là thất tình. Tháng 8, huyện An tạm thời tiến vào thời kỳ yên ả. Chuyên gia khoáng sản Bắc Kinh tới khảo sát đã quay về Bắc Kinh, tạm thời còn chưa đưa ra kết luận.
Cường Giang Hải liền thành thật rất nhiều, tuy bình thường vẫn châm chọc Hạ Tưởng mấy câu nhưng bởi vì Hạ Tưởng tổ chức kiểm tra sức khỏe miễn phí cho các học sinh tiểu học của thị trấn đã chiếm được sự nhất trí khen ngợi của tất cả các bậc cha mẹ, cho dù Khâu Tự Phong không thoải mái nhưng vẫn phải công khai khen ngợi Hạ Tưởng vài câu để thể hiện mình làm chủ tịch huyện rất công bằng chính trực. Mai Hiểu Lâm cũng kiên nhẫn hơn trước, không còn công khai làm khó dễ Lệ Triều Sinh nữa mà toàn tâm toàn ý tập trung nghiên cứu tài liệu về khoáng sản huyện An, trong lòng cũng đã có kết luận sơ bộ. Một hôm, vào giữa trưa sau khi hết giờ buổi sáng, cô gọi điện thoại cho Hạ Tưởng, bảo Hạ Tưởng lái xe mang cô tới xã Đán Bảo một chuyến. Trong tài liệu có một chỗ thuyết minh không đủ chi tiết, cô muốn tới thực địa xem một chút. Hạ Tưởng xem lịch công tác, thấy buổi chiều cũng không có việc gì liền nhận lời Mai Hiểu Lâm. Bởi vì hắn cảm thấy bản chất của Mai Hiểu Lâm coi như không xấu, nói chuyện giữ lời. Lần trước cô nói sẽ tìm một nhà máy gia công thực phẩm để thu mua táo, sau đó đúng là tìm được một công ty ở Bắc Kinh. Tuy rằng giá cả rất thấp nhưng các gia đình nông thôn đã rất hài lòng. Giá cả dù thấp vẫn bán được chút tiền, còn hơn là không bán được gì. Âu Dương Thiết Hy vui mừng nước mắt đầm đìa, liên tục nói, không ngờ, không ngờ. Đương nhiên ông ta không ngờ chính là người giúp mình lại là đôi nam nữ mình đã gặp lần trước. Ngồi trên xe Land Rover, Mai Hiểu Lâm vừa đeo đai an toàn vừa nói. Cũng may có xe của anh tốt, đi đường núi vẫn được. Các xe còn ở huyện đều không đi được, nhiều nhất chỉ tới được xã, thị trấn, ngay cả thôn cũng không vào được. May mắn tôi không lái xe thể thao. Làm công sở mà lái xe thể thao chính là đốt hầu bao của chủ, hơn nữa còn cháy sạch không nhẹ. Hạ Tưởng thấy tâm tình Mai Hiểu Lâm khá tốt, liền hỏi. Có chuyện tốt gì thế? Hình như Phó Bí Thư Mai rất vui vẻ thì phải. Không có chuyện tốt thì không được vui vẻ sao? Mai Hiểu Lâm phản bác. Cứ như anh nói thì ngày nào tôi cũng phải mặt nhăn mày nhó à? Lý luận gì vậy? Anh đừng nói, đúng là tôi không có chuyện gì tốt. Tạm thời chuyện của Lệ Triều Sinh không có gì tiến triển. Sau khi đến đây... Chuyên gia Bắc Kinh nói mỏ quặng của huyện An điều kiện hơi kém, cho dù khai thác thì triển vọng cũng không quá lạc quan. Tôi luôn cảm thấy Thạch Anh Sa Nham Quát Sandstone ở huyện An có hàm lượng không tồi, cũng rất có triển vọng. Nhưng ý kiến của chuyên gia lại nói hàm lượng Thạch Anh Sa Nham của huyện An thấp, phí tổn khai thác quá lớn, hơn nữa nhu cầu của thị trường trên cơ bản lại không thích đá Thạch Anh Sa Nham loại này. Trong lòng Hạ Tưởng có đủ loại cảm giác, không biết nên nói gì mới tốt. Ở kiếp sau, huyện An có khai thác Thạch Anh Sa Nham hay không thì hắn không nhớ rõ, nhưng Thạch Anh Sa Nham chủ yếu làm nguyên liệu cho thủy tinh công nghiệp và gốm sứ công nghiệp. Về sau lượng thủy tinh sử dụng sẽ càng lúc càng lớn, tương ứng thì nhu cầu về Thạch Anh Sa Nham cũng sẽ càng lúc càng lớn. Có thể nói, Thạch Anh Sa Nham không phải là triển vọng không ổn, mà là triển vọng tốt. Nhưng nhớ tới lời của bác Tào, phải đợi đến khi hắn có thể thu được chiến tích mới nên nhắc tới việc khai thác Thạch Anh Sa Nham. Hạ Tưởng không biết hiện tại nên ủng hộ Mai Hiểu Lâm hay nên khuyên cô buông tha. Xét về góc độ ăn ngay nói thật thì nên ủng hộ cô, nhưng xét ở góc độ chính trị thì hắn chỉ có thể lựa chọn im lặng. Không phải hắn muốn đợi cho tới lúc mình cầm quyền mới đưa ra vấn đề khai thác Thạch Anh Sa Nham, mà là theo thế cục hiện tại của huyện An, đồng thời theo hoàn cảnh kinh tế toàn quốc, khai thác hiện giờ quả thật hơi sớm. Nhưng có một điều hắn không rõ, chuyên gia không nhìn được triển vọng thị trường không có gì là lạ. Dù sao họ chỉ là chuyên gia về mỏ quặng mà không phải chuyên gia kinh tế, vậy mà bọn họ lại nói hàm lượng Thạch Anh Sa Nham thấp ngoài dự đoán của mọi người là sao? Tài liệu trong tay bác Tào sẽ không nói sai về hàm lượng quặng Thạch Anh Sa Nham, như vậy chuyên gia do Mai Hiểu Lâm mời tới là chuyên gia của Bắc Kinh, sẽ không thể không khảo sát nổi hàm lượng Thạch Anh Sa Nham ở đây. Bọn họ nói hàm lượng thấp, chỉ sợ trong này có ẩn ý gì đó. Chuyên gia đôi khi nói chuyện cũng không phải toàn bộ theo góc độ học thuật và cầu thị. Lời của họ rất nhiều khi bị quyết định bởi chính trị hoặc ví tiền. Mặc dù Hạ Tưởng không muốn đoán tác dụng của Cường Giang Hải trong chuyện này nhưng hắn gần như có thể khẳng định, lời nói của chuyên gia khả năng đã bị Cường Giang Hải động tay động chân gì đó từ sau lưng. Với hiểu biết của hắn đối với Cường Giang Hải không phải là hạng nhân vật như Lệ Triều Sinh. Y lòng dạ hẹp hòi, không đủ để đảm đương trọng trách. Y làm chuyện gì khẳng định đều được Khâu Tự Phong cho phép từ trước. Nói cách khác, việc này là kiệt tác của Khâu Tự Phong. Mặc dù Hạ Tưởng biết quan hệ giữa Khâu Tự Phong và Mai Hiểu Lâm nhưng hắn cũng chỉ có thể giả vờ không biết. Hắn do dự một lát rồi nói. Nếu các chuyên gia đều đưa ý kiến phủ định, mà Phó Bí Thư Mai cũng không phải chuyên môn về mỏ,
đi khảo sát thực địa có thể có thu hoạch gì chứ? Mai Hiểu Lâm hơi nhíu đôi mi thanh tú. Tôi cũng biết khả năng là không thu hoạch được gì, tuy nhiên không tận mắt thấy thì trong lòng đúng là không nỡ. Chuyên gia là do tôi mời đến, tôi tin tưởng phán đoán của họ, nhưng mẫu vật khoáng thạch mà trước kia tôi gửi cho bạn bè thì họ lại nói là rất có giá trị kinh doanh, tôi cũng hồ đồ không biết nên tin ai. Mai Hiểu Lâm là một cô gái không tồi, nhưng cô không may gặp phải Khâu Tự Phong, mà càng ngày cô càng hiểu thêm về Khâu Tự Phong nên càng cảm thấy không vui. Kỳ thật lời đồn bên ngoài chỉ đúng một nửa, đúng là Khâu Tự Phong và Mai Hiểu Lâm là đồng minh, quan hệ cũng chặt chẽ, nhưng vì tính cách quá khác biệt, quan niệm chính trị khác nhau nên sự cách biệt giữa hai người là quá to lớn, thậm chí còn không bằng đồng minh bình thường. Vậy đi xem một chút cũng tốt, làm không thẹn với lương tâm là được. Hạ Tưởng chỉ có thể an ủi Mai Hiểu Lâm, cũng là tự an ủi mình. Mặc kệ thế nào, Mai Hiểu Lâm muốn khai thác mỏ quặng thạch anh Sa Nham là hoàn toàn công tâm, còn hắn giấu giếm không nói, ít nhiều cũng có tư tâm. Không có biện pháp, giai đoạn hiện tại cho dù cưỡng ép khai thác cũng là mất nhiều hơn được, khả năng còn có hậu quả không tốt. Tuy nhiên Khâu Tự Phong giấu giếm như vậy khẳng định là có tính toán khác, vậy chờ xem y và Cường Giang Hải có tính toán gì. Khi xe đến xã Đán Bảo thì xuất hiện một việc bất ngờ. Chiếc Land Rover bị một chiếc xe ba bánh cố tình vượt ẩu, làm xước một chút sơn. Theo Hạ Tưởng nghĩ, kẻ gây họa chính là chiếc xe ba bánh, hắn không tìm kẻ kia gây phiền toái thì thôi, không ngờ đối phương ngược lại còn hùng hổ muốn tìm hắn lý luận, bắt hắn phải đền tiền. Chủ xe ba bánh là một gã thân hình vạm vỡ, dáng người cao lớn, vừa nhìn biết là loại đầu to óc bằng quả nho. Khi thấy xe Land Rover của Hạ Tưởng là biển số Bắc Kinh, nghĩ là người bên ngoài tới thì dễ bắt nạt liền nói đầy vẻ tức giận. Đường hẹp như vậy, xe của mày lại rộng như thế, lại còn cố tình tới thôn chúng tao, muốn tự gây chuyện phải không? Không nói hai lời, lấy 500 tệ ra thì xong việc, nếu không hôm nay mày cũng đừng mong chạy. Chiếc xe ba bánh chở một đám phụ nữ nông thôn, có lẽ là muốn tới thị trấn. Đám phụ nữ ngồi trên xe ríu rít chỉ trỏ, chế giễu. Hạ Tưởng nghĩ thầm, đúng là ở đâu cũng có điều dân, rõ ràng là tên kia vượt ẩu mình còn già mồm át lẽ phải bắt mình đền tiền. Rõ ràng là ỷ thế bắt nạt người bên ngoài tới. Hạ Tưởng liền hỏi Mai Hiểu Lâm. Làm sao bây giờ? Mai Hiểu Lâm cũng khá tức giận. Bọn họ xảo trá bắt nạt người ta, tôi gọi điện thoại bảo trưởng phòng công an huyện tới bắt người. Đừng tìm trưởng phòng công an huyện, tìm bí thư lệ là được. Dù sao đây cũng là địa bàn của ông ta, đúng không nào? Trong lòng Hạ Tưởng đã có chủ ý. Như vậy sao được, tôi và y còn đang đối phó nhau, sao còn tìm y chứ? Không phải là tự làm mất mặt à? Mai Hiểu Lâm không đồng ý, cô lại trừng mắt với gã đàn ông to lớn kia. Anh cứ chờ đã, tôi gọi điện thoại cho người tới đưa tiền, được không? Gã kia thấy Mai Hiểu Lâm hình thức xinh đẹp, thái độ lại không tồi, lập tức đồng ý. Nhanh lên, chúng tôi còn phải đi cho kịp. Ngài tìm ông ta chính là giả vờ biểu hiện hòa giải với ông ta. Ngài cứ ngẫm lại xem, ông ta vừa thấy ngài bỏ qua chuyện cũ, nghĩ lại trước kia ngài đối đầu với ông ta là đối đầu trong sự kiện cụ thể chứ không phải là nhằm thẳng vào cá nhân ông ta. Từ đó ông ta sẽ thả lỏng cảnh giác đối với ngài. Về sau nếu có xảy ra vấn đề thì ông ta cũng sẽ không thể nghĩ ngay tới ngài được, như vậy sẽ an toàn hơn. Hạ Tưởng biết rằng chỉ cần có kết quả đưa lên Ủy ban Kỷ luật huyện và thành phố, lập tức Lệ Triều Sinh sẽ nghe được phong thanh. Y sẽ cân nhắc tất cả mọi người một lần, sẽ điều tra rõ xem rốt cục là ai ở sau lưng muốn chỉnh y. Có lẽ người đầu tiên mà y nghi ngờ sẽ là Mai Hiểu Lâm. Đương nhiên cũng không thể chỉ vì một việc này đã đủ khiến Lệ Triều Sinh thay đổi cái nhìn, thả lỏng cảnh giác đối với Mai Hiểu Lâm, nhưng ít ra cũng sẽ tạo thành một biểu hiện giả dối rằng Mai Hiểu Lâm là người bộc tuệch. Nói xong là quên. Hơn nữa với trí tuệ chính trị của Lệ Triều Sinh, thấy Mai Hiểu Lâm là phó bí thư, lại mượn xe của Hạ Tưởng đi vào núi khảo sát thực địa, lại đi với nhau cô nam quả nữ, sẽ khắc sâu ấn tượng rằng Mai Hiểu Lâm là người có tính cách tùy tiện, từ đó y sẽ giảm bớt tâm tư để phòng đối với Mai Hiểu Lâm. Nói thật, Hạ Tưởng rất lo lắng sau khi sự kiện bộc phát, dưới cơn thịnh nộ, Lệ Triều Sinh sẽ làm ra sự tình gì ngoài dự đoán của mọi người. Mà Mai Hiểu Lâm lại ít kinh nghiệm, tính cách có chút kích động, nếu chẳng may bị Lệ Triều Sinh thử, vô tình nói ra tình hình thực tế thì thảm rồi. Hắn không sợ đối địch trước mặt với Lệ Triều Sinh,
nhưng nếu có thể tránh ở sau màn xem đối phương run rẩy sẽ tốt hơn nhiều so với việc đối đầu chính diện. Đừng mở mồm ra lại gọi tôi là ngài, tôi còn chưa già, nghe không tự nhiên tí nào cả. Người Bắc Kinh thích gọi là ngài, ở bên ngoài thì như vậy là một cách gọi tôn trọng nhưng ở Bắc Kinh lại là một thói quen, tôi nghe chẳng có cảm giác gì cả. Về sau anh đừng có giả vờ với tôi nữa, biết không? Mai Hiểu Lâm đúng là không hiểu nghệ thuật nói chuyện. Nếu đổi một cách nói khác thì sẽ uyển chuyển rất nhiều nhưng cũng một ý từ miệng cô nói ra lại luôn khiến người ta có cảm giác ức chế. Cũng may câu cuối cùng của cô cũng có chút uyển chuyển. Biết tôi bội phục nhất anh ở điểm gì không? Chính là bất cứ chỗ nào cũng có thể nghĩ ra chủ ý xấu. Tuy rằng âm hiểm nhưng vẫn làm cho người ta cảm giác rất thoải mái, không hề cảm thấy anh là người phá hoại. Thật sự là đã xấu xa tới trình độ đỉnh cao rồi. Hạ Tường không khỏi xấu hổ. Đây là khen người hay chê người? Tôi đâu có hại người chứ, tôi toàn giúp cô cơ mà. Tôi vẫn luôn toàn tâm toàn ý giúp cô đó, Phó Bí Thư Mai kính yêu ạ. Mai Hiểu Lâm bị hắn chọc cười. Được rồi, tôi gọi điện thoại cho Bí Thư Liệt. Đi theo anh, tôi rõ ràng cảm thấy mình cũng đang học cái xấu. Khi nói chuyện, cô còn lơ đãng liếc Hạ Tường, cũng không biết là cô vô tình hay cố ý nhưng trông cực kỳ phong tình. Mai Hiểu Lâm nối thông điện thoại thì chỉ nói hai câu liền dập máy. Hạ Tường hiếu kỳ hỏi. Sao lại nói ít thế? Mai Hiểu Lâm hỏi ngược lại. Có lẽ tôi còn phải báo cáo với ông ta tình huống hiện trường sao? Nói cho ông ta địa điểm là được, căn cứ theo tốc độ đến đây để phán đoán mức độ coi trọng của ông ta. Hạ Tường liền cười. Phó Bí Thư Mai cao kiến. Mai Hiểu Lâm không cười mà chỉ lườm hắn một chút, không để ý tới hắn nữa. Lại quay sang nói chuyện với gã to con kia. Đừng có gấp, lát nữa có người đưa tiền tới. Gã to con kia cười cười. Không vấn đề gì cô em, có thể kiếm mấy trăm tệ thì chờ cả ngày cũng đáng. Chỉ chốc lát sau đã nghe thấy tiếng xe cảnh sát, gã to con kia tỉnh ngộ, kêu to. Cô em, cô báo cảnh sát à, cô làm ăn kiểu gì vậy? Sao rượu mời không thích lại cứ muốn uống rượu phạt, em trai tôi chính là cảnh sát. Cô bảo nó tới đây còn không phải là để phạt các cô sao? Thật là, y còn liên tục lắc đầu, trông vẻ mặt rất buồn cười, nửa như rất đau đớn, nửa như rất đắc ý vênh váo, tóm lại là giống như diễn viên, muốn vẻ mặt nào là có vẻ mặt đó. Xe cảnh sát mở đường dừng lại, một cảnh sát trẻ từ trên xe nhảy xuống, đi tới trước mặt gã to con. Anh, lại gây chuyện nữa à? Sao anh lại có mâu thuẫn với người khác? Gã to con chỉ Hạ Tường. Chính là thằng kia lái xe đâm vào xe anh, người Bắc Kinh tới huyện An chúng ta còn dám hoành hành ngang ngược, cũng không nhìn xem là địa bàn của ai còn ngu ngốc báo cảnh sát. Cũng may là gọi chú tới. Được rồi, cho chúng nó một tờ hóa đơn, phạt chúng nó đi. Gã to con cực kỳ đắc ý nhìn Hạ Tường và Mai Hiểu Lâm, ý tứ là dù thế nào, dù là từ Bắc Kinh tới cũng thế, ở huyện An này có một mẫu ruộng thì vẫn còn ba tấc đất do tao định đoạt. Tên cảnh sát trẻ biến đổi sắc mặt. Muốn kéo gã to con sang nói chuyện. Y không chịu, còn kêu to. Có chuyện gì cứ nói ở đây này. Anh không bắt nạt người bên ngoài, không cần nói chuyện riêng. Viên cảnh sát trẻ kia nóng nảy. Anh, bọn họ là quan lớn trên huyện. Quan lớn cái gì? Gã to con kia không tin. Bọn họ đi xe biển số Bắc Kinh, không phải người thành phố Yến, không quản được chúng ta. Vừa dứt lời, chợt nghe một giọng nói uy nghiêm vang lên. Tiểu Mã, Tiểu Ngưu, trước hết bắt người lại rồi nói sau. Gây trở ngại Phó Bí Thư Mai công tác, đụng hư xe của Phó Chủ tịch huyện Hạ, nhiễu loạn trị an xã hội. Gã to con bị chụp mũ như vậy, hoảng hốt ngồi phịch xuống. Cái gì, hai người bọn họ là Phó Bí Thư và Phó Chủ tịch huyện. Trời ơi, sao không nói sớm? Nói sớm sẽ không có trò hay để nhìn. Mai Hiểu Lâm và Hạ Tưởng cùng đi tới chào hỏi Lệ Triều Sinh. Lệ Triều Sinh. 35 tuổi, mày rậm mắt to, có thể nói là tướng mạo đường đường, làm cho người ta có ấn tượng đầu tiên chính là sảng khoái, sáng sủa. Hơn nữa nụ cười của y còn rất có sức cuốn hút, khiến cho người ta chỉ vừa nhìn thấy y đã rất có thiện cảm. Mai Hiểu Lâm bắt tay với Lệ Triều Sinh. Một chút việc nhỏ lại phải kinh động tới Bí Thư Lệ, thật sự là không tốt. Hạ Tưởng cảm giác tay Lệ Triều Sinh rất rộng và có lực, làm người ta có cảm giác y là một người rất khỏe mạnh. Rộng rãi, liền nghĩ nếu chỉ nhìn từ bên ngoài thì ai có thể biết được y là một kẻ lòng dạ rất sâu chứ. Hạ Tường khách khí nói.
phiền toái bí thư Lệ tự mình tới đây một chuyến khiến trong lòng tôi rất băn khoăn. Đối với việc Mai Hiểu Lâm và Hạ Tưởng đột nhiên xuất hiện tại xã Đán Bảo, trong lòng Lệ Triều Sinh cũng rất buồn bực. Cảm giác đầu tiên của y là cho rằng hai người bọn họ là âm thầm đến đây để điều tra về y, nhưng nghĩ kỹ lại, y cảm thấy không đúng. Nếu bọn họ là âm thầm điều tra mình, khẳng định sẽ không vì chút việc nhỏ va chạm xe mà làm kinh động tới mình. Mai Hiểu Lâm không thông báo cho công an huyện mà cố tình thông báo cho mình, chính là muốn mượn chuyện này cho mình thấy một thái độ. Hạ Tưởng thấy Lệ Triều Sinh nhấp nháy mắt, biết y động tâm tư, liền nói. Tôi đưa Phó Bí Thư Mai lên núi khảo sát thực địa mỏ quặng, bởi vì xe của tôi có thể đi đường núi nên được Phó Bí Thư Mai bắt đưa đi. Lệ Triều Sinh nửa như giận, nửa như thân thiết nói. Phó Chủ tịch huyện Hạ đến xã Đán Bảo mà cũng không thông báo tôi một tiếng, như thế không tốt đâu nha. Có phải sợ tôi không mời nổi bữa cơm không? Bí Thư Lệ cứ nói đùa. Tôi làm sao dám để lãnh đạo mời ăn cơm chứ? Nếu mời cũng là tôi mời. Chủ yếu là Phó Bí Thư Mai rất nhiệt tình công tác, tôi là nghe theo cô ấy, bởi vì nhiệm vụ chủ yếu của tôi hôm nay là làm lái xe cho cô ấy. Lệ Triều Sinh là ủy viên thường vụ huyện ủy, Hạ Tưởng phải gọi tôn kính là lãnh đạo. Hai người lại khách khí vài câu, Mai Hiểu Lâm liền sốt ruột nói. Bí Thư Lệ, tôi và Phó Chủ tịch huyện Hạ còn muốn lên núi xem, không làm phiền anh nữa. Tôi thấy chỉ cần phê bình giáo dục người kia một chút rồi thả ra là được, không đáng chấp nhặt với anh ta. Cô thấy Hạ Tưởng nháy mắt với mình liền hiểu ý, lại nói với giọng thân thiết. Vất vả Bí Thư Lệ, lần sau đến thị trấn, tôi mời anh ăn cơm. Làm sao dám để Phó Bí Thư Mai mời tôi ăn cơm chứ? Để tôi mời, nhất định tôi mời. Lệ Triều Sinh tươi cười nói, cùng là ủy viên thường vụ nhưng so sánh với Mai Hiểu Lâm là Phó Bí Thư huyện ủy. Y vẫn còn kém không ít, cho nên y rất thoải mái khi thấy Mai Hiểu Lâm nhờ vả mình, cho rằng Mai Hiểu Lâm chính là một người gặp chuyện không đủ bình tĩnh. Người như vậy cho dù có xung đột nhưng chuyện qua là quên, không có thói quen thù dai. Phó Bí Thư Mai cũng khá đáng yêu, Lệ Triều Sinh nghĩ, lại thấy cô và Hạ Tưởng đều là nam nữ độc thân, cùng nhau muốn vào trong núi thẳm, y định nói thêm một câu nhưng lời vừa đến miệng đã nuốt trở lại. Y nghĩ thầm, tốt nhất là đừng lắm mồm. Có lẽ người ta là có tư tưởng khác cũng nên, liền bắt tay với Mai Hiểu Lâm và Hạ Tưởng, từ biệt. Vậy tôi sẽ không quấy rầy Phó Bí Thư Mai và Phó Chủ tịch huyện Hạ công tác. Có gì cần thì có thể gọi điện thoại cho tôi bất cứ lúc nào. Ở xã Đán Bảo này mà không thể đảm bảo an toàn cho hai người thì tôi làm bí thư cũng không xứng chức. Hai người lái xe đi tiếp, còn kết cục gã to con kia thế nào thì cũng mặc kệ. Người như vậy nên sửa trị. Xe ba bánh chạy trên đường quốc lộ đã là không an toàn, chẳng những chạy ẩu còn mượn cơ hội lừa bịp tống tiền, phải cho y chút giáo dục. Đường càng ngày càng hẹp, người đi đường cũng càng ngày càng ít, rốt cục khi xe vào tới đường núi thì trên cơ bản gần như không có dấu chân người, nửa ngày cũng không thấy bóng một ai cả. Mai Hiểu Lâm nhìn ra ngoài cửa kính, thỉnh thoảng lại kinh ngạc hô lên một tiếng, bảo Hạ Tưởng nhìn một con chim nhỏ hoặc là hoa dại gì đó. Hạ Tưởng bất đắc dĩ cười nói. Phó Bí Thư Mai, đường núi quanh co rất nguy hiểm, tôi không thể phân tán tư tưởng. Cô cũng đừng hô to gọi nhỏ dọa người, đừng bảo tôi nhìn đông nhìn tây, tôi phải nhìn đường. Tôi cảm thấy con người anh coi như khá được, có một mặt thành thật, lại có một mặt thông minh, hơn nữa có bản lĩnh tùy cơ ứng biến hạng nhất, lại rất dễ ở chung, quả là tốt hơn không ít so với Khâu Tự Phong. Mai Hiểu Lâm chu môi, vui cười hớn hở nhìn Hạ Tưởng, nói. Tôi cũng không dám so sánh với chủ tịch huyện Khâu. Hạ Tưởng ngượng ngùng, nếu so sánh tôi với vị hôn phu của cô quả là không ổn, rất dễ khiến người khác nghĩ này nọ. Cô cho rằng người khác không biết nhưng chính trong lòng cô cũng rất rõ ràng, vậy mà vẫn đem ra so sánh. Từ đó có thể thấy được có khi đúng là cô rất bộc tuệch. Chủ tịch huyện Khâu anh minh thần võ, chờ sau khi bí thư Lý điều đi, anh ấy sẽ là bí thư huyện ủy trẻ tuổi nhất thành phố Yên, tiền đồ không thể đo lường hết được. Anh ta muốn làm bí thư huyện ủy còn phải qua một cửa của tôi. Mai Hiểu Lâm nhanh mồm thốt ra nhưng lại ý thức được có chút không ổn, vội phân bua. Tôi nói là, nếu cấp trên muốn bổ nhiệm Khâu Tự Phong làm bí thư, chắc chắn sẽ phải trưng cầu ý kiến của hội nghị thường vụ huyện An. Nếu đại bộ phận ủy viên thường vụ đều phản đối thì cấp trên cũng sẽ không cưỡng ép bổ nhiệm, nếu không sẽ không dễ triển khai công tác. Tôi là phó bí thư nên ý kiến cũng rất quan trọng. Mai Hiểu Lâm giải thích cũng tạm gọi là được,
nếu chủ tịch huyện Khâu hoặc thị trưởng thăng chức ngay tại chỗ lên làm bí thư huyện ủy hoặc bí thư thành ủy, ban tổ chức cán bộ cấp trên quả thật rất coi trọng ý kiến của hội nghị thường vụ. Nếu đúng là phát sinh sự kiện tập thể chống lại, cấp trên cũng sẽ không cưỡng ép bổ nhiệm. Hạ Tưởng cũng từng nghe nói có một vị thị trưởng bình thường đối nhân xử thế lòng dạ hẹp hòi, lại dùng người không khách quan, kết quả là khi y chuẩn bị được bổ nhiệm là bí thư thành ủy, lại bị toàn thể ủy viên thường vụ mãnh liệt phản đối, cho nên lấy đại cục làm trọng, y bị rời đi nơi khác. Nhưng Hạ Tưởng biết Mai Hiểu Lâm sẽ không nghĩ sâu tới như vậy. Lời cô thuận miệng nói đã lộ ra một tin tức rất quan trọng, chính là chỗ dựa của Khâu Tự Phong chẳng những không cứng rắn bằng chỗ dựa của Mai Hiểu Lâm, hơn nữa Khâu gia hẳn là còn có điểm cần nhờ và Mai gia. Nói như vậy, khi sự tình giữa Mai Hiểu Lâm và Lệ Triều Sinh ngả bài, vì tiền đồ của bản thân, Khâu Tự Phong có thể bán đứng lợi ích của Lệ Triều Sinh hay không? Đáp án có thể nghĩ. Khi vào sâu thêm 10 km trong núi, địa thế lên cao, Hạ Tưởng cảm giác áp suất trong xe có vẻ không đủ liền tắt điều hòa đi, mở cửa kính xe cho thoáng. Không ngờ hắn vừa mở cửa kính, Mai Hiểu Lâm liền đóng cửa lại, rất bất mãn nói. Anh lại muốn làm tôi cảm lạnh à? Sao không thể nói chuyện dễ nghe hơn một chút nhỉ? Hạ Tưởng hỏi. Có một số việc đã qua thì cứ để nó vĩnh viễn qua đi, đừng ghi nhớ mãi trong lòng làm gì. Cái gì cơ? Anh lại suy nghĩ nhiều. Tôi đã sớm bỏ qua việc mở cửa sổ lần trước. Mai Hiểu Lâm mỉm cười, lại mở cửa kính xe. Tôi là cố ý đùa anh một chút, không ngờ anh đúng là không có chút khiếu hài hước nào cả. Hạ Tưởng không nói gì. Hài hước cũng phải tùy người chứ. Với giọng điệu và vẻ mặt vừa rồi của cô, ai dám bảo là cô nói đùa. Quên đi, không chấp nhặt với cô nữa. Mai Hiểu Lâm đợi trong chốc lát, thấy Hạ Tưởng không nói gì liền khẽ hỏi. Sao vậy, giận à? Cô lại nhìn bốn phía, nói tiếp. Đừng nóng giận được không? Anh xem ở đây rừng núi hoang vu, anh nổi giận lên, ném tôi lại giữa đường thì làm sao bây giờ? Cho dù không ném ra giữa đường, nếu chẳng may anh có mưu đồ gây rối đối với tôi thì sao? Tôi thì không đánh được anh rồi. Hạ Tưởng lại bị cô chọc cười. May mắn rằng tôi là người tốt, nếu tôi là một người xấu, cho dù không có mưu đồ gây rối đối với cô nhưng bị cô kích động thì cũng có thể. Tôi thấy chính là cô đang cố ý ám chỉ tôi, đúng không? Anh đúng là nghĩ vậy sao? Mai Hiểu Lâm kinh ngạc kêu lên. Không ngờ đó, anh đúng là xấu xa. Anh thử động vào tôi xem, có tin là tôi có thể đánh ngã anh không? Trước kia tôi đã từng học kỹ năng tự vệ của phụ nữ đó. Hạ Tưởng quay đầu lại liếc Mai Hiểu Lâm rồi lắc đầu, không hề hứng thú nói. Đừng khẩn trương, tôi chỉ giúp cô đưa cô tới đây thôi, không hề có chút hứng thú nào đối với cô cả. Mai Hiểu Lâm mất hứng, quay đầu sang một bên, dựa đầu vào cửa kính, không thèm để ý tới Hạ Tưởng nữa. Hạ Tưởng liền cười thầm, phụ nữ đều là động vật đầy mâu thuẫn, vừa sợ đàn ông có hứng thú quá lớn đối với mình sẽ có ý đồ xấu, nhưng nếu đàn ông không hề có chút hứng thú nào đối với mình thì trong lòng các cô lại cảm thấy mất mát, tâm tình nặng nề. Thứ mà các cô muốn chính là toàn bộ đàn ông trên thế giới đều có hứng thú đối với mình, nhưng khi các cô không cần thì đàn ông không được phép có ý tưởng bất lương đối với họ. Khi tới đích, Hạ Tưởng xuống xe trước, hít thở không khí, giãn gân giãn cốt một chút. Đợi trong chốc lát cũng không thấy Mai Hiểu Lâm xuống xe, hắn còn hơi ngạc nhiên, liếc trộm về phía xe, chỉ thấy Mai Hiểu Lâm đang soi vào gương xe, sửa sang lại đầu tóc, còn lén bôi chút son môi. Hạ Tưởng không kìm nổi lắc đầu. Chỉ cần là phụ nữ, cho dù là một người phụ nữ bình thường hay là phó bí thư, cho dù là trẻ tuổi hay lớn tuổi, đều có cùng tâm lý thích trang điểm, trưng diện. Hắn không nhìn cô nữa mà nhìn khắp xung quanh, thấy phía trước núi đá nhấp nhô, rừng N hư là một thung lũng. Giữa hai ngọn núi là một mảnh đất bằng, trên đó có rất nhiều tảng đá lớn nhỏ nằm rải rác. Hạ Tưởng không hiểu gì về mỏ, không nhìn ra được những tảng đất đá trước mặt có gì khác so với đất đá bình thường khác. Nên cũng không giả vờ giả vịt cầm lên nghiên cứu. Hắn lái xe một thời gian dài liền cảm giác hơi buồn tiểu, quay lại thấy Mai Hiểu Lâm vẫn chưa xuống xe, hắn liền đi tới sau một tảng đá lớn để đi tiểu. Hắn đang tiểu khoan khoái bỗng nhiên nghe thấy tiếng kêu khóc của Mai Hiểu Lâm. Hạ Tưởng, anh ở đâu? Anh mà ra đây, tôi không giận anh nữa đã được chưa? Anh là đàn ông mà sao lại nhỏ mọn như thế? Anh mau ra đây, tôi một mình sợ lắm. Chương 254 Chuyện xưa của mỹ nữ phó bí thư. Hạ Tưởng giật mình, suýt nữa tự làm tổn thương một bộ phận cơ thể đang hoạt động.
hắn vội vàng giải quyết nốt vấn đề rồi nhảy ra từ phía sau tảng đá. Phó Bí Thư Mai, tôi ở đây, cô đừng có gấp, tôi không trốn mà. Mai Hiểu Lâm thấy Hạ Tưởng như thể nông dân thấy quân giải phóng, lao thẳng tới, suýt nữa thì bổ nhào vào trong ngực hắn. Cô nắm chặt lấy tay hắn. Sao anh lại trốn ở phía sau tảng đá? Ở đây hoang vắng như vậy, nếu chẳng may có người xấu thì làm sao? Sao anh không hề để ý tới cảm giác của người khác vậy? Hạ Tưởng vội vàng rút tay về, xấu hổ nói. Con người ta có ba việc gấp, Phó Bí Thư Mai, dù sao cô cũng phải cho tôi đi giải quyết nỗi buồn chứ. Mai Hiểu Lâm mới hiểu ra, nhìn chằm chằm vào hai tay Hạ Tưởng. Vừa rồi anh chưa rửa tay đã nắm lấy tay tôi à? Hạ Tưởng bị cô làm cho dở khóc dở cười. Tôi còn không trách cô quấy rối tôi giải quyết đã là tốt lắm rồi. Phó Bí Thư Mai của tôi ơi, là cô chủ động lao vào kéo tay tôi còn không kịp tránh đây nè. Mai Hiểu Lâm lập tức đỏ bừng mặt, lại quay người chạy về xe, cầm hai chiếc khăn ướt tới, mỗi người dùng một cái lau tay, lúc này mới nói. Được rồi, tôi không trách anh, mau đưa tôi lên núi, cho anh lập công chuộc tội. Hạ Tưởng cũng không so đo với cô, hắn căn bản là không hề làm gì sai, tuy nhiên với tinh thần đàn ông tốt không đấu với phụ nữ, hắn liền chủ động đeo chiếc ba lô khá nặng của Mai Hiểu Lâm, cũng không biết bên trong đựng những thứ gì. Mai Hiểu Lâm dẫn đường, Hạ Tưởng đi theo cô trong đống đá núi nhấp nhô suốt gần 1 km. May mắn là Mai Hiểu Lâm rất thông minh mà mặc quần bò, chân đi giày thể thao. Nếu mặc váy khẳng định sẽ bị lộ hàng, đi giày cao gót sẽ bị trẹo chân. Mặc dù vậy, Mai Hiểu Lâm vẫn mấy lần cần có Hạ Tưởng cầm tay kéo lên mới vượt qua được mấy tảng đá lớn. Cũng vì vậy mà Hạ Tưởng càng thêm khâm phục Mai Hiểu Lâm vài phần. Cô là con nhà quyền quý, tiểu thư khuê các, dù đến huyện là để mạ vàng hay để kiếm lý lịch kinh nghiệm nhưng có thể một lòng vì dân, tự mình chạy đến nơi rừng sâu núi thẳm để khảo sát thực địa, ít nhất tinh thần này đã đủ khiến người ta phải khâm phục. Hơn nữa tính cách của cô ngay thẳng, không có nhiều ý tưởng tìm kiếm chiến tích và thể hiện mình, từ xuất phát điểm mà xét ra thì cô là một cán bộ tốt, tuy rằng phương pháp làm việc của cô rất khó có thể thực hiện được ở cơ sở.